Y đạo quan đồ. Chương 266, dám làm việc nghĩa. Lôi Quốc Đào nói, lúc trước tôi thấy cháu gái của Kim Thượng Nguyên và Kim Mẫn Nhi có quan hệ rất tốt với Trương Dương nên cảm thấy khẩn trương. Về sau tôi nghe nói Kim Thượng Nguyên muốn tới Giang Thành khảo sát, thế là liền gọi điện thoại hỏi. Kiều Mộng Viện nói, thế là Tôn Đông Cường liền nói tin tức nội tình của phía Giang Thành cho anh. Lôi Quốc Đào nói, chúng tôi là bạn học cũ, những chuyện này hắn không phải giấu tôi, vả lại, chuyện Kim Thượng Nguyên tới Giang Thành khảo sát sớm muộn gì tôi cũng biết. Kiều Mộng Viện gật đầu. Lôi Quốc Đào nói, tôi rất khẩn trương, dẫu sao thì tôi nỗ lực lâu như vậy, không ai muốn nỗi khổ tâm của mình lại trôi theo dòng nước, cho nên đầu óc có chút hồ đồ, nói ra một số điều không nên nói. Sau cuộc đàm phán ngày hôm nay, tôi phát hiện tâm cơ của Kim Thượng Nguyên còn thâm trầm hơn trong dự đoán của tôi, sự nóng vội lôi kéo đầu tư của tôi đã bị y lợi dụng. Kiều Mộng Viện nói, một thương nhân chân chính như y tuyệt đối sẽ không chịu sự ảnh hưởng của người ngoài. Y chỉ lợi dụng tất cả cơ hội có thể lợi dụng để mưu cầu lợi ích lớn nhất cho mình mà thôi. Lôi Quốc Đào gật đầu đầy đồng cảm, hắn nói khẽ, là tôi khiến chuyện này trở thành bị động. Kiều Mộng Viện uống một ngụm trà, ánh mắt lại nhìn về phía hồ nước, nói quyền chủ động đã giao vào tay Kim Thượng Nguyên rồi, lựa chọn thế nào là chuyện của y, tôi chỉ muốn khuyên chủ nhiệm Lôi một câu, phải có đại cục quan. Bất kể nơi sản xuất của Lam Tinh cuối cùng đặt ở Giang Thành hay là Đông Giang, thậm chí là bất kỳ một nơi nào tại Trung Quốc, đối với quốc gia mà nói đều là có lợi cả. Kiều Mộng Viện nói xong cũng cảm thấy đạo lý của mình hơi lớn lao, không khỏi bật cười, bỏ đi, dẫu sao thì các anh cũng hiểu nguyên tắc hơn tôi, thật sự không ngờ rằng, hiện tại người làm ăn của Hàn Quốc còn giàu hoạt hơn người Nhật Bản. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Dương rất phản cảm với cách làm của Lôi Quốc Đào, nhưng hắn bình tĩnh suy nghĩ lại thì cũng có thể lý giải. Ánh mắt của tập đoàn Lam Tinh hướng về phía Bình Hải sớm nhất là nhờ Lôi Quốc Đào, Giang Thành họ giữa đường giết ra, khiến cho Lôi Quốc Đào có chút trở tay không kịp, không ai muốn thành quả thắng lợi của mình bị người khác đoạt đi. Lôi Quốc Đào vì thế nên mới đưa ra hạ sách này, lúc Trương Dương hồi báo lại chuyện này cho Đỗ Thiên Dã với những từ ngữ rất có đại cục quan này, tên Lôi Quốc Đào này rất thiếu đại cục quan. Thật sự không biết hắn làm thế nào mà bò được lên chức chủ nhiệm phòng triều thương. Bôi nhọ hình tượng của toàn thể cán bộ Giang Thành chúng ta thì có thể khiến hắn nổi hơn à. Nằm mơ đi, Kim Thượng Nguyên vốn là đang lợi dụng hắn. Sau khi từ chỗ Kiều Mộng Viện biết được dụng ý chân chính của Kim Thượng Nguyên, lời nói của Trương Dương cũng có sức mạnh hơn. Đỗ Thiên Dã nói, có chuyện mà tôi không rõ, vì sao Lôi Quốc Đào lại nắm rõ hành trình của Kim Thượng Nguyên như vậy? Bí thư đoàn thị ủy Tôn Đông Cường và chủ nhiệm phòng chiêu thương Đông Giang Lôi Quốc Đào là bạn học cũ. Tôi sớm đã nói rồi, vấn đề là ở nội bộ chúng ta. Đỗ Thiên Dã có chút phẫn nộ nói, gã làm cái quái gì vậy? Không ngờ lại vạch áo cho người xem lưng. Đừng tức giận, tôi thấy là bởi vì chuyện thanh niên mười tốt của tỉnh khiến gã ghi hận trong lòng, tìm cơ hội để tiến hành báo thù tôi. Đỗ Thiên Dã tức giận nói, làm bậy làm bạ, sao có thể lẫn lộn thù oán cá nhân và công tác chung với nhau được? Một chút quan niệm chủ nghĩa tập thể cũng không có. Trương Dương khó lắm mới biểu hiện ra lý trí và bình tĩnh, bỏ đi, dẫu sao cũng không có chứng cứ, Lôi Quốc Đào nói là gã, không chừng là hai người họ có thù, Lôi Quốc Đào là cố ý hại gã thôi. Đỗ Thiên Dã không khỏi nhìn Trương Dương với con mắt khác, được đấy, cảnh giới lại đề thăng rồi. Biết sao được, trời sinh mà, cấp độ này tôi cũng muốn xuống, nhưng nỗ lực thế nào cũng không xuống được. Đỗ Thiên Dã cười nói, còn chưa khen cậu béo cậu đã thở gấp rồi, được. Cậu có cái nhìn thế nào về chuyện của Kim Thượng Nguyên? Trương Dương nói, tôi đã tìm hiểu điều kiện mà phía Đông Giang đưa ra, điều kiện mà bọn họ dành cho Kim Thượng Nguyên khẳng định không ưu đãi bằng Giang Thành. Đây là do sự bất đồng về trình độ phát triển kinh tế của hai nơi quyết định. Đông Giang là tỉnh lỵ, kinh tế cao, giao thông cũng thuận lợi hơn Giang Thành. Đây là ưu thế của họ, nhưng Giang Thành chúng ta đất đai tiện nghi, tiền lương bình quân thấp, lão đạo thị ủy lại ra sức nâng đỡ khu phát triển, cũng có ưu thế mà Đông Giang không bằng được. Y lợi dụng chuyện mà Lôi Quốc Đào nói ra để chế tạo thị phi giữa hai thành thị chúng ta, tôi hiện tại coi như là minh bạch rồi, những lời đó là y căn bản cố ý nói cho Kim Mẫn Nhi, để Kim Mẫn Nhi nói lại với tôi. Y chỉ mong nhìn thấy hai thành thị Giang Thành và Đông Giang cạnh tranh hạ giá, sau đó y có thể giành được điều kiện ưu đãi nhất, cây gậy già này suy tính ghê thật. Đỗ Thiên Dã nói, chúng ta đối với phía thương nhân đầu tư cũng sẽ đưa ra lựa chọn, người ta có ý muốn giành được điều kiện ưu đãi nhất cũng là bình thường thôi mà. Trương Dương nói, tôi thấy tính toán của Kim Thượng Nguyên lần này khẳng định là thất bại.
Đỗ Thiên Dã có chút hứng thú nói, sao lại tự tin thế? Trương Dương gật đầu, nói Kiều Mộng Viện và Kim Mẫn Nhi cùng nhau tới Đông Giang, cô ta muốn ở trước mặt Kim Thượng Nguyên bàn chuyện hợp tác làm ăn, thuận tiện tạo chút áp lực cho Lôi Quốc Đào. Đỗ Thiên Dã nói, nếu Kiều Mộng Viện đồng ý ra tay, chuyện này chắc sẽ dễ làm hơn, phải để Lôi Quốc Đào hiểu rõ một chuyện, Đông Giang và Giang Thành là thành thị anh em, không thể đấu đá lẫn nhau để người ngoài giành được lợi ích. Bất kể là Kim Thượng Nguyên cuối cùng lựa chọn thành thị nào để đầu tư, đối với Bình Hải chúng ta mà nói đều là một chuyện tốt. Buổi chiều, Kim Thượng Nguyên và Kim Mẫn Nhi đi bộ men theo con đường nhỏ của Nam Quốc Sơn Trang, Kim Mẫn Nhi nói, bác, chuyện đầu tư xây nhà máy có quyết định chưa? Kim Thượng Nguyên mỉm cười, nói, sắp rồi. Kim Mẫn Nhi kéo cánh tay y, nói, rốt cuộc là chọn nơi nào? Kim Thượng Nguyên nói, Đông Giang và Giang Thành đều có ưu thế của mình, bác đang đưa ra cân nhắc cuối cùng. Kim Mẫn Nhi bĩu môi, nói, chẳng khác nào là không nói gì. Kim Thượng Nguyên nói, trước đây nước ta có một cố sự, một con trai tỏa ra ánh sáng mặt trời, một con cò bay tới mổ thịt nó, con tai lập tức khép miệng lại, kẹp lấy miệng con cò. Cò nói, hôm nay trời không đổ mưa, ngày mai trời không đổ mưa, ngươi sẽ khô chết. Con trai cũng nói với con cò, hôm nay miệng ngươi không há ra được, ngày mai miệng ngươi cũng không há ra được, cũng sẽ bị đói chết. Cò và trai đều không con nào chịu bỏ ra, ngư phủ đi tới bắt cả hai con. Hiện tại Giang Thành và Đông Giang chính là cò và trai, bác đang đợi tới thời cơ cuối cùng thì hạ thủ. Kim Mẫn Nhi nói, bác âm hiểm quá đi. Trên thương trường cái này không gọi là âm hiểm mà gọi là mưu lược. Kim Mẫn Nhi chỉnh lại, còn nữa, điển cổ trai cò tranh nhau không phải là xuất phát từ nước ta mà là từ Trung Quốc. Kim Thượng Nguyên ngây ra, lập tức bật cười, vậy ư? Bác nhớ sai rồi, y bước tới đài ngắm cảnh. Từ nơi đây có thể nhìn thấy một góc của thành phố Giang Thành ở nơi xa, Kim Thượng Nguyên cảm thán trong lòng, sau khi Trung Quốc cải cách mở cửa, tốc độ phát triển rất nhanh, cứ tiếp tục như thế này, rất nhanh sẽ trở thành bá chủ kinh tế của châu Á. Kim Mẫn Nhi nói, cho nên bác mới đặt mục tiêu phát triển ở Trung Quốc, đây là muốn chiếm tiên cơ. Kim Thượng Nguyên mỉm cười, nói, giả như cháu ở vị trí của bác, cháu sẽ lựa chọn thế nào trong hai thành phố này? Kim Mẫn Nhi không chút do dự nói, cháu chọn Giang Thành. Vì sao? Trương Dương là bạn tốt của cháu. Lý do này rất trực tiếp và đầy đủ. Kim Thượng Nguyên cười ha ha, nói, nhưng trên sinh ý không thể dựa vào tình cảm mà làm việc. Sự thực thường thường chứng minh, sự lựa chọn trong lúc xúc động đều là sai lầm. Kim Mẫn Nhi mỉm cười, nói, cháu chưa bao giờ là người làm ăn cả, cho nên cháu không cần phải sống bằng lý trí như bác và cha cháu. Cháu cảm thấy cái gì đúng thì cháu sẽ làm. Kim Thượng Nguyên nói, tên Trương Dương đó đối với người Hàn Quốc chúng ta rất không hữu hảo, lần trước chuyện của tập đoàn Aji chính là hắn khơi mào. Kim Mẫn Nhi nói, bác cả, chuyện đó cháu cũng trải qua cả quá trình, đích xác là các bác trai làm sai, trong giao dịch dùng thủ đoạn lừa gạt. Kim Thượng Nguyên thở dài, nói tuy bác và y là bạn bè, nhưng cũng không dám đồng ý với cách làm đó, làm ăn muốn lâu dài thì phải chú ý chữ tín. Nếu như không thể giành được sự tín nhiệm của người ta thì làm sao mà hợp tác với người khác được. Y thở dài giang tay ra, yên tâm đi, bác mà có quyết định, nhất định sẽ nói với cháu đầu tiên. Kim Mẫn Nhi nói, cháu vẫn kiến nghị chọn Giang Thành, nhân công hay đất đai của Đông Giang so với Giang Thành thì đắt đỏ hơn rất nhiều, cùng xây dựng nơi sản xuất, ở Đông Giang phải đầu tư thêm 30%. Bác tinh minh như vậy, bác biết cân nhắc lợi hại mà. Kim Thượng Nguyên không nhịn được liền bật cười, con nhóc cháu có chút không đúng rồi, rốt cuộc là nói tốt cho Giang Thành hay là cho Trương Dương vậy. Kim Mẫn Nhi bị bác cả nhìn thấu tâm tư, không khỏi đỏ mặt, cô ta cắn môi, bác cả, bác đừng nghĩ nhiều, cháu và Trương Dương chỉ là bạn thân thôi. Kim Thượng Nguyên nói, vậy là tốt nhất, bác nghe nói Trương Dương là con rể tương lai của tỉnh trưởng Bình Hải Tống Hoài Minh. Kim Mẫn Nhi ngây ra, cô ta và Trương Dương quen nhau tuy mới được một đoạn thời gian. Nhưng không hiểu lắm về thế giới tình cảm của Trương Dương, chỉ biết Trương Dương từng có một người bạn gái trông giống hệt như mình, cô ta tên là Xuân Tuyết Tình, đã qua đời nhiều năm, bởi thế nên Kim Mẫn Nhi nảy sinh một loại cảm giác đồng tình với Trương Dương, ít nhất thì cô ta cho rằng đây là một loại đồng tình, nhưng khi nghe bác cả nói Trương Dương đã có vợ chưa cưới, Kim Mẫn Nhi không khỏi cảm thấy thất lạc. Kim Thượng Nguyên không phải là vô duyên vô cớ lại nói ra chuyện này, y nhìn ra cháu gái đã nảy sinh tình cảm đối với Trương Dương. Thân là trưởng bối nên y phải nhắc nhở. Phía sau vang lên giọng nói của Kim Nguyên Thượng, Kim tiên sinh cũng đang tản bộ à.
Kim Thượng Nguyên và Kim Mẫn Nhi đồng thời quay đầu lại thì thấy Kim Mẫn Nhi và Thời Duy mặc quần áo thể thao lưng đeo vợt tennis đi tới, sắc mặt hai người đều đỏ bừng, chắc vừa vận động ở sân tennis. Kim Thượng Nguyên cười nói, quen rồi, tuổi lớn rồi nên không vận động mạnh được, tản bộ là phương thức tốt nhất. Kiều Mộng Viện đi tới trước mặt y, mỉm cười nói, Kim Tiên Sinh suy nghĩ thế nào rồi? Kim Thượng Nguyên nói, ngày mai tôi và cô cùng về Giang Thành, khảo sát tập đoàn hối thông của các cô. Trương Dương biết được tin tức Kim Thượng Nguyên quay lại thì không cảm thấy quá kích động, xem ra đúng như Thường Lăng Phong đã phân tích, Kim Thượng Nguyên lúc trước đột nhiên bỏ đi là sách lược lạt mềm buộc chặt, mục đích của y chính là từ ban đầu đã nắm quyền chủ động trong tay, lợi dụng Lôi Quốc Đào để tạo thành cạnh tranh ác tính giữa Đông Giang và Giang Thành, từ trong sự cạnh tranh của song phương mà giành được lợi ích tốt nhất. Nhưng sự gia nhập của Kiều Mộng Viện lại khiến chuyện phát sinh biến hóa. Thường Lăng Phong sau khi phân tích tổng hợp ưu thế giữa Giang Thành và Đông Giang, sau cùng đưa ra kết luận, tập đoàn Lam Tinh chắc sẽ đóng ở Giang Thành, tôi tính toán sơ bộ một chút, nếu họ lựa chọn Đông Giang làm nơi sản xuất, giá thành sẽ cao hơn Giang Thành khoảng 30%, hơn nữa yêu cầu hợp tác của tập đoàn hối thông cũng có sức dụ hoặc tương đối. Trương Dương nói, Kim Thượng Nguyên làm ra nhiều chuyện như vậy, mục đích chính là cố gắng giành được điều kiện ưu đãi hơn từ chỗ chúng ta. Thường Lăng Phong nói, điều kiện mà chúng ta đưa ra đã khá ưu đãi rồi, Đông Giang không thể nào cho y như vậy được. Trương Dương cười nói, hiện tại xem ra Đông Giang đã cơ bản thua cuộc rồi, nếu như y cảm thấy hứng thú đối với Đông Giang thì sẽ không quay lại Giang Thành. Có câu, ngựa tốt không quay lại ăn cỏ, xem ra cây gậy cao ly cũng có khái niệm này. Thường Lăng Phong nói, nếu như quay lại vẫn ăn ngon thì quay lại ăn một miếng cũng chẳng sao, ăn no rồi mới có khí lực mà tiến tiếp. Có điều y đã quay lại, chúng ta cũng không thể đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào, tôi tin rằng chỉ cần kết quả khảo sát khiến y hài lòng. Nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội phát triển này, cũng chính là nói quyền chủ động đã quay lại tay chúng ta. Trương Dương nói, người Hàn Quốc biến thành càng lúc càng giàu hoạt. Thường Lăng Phong nói, nghe nói tập đoàn An Đại đã sốt ruột rồi, tổng tài của họ năm sau sẽ tới đàm phán ký hợp đồng cụ thể với nhà máy máy móc cơ giới. Tập đoàn Hải Đức của nước Đức nói thế nào? Tháng sau sẽ phái đoàn khảo sát tới, chắc phải gần tới Tết âm lịch. Trương Dương nhíu mày, đúng là biết chọn thời gian. Có điều lại nghĩ người Đức không phải đón Tết âm lịch, người ta muốn đến lúc nào là việc của người ta. Để chuẩn bị cho việc Kim Thượng Nguyên quay lại khu phát triển Giang Thành để khảo sát, Trương Dương đặc biệt tới chính phủ thành phố, báo cáo lại chuyện này cho đại thị trưởng Tả Viên Chiêu. Tả Viên Chiêu đang ở trong phòng làm việc thương lượng chuyện thông xe đường vòng tròn 3 với phó thị trưởng thường vụ Lý Trường Vũ. Lúc Trương Dương tới, Lý Trường Vũ đang muốn đi, Trương Dương chào Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ cười nói, Trương Dương tới giả. Tôi vừa hay có chuyện muốn tìm cậu đây. Chuyện gì vậy? Tả Viên Chiêu nói, chúng tôi vừa bàn xong chuyện cắt băng thông xe cho đường vòng tròn 3, muốn mời tỉnh trưởng Tống tới. Trương Dương hiểu rồi, hai người này là muốn mình đi tìm Tống Hoài Minh, bằng vào quan hệ giữa mình và Tống Hoài Minh chắc sẽ nể mặt. Trương Dương gật đầu, nói tôi lát nữa sẽ liên hệ với tỉnh trưởng Tống. Lý Trường Vũ nói, chuyện của Phương Văn Nam sao rồi? Thân là tổng thầu công trình đường vòng tròn 3, vào thời khắc giao nhận công trình không ngờ lại không ở Giang Thành. Trương Dương thở dài, nói, gã bị chút đả kích, tôi thấy đầu óc gã không bình thường nữa rồi, mấy ngày trước tới Viện Kiểm sát tỉnh tố cáo Điền Bân, nghe nói là bị bác bỏ. Tả Viên Chiêu nhíu mày, gã cứ làm vậy quả thực là có chút cố tình gây sự mà, chuyện của con trai gã đã có định luận rồi. Là Đồng Đắc Chí sắp đặt âm mưu đó, không có quan hệ gì tới Điền Bân cả. Lý Trường Vũ nói, gã khóa chặt mục tiêu lên người Điền Bân rồi. Tả Viên Chiêu cảm thán, con người ta một khi chui vào ngõ cụt thì không thể tự thoát ra được, Phương Văn Nam trước đây từng là đại biểu xí nghiệp dân doanh Giang Thành, hiện tại lại ra nông nỗi này thực sự khiến người ta tiếc hận. Trương Dương báo cáo chuyện Kim Thượng Nguyên quay trở lại Giang Thành khảo sát. Tả Viên Chiêu nói, ngày mai để phó thị trưởng Nghiêm tiếp đãi y đi, tôi còn có mấy cuộc họp, ta lát nữa xen an bài nhật trình. Nếu như buổi tối rảnh thì tôi sẽ mở tiệc tẩy trần cho y. Trương Dương gật đầu, hắn vốn cũng không có chuyện quan trọng gì khác, cùng Lý Trường Vũ đứng dậy rời đi. Sau khi hai người ra khỏi cửa, Lý Trường Vũ nói, Trương Dương, quan hệ giữa cậu và Phương Văn Nam không tồi, có rảnh thì nói chuyện với gã đi, cứ mãi như vậy cũng không phải là biện pháp, thính trưởng Điền và tôi cũng có quan hệ tốt, ông ta cũng cảm thấy rất phiền phức vì Phương Văn Nam cứ dây dưa Điền Bân như vậy. Trương Dương cười khổ. Nói tôi cũng khuyên gã mấy lần rồi, nhưng gã căn bản không thèm nghe, hiện tại trong đầu Phương Văn Nam chỉ có hai chữ bao thù,
gã đã coi Điền Bân là kẻ thù, tôi thấy đây chính là sự gửi gắm của gã. Lý Trường Vũ lắc đầu, kỳ thực hại chết con trai gã chính là bà thân gã, là gã chiều quá hóa hư Phương Hải Đào. Nói xong câu này lại liên tưởng tới mình cũng chẳng phải cũng lơ là đối với việc dạy dỗ con cái ư. Nghĩ tới đây, Lý Trường Vũ thở dài, nói, Trương Dương, chuyện của Tường Quân cậu đừng chấp nó làm gì, thằng nhóc này trước giờ đều có tính hỗn chướng, nói năng không bao giờ suy nghĩ. Trương Dương nói, thị trưởng Lý, yên tâm đi, tôi sẽ không so đo với hắn đâu. Lý Trường Vũ gật đầu, Triệu Tĩnh sắp nghỉ đông rồi, hay là năm nay đưa cha mẹ cậu tới Giang Thành đón năm mới đi. Trương Dương cũng không lập tức đáp ứng, tôi lát nữa sẽ thương lượng với họ, Tết năm nay không biết có phải tăng ca không. Sao vậy? Nghe nói tập đoàn Hải Đức của nước Đức có thể tới Giang Thành khảo sát vào khoảng thời gian Tết âm lịch, nếu như vậy thì khẳng định là phải đi làm rồi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nhìn thấy Phương Văn Đông bước tới, sau khi gã kết thúc giáo dục lao động, quay về tập đoàn Thịnh Tế công tác, Phương Văn Nam hiện tại trên cơ bản đã không hỏi tới chuyện của công ty, việc lớn việc nhỏ đều giao hết cho Phương Văn Đông phụ trách. Công trình đường vòng tròn 3 sắp giao nhận, hai ngày nay Phương Văn Đông cũng bôn ba khắp nơi, bận tối tăm mặt mũi. Phương Văn Đông chào một tiếng thị trưởng Lý, Lý Trường Vũ gật đầu, cũng không nói nhiều với gã mà tiếp tục đi về phía văn phòng. Trương Dương dừng bước, từ sau khi Phương Văn Đông ra tù Trương Dương còn chưa gặp gã, mỉm cười nói công trình tiến triển đến đâu rồi. Tất cả vẫn thuận lợi chứ. Phương Văn Đông nói, hiện tại cũng gần xong hết rồi, không còn việc gì, mấy bộ môn chủ quản thượng cấp đều nghiệm thu thông qua, đợi làm xong thủ tục giao nhận cuối cùng là chúng tôi xong việc. Trương Dương cười nói, đừng nói một cách dễ dàng như vậy, bất kỳ chuyện gì cũng cần thời gian kiểm nghiệm, đường vòng tròn 3 cũng không ngoại lệ. Nếu như dùng được mấy ngày mà đường có sự cố gì thì vẫn tìm các anh tính sổ đó. Phương Văn Đông thở dài, nói tôi thật sự không biết anh tôi vì sao lại muốn làm cái công trình khó nuốt này, thị lý hiện tại còn thiếu chúng tôi một khoản tiền, chủ nhiệm Trương, chuyện này còn phải nhờ anh giúp đỡ, phiền anh nói với thị lý, có thể nhanh chóng thanh toán hết các khoản công trình cho chúng tôi không, hiện tại tình trạng kinh tế của tập đoàn Thịnh Thế không được lạc quan. Anh biết đó, từ lúc Hải Đào xảy ra chuyện, anh tôi trên cơ bản mặc kệ không quản chuyện của công ty nữa, tập đoàn Thịnh Thế trước đây phát tài từ nghiệp ẩm thực, hiện tại thì nghiệp này trên cơ bản đều bán trao tay hết rồi, chuyện của cây cầu sông Sắc Phi khiến chúng tôi tổn thất một khoản tiền lớn. Trương Dương cũng có thể thông cảm cho chỗ khó của họ, gật đầu nói, anh yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ anh, tìm cơ hội phản ánh với thị lý một chút, ra sức thanh toán những khoản còn thiếu cho các anh. Phương Văn Đồng gật đầu cảm tạ. Trương Dương nói, gần đâu tôi không gặp Phương Tổng, anh ấy hiện tại đang ở đâu? Nhắc tới anh tai, Phương Văn Đông không khỏi mặt mày ủ rột, nói, anh ấy ở Giang Thành, cả ngày không hút thuốc thì cũng uống rượu, trong khoảng thời gian ngắn mà trông như già đi cả chục tuổi. Tôi cũng muốn giúp anh ấy, đáng tiếc anh ấy căn bản không muốn nghe lời tôi. Phương Văn Đông nói, đừng nói là anh, lời của bất kỳ ai anh ấy cũng chẳng thèm nghe. Chủ nhiệm Trương, cảm ơn sự quan tâm của anh đối với anh trai tôi. Khi nào tôi về sẽ truyền đại lại với anh ấy. Tửu lượng của Phương Văn Nam không tốt, dù làm kinh thương nhiều năm như vậy, nhưng gã rất ít khi uống rượu, nhưng hiện tại gã đột nhiên mê luyến cái vật ở trong chén này. Sau khi con trai chết, tay của gã bắt đầu run rẩy. Về sau phát hiện uống rượu có thể hóa giải bệnh trạng này, thế là gã bắt đầu uống rượu, nhưng gần đây uống rượu cũng không giúp gì được chứng run rẩy của gã, mà gã cũng chẳng bỏ được. Khi Phương Văn Đông bước vào trong phòng đầy khói, Phương Văn Nam một tay cầm xì gà, tay kia cầm chén rượu, bên trong còn lại nửa chén. Phương Văn Đông đi tới mở cửa sổ ra. Phương Văn Nam gắt khẽ, đóng vào, anh ghét ánh sáng. Phương Văn Đông thở dài, đại ca, Hải Đào đã chết rồi, anh không thể nghĩ mãi tới chuyện này được, anh hiện tại như thế này thì công ty sẽ ra sao đây? Trơ mắt nhìn sự nghiệp vốn thuộc về anh giờ đã thay tên đổi họ, chẳng lẽ anh không thấy đau lòng à, chẳng lẽ anh không thấy tiếc một chút nào ư? Vẻ mặt của Phương Văn Nam trơ như gỗ, hai mắt ngốc trệ nhìn Phương Văn Đông, tựa hồ như căn bản không nghe thấy gã nói gì. Phương Văn Đông gào lên, đại ca, anh tỉnh lại đi, anh có thể tỉnh lại một chút không hả? Phương Văn Nam cười vô cùng kỳ quái, anh luôn rất tỉnh táo, anh biết anh đang làm đi. Mất đi đế hào thịnh thế, mất đi ngư mễ chi hương đối với chúng ta mà nói thì tính là gì, tất cả tài phú của anh đều là để lại cho Hải Đào, hiện giờ Hải Đào không còn nữa. Cho dù có kiếm được nhiều tiền hơn thì với anh cũng chẳng còn có ý nghĩa gì nữa cả. Phương Văn Đông nhìn gã, đại ca, trừ Hải Đào ra, trên thế giới không còn chuyện gì để anh quan tâm nữa ư.
Phương Văn Nam gật đầu, gã nói nhỏ, anh vốn cho rằng trên thế giới này không có chuyện gì mà tiền bạc không làm được, nhưng hiện tại anh phát hiện, anh đã sai rồi, sai rất nhiều. Tiền vĩnh viễn không thể nào so sánh được với quyền thế, dù có nhiều tiền hơn nữa thì ở trước mặt quyền thế cũng không đáng một xu, chỉ cần người ta muốn, tùy thời đều có thể cướp đi tất cả của anh. Đại ca, chúng ta còn có cơ hội, công trình đường vòng tròn 3 đã thuận lợi giao nhận rồi, Trương Dương cũng đáp ứng, sẽ giúp chúng ta đòi những khoản nợ còn lại, có chỗ tiền này, hai anh em ta có thể đông sơn tái khởi, có thể chính chỉnh lại cờ trống, chúng ta có thể đòi lại tất cả những gì mà mình đã mất. Phương Văn Nam cười ha ha một tiếng, có gì hay chứ? Cho dù có nhiều tiền hơn nữa, có thể đổi lại được tính mạng của con trai anh không? Anh không muốn tiền, anh chỉ muốn một cái công đạo thôi. Phương Văn Đông nói, cái chết của Hải Đào đã định án rồi, chuyện này không liên quan gì tới Điền Bân, là Đồng Đắc Chí sắp đặt cả chuyện này, hiện tại Đồng Đắc Chí đã xa lưới, chuyện gì cũng kết thúc rồi, đại ca, anh không thể nào vĩnh viễn vướng mãi vào chuyện này được. Nếu không phải vì Điền Ban, Hải Đào sẽ không phải vào ngục, nếu như không phải là nó bị bắt vào ngục, thì làm sao mà xảy ra chuyện này? Phương Văn Đông lớn tiếng nói, chẳng lẽ anh nhất định muốn giết hắn? Phương Văn Nam gật đầu, không sai, anh muốn hắn nợ máu phải trả bằng máu. Phương Văn Đông ngây ra một thoáng, nói, đại ca. Phương Văn Nam đột nhiên đỡ lấy hai tay gã, nói, Văn Đông, anh chỉ có một đứa em là em thôi, em giúp anh đi, anh muốn giết Điền Bân, muốn báo thù rửa hận cho Hải Đào, em giúp anh liên hệ Tống Kim đi. Phương Văn Đông lắc đầu, nói, đại ca, anh không biết mình đang nói gì ư. Phương Văn Nam nói, anh biết, bọn chúng quan lại bao che cho nhau, tên hung thủ Điền Bân này không ngờ lắc mình biến thành anh hùng, thế giới này đã không còn công đạo nữa rồi, anh phải bảo vệ chính nghĩa, anh muốn tất cả mọi người biết rằng, trên thế giới này vẫn có công chính. Phương Văn Đông cực kỳ đau khổ thở dài một tiếng, một lúc sau mới nói, đại ca, cái chết của Hải Đào em cũng rất đau lòng, nhưng anh cứ như vậy thì chỉ tổ càng lấn sâu hơn thôi, tới cuối cùng thì bị hủy trong tay mình. Phương Văn Nam nói, anh mặc kệ anh sẽ có kết cục như thế nào, em chỉ cần giúp anh tìm phương thức liên hệ với Tống Kim là được. Anh cần tính mạng của Điền Bân để tế con trai anh. Lúc Kim Thượng Nguyên một lần nữa tới Giang Thành, đúng vào lúc Giang Thành hạ nhiệt độ, gió rất lớn, không khí lạnh căm mà khô rát, Kim Thượng Nguyên nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe, lúc này đúng là lúc giữa trưa tan tầm, trên đường cái đâu đâu cũng là người lái xe đạp. Kim Thượng Nguyên nói, Trung Quốc đúng là nước lớn về xe đạp. Kim Mẫn Nhi nói, lái xe đạp cũng rất hay, không những có thể thay đi bộ hơn nữa còn bảo vệ được môi trường. Kiều Mộng Viện nói, kinh tế hiện tại của Giang Thành vẫn còn rất lạc hậu, đương nhiên không thể sánh bằng những quốc gia tiên tiến, có điều theo sự phát triển của nền công nghiệp ô tô Trung Quốc, sau này xe hơi chạy trên đường sẽ càng lúc càng nhiều, tất nhiên là xe đạp sẽ càng ngày càng ít đi. Kim Thượng Nguyên nói, 1 tỷ người Trung Quốc, nếu như mỗi người có một chiếc ô tô, vậy thì bất kỳ chỗ nào ở Trung Quốc cũng có tắc đường. Kim Mẫn Nhi trực tiếp an bài cho Kim Thượng Nguyên ở khách sạn Nam Hồ ở khu phát triển, khách sạn này là khách sạn 5 sao chuẩn mà khu phát triển bỏ vốn ra xây, ở khách sạn Nam Hồ có thể nhìn thấy Nam Hồ ở phía trước, bởi vì nhiệt độ xuống thấp, trên Nam Hồ đã đóng một lớp băng dày, rất nhiều trẻ con đang đùa giỡn trên mặt băng. Kim Thượng Nguyên dùng tiếng Hàn nói, nguy hiểm quá, bảo bọn trẻ đừng chơi ở trên đó nữa. Kiều Mộng Viện nhìn vào mặt hồ, Thời Duy ở bên cạnh nói, em đi. Đối phó với trẻ con em có cách nhất. Xe hơi lái tới trước Giang Thành, Kim Mẫn Nhi đã thông chi tin tức họ về Giang Thành cho Trương Dương. Phó thị trưởng chủ quản công nghiệp Giang Thành Nghiêm Tân Kiến, chủ nhiệm quản ủy hội khu phát triển Giang Thành Tiếu Minh, chủ nhiệm phòng chiêu thương Giang Thành, phó chủ nhiệm phòng cải cách xí nghiệp Giang Thành Trương Dương, toàn bộ đều tới khách sạn Nam Hồ để đợi. Tuy Trương Dương có chút phản cảm với cách làm ăn của Kim Thượng Nguyên, nhưng nể mặt Kim Mẫn Nhi, hắn vẫn tới tham gia nghi thức chào đón này. Có cầu binh bất hiếm trá, hiện tại động cơ Kim Thượng Nguyên hắn đã nắm rõ, cây gậy già này muốn chiếm tiện nghi lớn từ Giang Thành ư. Không có cửa đâu. Thường Lăng Phong cũng ở trong đoàn người nghênh đón, gã nói nhỏ với Trương Dương, chủ nhiệm Trương, y đã quay về thì chứng tỏ chuyện này cũng gần xong rồi. Trương Dương mỉm cười, lão già này giàu hoạt lắm, nói chừng lần này còn muốn đòi điều kiện quá đáng nào đó. Thường Lăng Phong nhỏ giọng nói, chỉ cần y nhìn chúng khu đất Giang Thành này. Chúng ta có thể kiên trì không nhượng bộ, ở phương diện nhỏ mà thì không sao, nhưng nguyên tắc lớn thì một tấc cũng không nhường. Trương Dương mỉm cười gật đầu, đi theo bọn Nghiêm Tân Kiến, rất nhiệt tình bắt tay với Kim Thượng Nguyên, Kim Tiên Sinh, chúng ta lại gặp mặt rồi.
Kim Thượng Nguyên khó lắm mới nở ra được một nụ cười, rất cao hứng được gặp lại chủ nhiệm Trương. Trương Dương giới thiệu Thường Lăng Phong ở đằng sau cho Kim Thượng Nguyên, Thường Lăng Phong chìa tay về phía Kim Thượng Nguyên, dùng tiếng Hàn thành thạo nói, chào Kim tiên sinh, hoan nghênh ngài tới Giang Thành, tin rằng lần này Giang Thành nhất định sẽ lưu lại ấn tượng tốt cho ngài. Kim Thượng Nguyên kinh ngạc trước tiếng Hàn thành thạo của Thường Lăng Phong, y mỉm cười, nói, Thường tiên sinh vì sao lại khẳng định như vậy? Thường Lăng Phong nói, sự phát triển của Giang Thành biến chuyển từng ngày, Kim tiên sinh đi 3 ngày, biến hóa trong 3 ngày này sẽ khiến ngài kinh thán không thôi. Đổi một góc độ khác để nhìn Giang Thành, Kim tiên sinh sẽ nhìn thấy ưu điểm nhiều không đếm xuể của nó. Kim Thượng Nguyên nghe ra Thường Lăng Phong còn có ám chỉ khác, không khỏi bật cười. Lúc đoàn người đang chuẩn bị đi vào trong thì đằng xa đột nhiên phát ra tiếng kêu cứu, bọn họ quay người lại, nhìn thấy mấy đứa nhỏ đang hoảng hốt từ bờ Nam Hồ chạy về phía này. Bọn nó vừa chạy vừa khóc, hò hét cứu mạng đến khàn cả giọng. Sắc mặt của mọi người có mặt ở đây đều biến đổi, Trương Dương xông ra trước tiên, lao ra sau không ngờ lại là Kim Thượng Nguyên. Trường kỳ rèn luyện khiến thể chất của Kim Thượng Nguyên được bảo trì rất tốt, y bước đi như bay, theo sau Trương Dương xông tới Nam Hồ. Tốc độ của Trương Dương rõ ràng là Kim Thượng Nguyên không thể nào so sánh được, hắn chạy tới ven Nam Hồ ngay lập tức, trên đường đã cởi y phục của mình ra. Phát hiện mặt bằng vừa rồi mà bọn trẻ đứng trên đó chơi đã nứt ra, ở giữa lộ ra một cái hố lớn, Trương Dương cởi quần dài, chỉ mặt quần cộc nhảy vào trong hồ nước lạnh căm. Kim Thượng Nguyên cũng cởi quần áo trên người ra, lúc y muốn nhảy xuống hồ thì bị chủ nhiệm quản ủy hội khu phát triển Thiếu Minh giữ lại, Kim tiên sinh, đừng mạo hiểm. Kim Thượng Nguyên đẩy Thiếu Minh ra, tức giận quát, tránh ra. Thiếu Minh không hiểu y nói gì, song vẫn bị tiếng quát của y khiến cho giật nảy mình. Sau đó thì nhìn Kim Thượng Nguyên nhảy xuống. Tiếu Minh và Phó Thị trưởng Nghiêm Tân Kiến đều là loại vịt trên cạn, Nghiêm Tân Kiến đi tới ven hồ, cũng đi lên mặt băng, nhưng bị Kim Mẫn Nhi lên tiếng ngăn lại, Kim Mẫn Nhi sợ người đi trên mặt băng quá nhiều, tạo thành băng nứt mới, tới lúc đó người cần cứu viện sẽ càng nhiều hơn. Trương Dương đã thành công cứu một đứa bé ở dưới nước lên, kéo nó nhô lên, đặt đứa bé trên mặt băng giao cho Kim Mẫn Nhi và Kiều Mộng Viện đang đợi ở trên rìa mặt băng. Hắn lớn tiếng nói, hỏi rõ xem bên dưới có mấy đứa nhỏ, đừng để quá nhiều người đi lên mặt băng. Kiều Mộng Viện vừa gật đầu vừa khẩn trương nói, Thời Duy chắc cũng ở bên dưới đó. Trương Dương gật đầu, hít một hơi, lại chìm xuống nước, loáng thoáng nghe thấy tiếng dặn dò của Kim Mẫn Nhi, Trương Dương, cẩn thận. Nước hồ lạnh thấu xương, đối với Trương Dương mà nói thì không có bất kỳ vấn đề gì, ở trong nước tìm kiếm một lát, hắn tìm thấy một đứa nhỏ khác, nắm lấy tay nó, kéo nó lên. Ôm đứa nhỏ bơi lên, Kim Thượng Nguyên cũng tìm thấy một đứa, kéo nó bơi lên. Trương Dương ở trong mặt nước giơ ngón tay cái với Kim Thượng Nguyên cũng làm ra dấu thắng lợi với hắn. Hai người cơ hồ đồng thời nổi lên mặt nước. Kim Mẫn Nhi và Kiều Mộng Viện chạy tới tiếp lấy hai đứa nhỏ, Kim Mẫn Nhi nói, hỏi rõ rồi, tổng cộng có 3 đứa trẻ rơi xuống nước. Kiều Mộng Viện lo đến sắp phát khóc tới nơi rồi, Trương Dương, Thời Duy vẫn còn ở bên dưới. Trương Dương nói với Kim Thượng Nguyên, Kim tiên sinh lên đi, tôi đi tìm cô ấy. Kim Thượng Nguyên môi đã lạnh tới tím tái, song vẫn kiên trì nói, thêm một người thì có thêm một phần sức lực. Kim Mẫn Nhi thấy tình huống không tốt, cố khuyên nhủ, bác cả, bác lên đi, để cháu xuống. Trương Dương lớn tiếng nói, thôi đừng gây phiền phức nữa, tôi không muốn phải cứu thêm một người đâu. Hắn chìm xuống mặt nước, tầm nhìn ở dưới mặt băng không được tốt, tạo thành khó khăn cho việc ứng cứu của Trương Dương. Trong phạm vi 5 mét mà băng nứt không tìm thấy bóng của Thời Duy, hắn chỉ có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm. Kim Thượng Nguyên lên bờ, có người lao tới chùm áo lông lên người ông ta, Phó Thị trưởng Nghiêm Tân Kiến kích động vô cùng, y lớn tiếng nói, đây chính là tinh thần chủ nghĩa quốc tế không biết sợ. Mấy phóng viên vây quanh vốn đang chuẩn bị viết tin hoan nghênh Kim Thượng Nguyên đều tích cực công tác, ghi chép lại đề tài hiếm có này. Một nữ phóng viên muốn phỏng vấn Kim Thượng Nguyên, lại bị Kim Thượng Nguyên gạt micro ra. Y gầm lên, còn có một người ở bên dưới. Mau, mau cứu người. Hai thanh niên bơi giỏi cũng nhảy xuống, nhưng không lâu sau, bọn họ không có thu hoạch bò lên, chỉ xuống có một lát mà ngay cả nói cũng không thành tiếng. Kiều Mộng Viện và Kim Mẫn Nhi tuy đều biết bơi, nhưng trình độ cũng bình bình, bọn họ đều không dám nhảy xuống không những không giúp được gì, ngược lại còn tạo thêm gánh nặng cho Trương Dương. Thời gian chậm chậm trôi qua, Kiều Mộng Viện mắt đã đỏ bừng lên. Chỉ chút nữa là bật khóc, cô ta và Thời Duy từ nhỏ đã ở với nhau, hai người tuy khác tính, nhưng tình cảm còn thân hơn cả chị em ruột,
nếu như thời Duy có gì bất tắc, Kiều Mộng Viện khẳng định sẽ đau đớn vô cùng. Kim Mẫn Nhi thì chỉ lo cho Trương Dương, tuy cô ta rất có lòng tin đối với Trương Dương, nhưng tình huống hôm nay lại biến thành càng lúc càng nghiêm trọng, Trương Dương ở dưới nước đã gần 5 phút rồi, chẳng lẽ hắn có gì bất trắc ư? Người ở trên bờ cũng bắt đầu lo lắng, Phó Thị trưởng Nghiêm Tân Kiến và chủ nhiệm quản ủy hội khu phát triển sắc mặt đều khó coi, vốn là nghi thức hoan nghênh, ai ngờ lại gặp phải loại chuyện này, Trương Dương không chút do dự nhảy vào Nam Hồ, nói ra cũng xấu hổ, hai người đầu tiên là nghĩ rằng Trương Dương đang làm mánh khóe chính trị, nhưng theo từng đứa nhỏ được cứu lên, theo từng giây từng phút thời gian trôi qua, bọn họ cũng bị tinh thần dám làm việc nghĩa của Trương Dương khiến cho cảm động, cho dù là mánh khóe chính trị. Cũng cần phải có dũng khí không sợ hãi, bọn họ tuy là vịt lên cạn, nhưng cho dù là bọn họ biết bơi, e rằng cũng không có được lọ ai quyết tâm làm việc nghĩa không chùn bước như Trương Dương. Tất cả mọi người đều quan sát mặt hồ, mặt băng vừa nứt ra, một lát sau đóng thành một lớp băng mỏng. Ống kính của mấy phóng viên đều nằm vào mặt hồ ở xa xa, tâm tình của bọn họ đều bắt đầu biến thành trầm trọng, hy vọng những gì chụp được vừa rồi không phải là hình ảnh cuối cùng của Trương Dương. Đúng vào lúc mọi người dần dần mất đi hy vọng thì nhìn thấy lớp băng trên mặt hồ bị phá ra, Trương Đại Quan Nhân ôm thời Duy từ dưới mặt băng thò đầu ra, thằng nhóc này tìm lâu như vậy, vừa rồi ở nơi cách mặt băng nứt hơn 30 mét tìm thấy Trương Dương, sau khi Trương Dương nổi lên, một quyền đấm vỡ mặt băng, hắn trước tiên đặt thời Duy đã hôn mê bất tỉnh lên mặt băng, sau đó thì mới bỏ lên. Kiều Mộng Viện và Kim Mẫn Nhi nhìn thấy Trương Dương cứu được thời Duy, đồng thời chạy đến, Trương Dương vội vàng lớn tiếng nói. Đừng tới đây, mặt băng không chịu được trọng lượng của chúng ta đâu, các cô lên bờ trước đi. Hai người án chiếu theo sự phân phó của quay lên bờ. Trương Dương ôm thời Duy chậm chậm đi lên bờ, lúc hắn bước đi, quần chúng vây xem trên bờ đều phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, cùng với tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tất cả ống kính đều nhắm về phía Trương Dương. Lúc này hắn chính là trung tâm của mọi người, cũng trở thành tiêu điểm của Giang Thành. Kim Thượng Nguyên mặc áo lông, nhìn Trương Dương thành công thoát hiểm. Trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Thường Lăng Phong ở bên cạnh nói, chủ nhiệm Trương là thanh niên mới tốt của Bình Hải, là niềm kiêu ngạo của Giang Thành chúng tôi. Kim Thượng Nguyên quay người lại nhìn, danh hiệu thanh niên mới tốt của anh ta là hoàn toàn xứng đáng. Khi Trương Dương bước lên bờ, các quần cộc trên người đã đóng băng rồi, thời Duy thì càng thảm hơn, sắc mặt trắng bệch, quần áo trên người đã hoàn toàn đông cứng. Kiều Mộng Viện xông tới dùng khăn lông bọc thời Duy, nước mắt không ngừng rơi. Trương Dương nói, đừng ai động tới cô ta. KNN đi tới bên cạnh Trương Dương, chùm khăn lông lên cho hắn, quan tâm hỏi, Trương Dương, anh không sao chứ? Trương Dương cười nói, tôi không sao. Dưới loại tình huống này cũng chỉ có Trương Đại Quan Nhân mới có thể cười được. Xe cấp cứu sau khi nhận được điện thoại thì tới ngay lập tức, ba đứa nhỏ được cứu kịp thời nên tình trạng sức khỏe không có vấn đề gì lớn. Ngược lại thời Duy bởi vì thời gian ở trong hồ quá lâu, nhiệt độ thấp khiến cho cô ta bị sốc. Bác sĩ cấp cứu đề nghị lập tức đưa thời Duy tới bệnh viện ngay. Kiều Mộng Viện mắt lệ chứa chan nhìn Trương Dương, cô ta đang trưng cầu ý kiến của Trương Dương. Trương Dương nói, muốn cô ta không sao thì đưa tới khách sạn, tôi cứu cô ấy. Kim Mẫn Nhi biết y thuật của Trương Dương rất thần kỳ, cô ta nói với Kiều Mộng Viện, Kiều tiểu thư, nghe Trương Dương đi, anh ấy nhất định có biện pháp. Kiều Mộng Viện chỉ đành gật đầu, án chiếu theo cách nói của bác sĩ cấp cứu. Cho dù là đưa thời Duy tới bệnh viện thì cũng nhất định sẽ vẫn để lại một số di chứng, dẫu sao thì thời gian thời Duy rơi xuống nước quá lâu, sản sinh ra hiện tượng thiếu dưỡng khí nghiêm trọng. Sau khi an bài cho thời Duy nằm trong phòng, Trương Dương bảo Kiều Mộng Viện và Kim Mẫn Nhi ở lại, còn những người khác thì rời đi. Sau khi đóng cửa lại, câu nói đầu tiên của Trương Dương khiến Kiều Mộng Viện và Kiều Mộng Viện há miệng trợn mắt, cởi hết quần áo của cô ta ra. Chương 267, Đàm phán. Cái gì? Kiều Mộng Viện ngạc nhiên nói. Trương Dương nhắc lại một lần nữa. Kim Mẫn Nhi rụt rè hỏi, cởi hết à? Trương Dương gật đầu, không được để sót lại thứ gì, cởi sạch ra cho tôi sẽ điểm huyệt đạo toàn thân của cô ta. Mặt hắn rất nghiêm túc, nhắm hai mắt lại, nói, mau lên, nếu như làm chậm trễ thời cơ, cô ta có lẽ sẽ không thể nào dứt bệnh được đâu. Kiều Mộng Viện cắn môi, chuyện đã tới nước này thì cô ta cũng chỉ có thể tin Trương Dương một lần thôi. Cô ta và Kim Mẫn Nhi cùng động thủ, cởi sạch quần áo của thời Duy ra, chắc hẳn sau này thời Duy sẽ trách tội mình. Trương Dương bảo họ để thời Duy nằm thẳng, vùng động cánh tay, ngón tay men theo huyệt thiên đột, tử cung, ngọc đường, đàn trung, trung đình ở trước ngực thời Duy một đường điểm xuống rồi sau đó lại đi lên, điểm huyệt đạo toàn thân của cô ta một lượt,
sau cùng để hai người đỡ Thời Duy ngồi dậy, hai tay áp lên hậu tâm của Thời Duy, một cỗ khí lưu nóng rực không ngừng chú nhập vào trong cơ thể Thời Duy. Một cảnh kỳ dị đã xảy ra, lúc ban đầu nhìn thấy đỉnh đầu Trương Dương bốc ra chính khí, không lâu sau thì đỉnh đầu Thời Duy cũng bốc khói trắng, tới sau cùng, trên người hai người đều có xương trắng lượn lờ, sắc mặt đang trắng bệch của Thời Duy cuối cùng cũng ửng hồng. Trương Dương dùng ngón tay đả thông huyệt đạo quanh người Thời Duy, sau đó dùng nội tức truyền khắp kinh mạch của cô ta. Như vậy có thể đạt được hiệu quả làm ít mà công to, sau khi nội tức ở trong cơ thể Thời Duy vận hành đủ 3 vòng, Trương Dương từ từ thu hồi lại song trường, thuận tiện điểm lên huyệt ngủ của Thời Duy, mỉm cười nói, không sao rồi, để cô ta ngủ một giấc thật ngon, tỉnh lại sẽ khỏe. Kim Mẫn Nhi nhìn Trương Dương đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt mỏi mệt, lo lắng hắn có chuyện, liền nôn nhu nói, anh hay là đi nghỉ ngơi một lát đi. Trương Dương mỉm cười, yên tâm, tôi không sao, giúp tôi mua một bộ quần áo nhé. Không có vấn đề gì. Thời Duy ngủ 3 tiếng thì tỉnh lại, lúc mở mắt ra, phát hiện Kim Mẫn Nhi ngồi ở bên cạnh đang nhìn cô ta đầy quan tâm, Thời Duy ngồi dậy, chăn ở trên người trượt xuống, cô ta lúc này mới ý thức được rằng mình không mặc quần áo, tuy là đối diện với chị họ, nhưng vẫn đỏ mặt. Kim Mẫn Nhi thấy cô ta cuối cùng cũng tỉnh lại, vui mừng cầm lấy tay cô ta, nói, em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, vừa rồi khiến chị lo lắng quá. Thời Duy cố gắng nhớ luyện chuyện vừa xảy ra, lúc cô đi tới khuyên bọn trẻ, mặt băng nứt ra, cô ta và mấy đứa nhỏ cùng rơi xuống, Thời Duy cũng biết bơi một chút, nhưng nước hồ quá lạnh, cô ta muốn nổi lên, nhưng mỗi lần nổi lên đều gặp mặt băng, trong lúc hoảng hốt càng bơi càng xa chỗ nứt, sau cùng thì mất đi ý thức. Thời Duy trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói em vốn cho rằng mình phải chết, không ngờ vẫn được cứu. Kiều Mộng Viện nói, là Trương Dương cứu em. Thời Duy không nói gì, trong lòng thì ấm áp vô cùng, cô ta nói khẽ, vậy bọn trẻ đó thì sao? Bởi vì được cứu kịp thời, ba đứa nhỏ bị rơi xuống nước đều được cứu. Thời Duy lúc này mới yên tâm, Kiều Mộng Viện đưa tay ra vuốt mái tóc của cô ta, đầy vẻ yêu thương nói, mau đi tắm rửa rồi thay quần áo, ra ngoài dạo chơi một chút cho mọi người yên tâm. Thời Duy sau khi tắm rửa thay quần áo xong, cùng Kiều Mộng Viện dắt tay nhau ra khỏi phòng. Kiều Mộng Viện gọi điện thoại cho Trương Dương đang cùng Kim Mẫn Nhi ngồi trong sảnh cà phê nói chuyện, hai chị em họ cũng đi tới. Trương Dương mặc một bộ quần áo thể thao mà Kim Mẫn Nhi vừa mua cho hắn, khách sạn Nam Hồ mở cửa chưa lâu, trong cửa hàng của khách sạn không có nhiều sự lựa chọn, chỉ có bộ quần áo thể thao này là trông còn vừa mắt. Thời Duy hôm nay lộ ra vẻ thục nữ hơn nhiều. Nhìn thấy Trương Dương thì không đấu khẩu với hắn như trước kia nữa, mà nhẹ nhàng nói cảm ơn anh. Trương Dương cười nói, sao mà phải cảm ơn? Nói thế nào thì cô cũng là một sinh mạng, đừng nói là người, cho dù là một con mèo một con chó ngã xuống thì tôi cũng sẽ cứu nó. Thời Duy không ngờ lại không tức giận, cô ta và Kim Mẫn Nhi phân biệt ngồi xuống cạnh Trương Dương và Kim Mẫn Nhi, Thời Duy cười nói, anh càng chọc cho tôi tức thì tôi càng không thèm để ý tới anh. Ái chà! Thật sự là nhìn không ra, cô đã tu luyện tới cảnh giới không dính dầu mỡ rồi. Thời Duy gật đầu, đúng vậy, người ta trải qua một lần sinh tử nói sao cũng đều sẽ thành thục hơn nhiều. Kim Mẫn Nhi gọi hai chén Lam Sơn đỉnh cấp, uống một ngụm thì thấy không hợp vị, nhíu mày nói, cà phê này mà cũng dám kêu là đỉnh cấp. Trương Dương cười nói, là giá đỉnh cấp, người ta không nói là chất lượng đỉnh cấp. Kim Mẫn Nhi không nhịn được liền bật cười, cô ta và Trương Dương cùng uống Thiết Quan Âm. Kiều Mộng Viện nói, Kim tiên sinh sao rồi? Kim Mẫn Nhi nói, bác tôi không sao, bác sĩ vừa kiểm tra cho bác ấy, nói là sức khỏe của bác ấy rất tốt. Trương Dương nói, không ngờ ông ấy tuổi lớn rồi mà dũng khí lại vẫn có thừa, không chút do dự nhảy xuống hồ nước lạnh ngay. Dưới loại tình huống đó, có thể ngay lập tức làm ra loại hành vi này, tuyệt đối là xuất phát từ tâm. Trương Dương lại có một nhận xét mới về cây gậy giả âm hiểm xảo trá trên thương trường này. Một người có thể vào lúc nguy hiểm ở tước mắt không chút do dự lựa chọn cứu người, nhân phẩm không thể nào xấu được. Kiều Mộng Viện nói khẽ, hôm nay cũng tính là vạn hạnh trong bất hạnh, tuy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng may mắn là hữu kinh mà vô hiểm, tất cả mọi người đều được bình an. Trương Dương nheo mắt lại, nhìn ra ngoài Nam Hồ, nói nhỏ, xung quanh Nam Hồ chắc phải cho thêm một số biển cảnh báo, chuyện hôm nay không phải là phát sinh ngẫu nhiên, vẫn thường có trẻ con nghịch ngợm chơi đùa trên mặt băng. Vạn nhất xảy ra chuyện, đối với gia đình chúng mà nói thì là bi kịch. Kiều Mộng Viện nói, Trương Dương, anh thì lúc nào biến thành người trách trời thương dân như vậy thế? Trương Dương nói, đừng quên, tôi là một đảng viên ưu tú, chút tốt chất này tôi vẫn có.
Thời Duy nói, tôi phát hiện trên người anh cũng có chỗ nổi bật. Trương Dương Tùng tỉm cười nói, cô cũng có chỗ nổi bật, chỗ khác nhau là nhân tính của tôi nổi bật, còn cô là cái bóng đèn nổi bật. Cút, Thời Duy cuối cùng cũng không nhịn được nữa, trợn tròn mắt lên quát. Trương Đại Quan Nhân cười ha ha, nói, không phải là nói sau khi trải qua sinh thư thì thành thục hơn một chút sao? Không thể nào nói tố chất với anh được. Tố chất của Trương Đại Quan Nhân là rất cao, vào bữa tiệc buổi tối, những lời đại thị trưởng Tả Viên Chiêu phát biểu khiến người ta cảm động, hành động cứu người ngày hôm nay thể hiện ra được hết tình hữu nghị trang hàn. Trương Dương nhảy xuống nước cứu trẻ em đó là bổn phận của người một người đầy tớ của nhân dân, là tố chất mà một đảng viên ưu tú nên có. Kim Thượng Nguyên thì khác, người ta là nhà xí nghiệp ngoại quốc, có thể vào lúc này dũng cảm cứu người, đây không những là tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, mà cũng là tinh thần chủ nghĩa quốc tế, có dũng khí rất lớn. Tả Viên Chiêu thay mặt nhân dân Giang Thành tỏ ý cảm ơn Kim Thượng Nguyên, chuyện của Kim Thượng Nguyên sẽ được lịch sử Giang Thành vĩnh viễn ghi nhớ. Đồng thời vào lúc biểu dương Kim Thượng Nguyên, tác dụng của Trương Dương khó tránh khỏi bị phớt lờ, nhưng Trương Dương không để ý, hắn biết Tả Viên Chiêu là vô tâm, nhiệm vụ chủ yếu tối này là lôi kéo làm quen với người Hàn Quốc, và lại Kim Thượng Nguyên người ta có thể làm vậy đích xác là không đơn giản, đích xác là nên cảm tạ. Khi tới lượt Kim Thượng Nguyên phát biểu, Kim Thượng Nguyên bảo Kim Mẫn Nhi phiên dịch thay, y mỉm cười, nói, những từ ngữ ca ngợi vừa rồi thị trưởng Tả dành cho tôi khiến tôi phải xấu hổ, hôm nay tôi chỉ cứu được một đứa nhỏ chết đuối. Mà chủ nhiệm Trương thì cứu được hai đứa nhỏ, còn cứu được cả Thời Duy tiểu thư, và là người đầu tiên nhảy xuống sông cứu người, anh ấy mới là anh hùng của ngày hôm nay, tiếng vỗ tay của chúng ta nên dành cho anh ấy. Y vỗ tay trước, tất cả mọi người đồng thời hưởng ứng. Ánh mắt đều tập trung lên người Trương Dương cười cười xua tay. Kim Thượng Nguyên đợi sau khi tiếng vỗ tay kết thúc lại nói, lần này tới Giang Thành tôi có nghe nói tới một số mặt tiêu cực, dùng thành ngữ Trung Quốc mà nói thì mắt thấy là thật. Tai nghe là giả, tôi thừa nhận định nghĩa của tôi về Giang Thành lần trước có hơi chủ quan ước đoán, chuyện hôm nay khiến tôi nhìn rõ được tố chất của các lãnh đạo Giang Thành, giúp tôi nhìn thấy được sự vĩ đại của các bạn, cũng chứng kiến được sự thiện lương của nhân dân Giang Thành, tôi đảm bảo, tôi sẽ lợi dụng cơ hội này để hiểu kỹ thêm về Giang Thành. Nhận thức về Giang Thành một cách công bằng, hy vọng đợt khảo sát lần này sẽ khiến tôi hài lòng, và cũng có thể khiến các bạn hài lòng. Sau khi Kim Thượng Nguyên phát biểu xong, Tả Viên Chiêu tuyên bố tiệc chào đón chính thức bắt đầu. Lúc Trương Dương kính rượu Kim Thượng Nguyên, hai người đều tỏ ý tán thưởng hành động của đối phương. Trương Dương nói, tôi nhớ lúc kháng Mỹ giúp Triều, có một chiến sĩ chí nguyện quân tên là La Thắng Giáo, anh ta cũng dũng cảm cứu trẻ em Triều Tiên, sau cùng cứu được đứa nhỏ thì anh ấy hy sinh anh dũng, nghĩa cử của Kim Tiên Sinh hôm nay cũng có ý nghĩa tương tự như La Thắng Giáo, ngài cũng là chiến sĩ chủ nghĩa quốc tế. Kim Mẫn Nhi phiên dịch lại. Kim Thượng Nguyên cười cười, chạm cốc với Trương Dương rồi uống cạn, sau đó bước về phía Nghiêm Tân Kiến. Trương Dương cảm giác Kim Thượng Nguyên cười có chút không tự nhiên, không nhịn được liền quay sang hỏi Thường Lăng Phong, tôi nói sai gì à? Thường Lăng Phong cười nói, Kim Thượng Nguyên là tới từ Nam Triều Tiên, La Thắng Giáo mà anh nói là cứu người Bắc Triều Tiên. Có gì khác biệt à, Triều Tiên không phải là về sau mới phân Nam Bắc ư? Một là tư bản chủ nghĩa, một là xã hội chủ nghĩa. Chế độ quốc gia khác nhau, hình thái ý thức cũng khác nhau. Trương Dương nói, có gì mà khác nhau, nói theo kiểu Trung Quốc chúng thì là một nước hai chế độ thôi mà. Thường Lăng Phong cười nói, chúng ta là chiêu thương bàn chuyện làm ăn, anh bất nhắc đến chuyện chính trị đi. Tiệc rượu tối hôm đó được tiến hành rất nhanh, thông qua lần cứu trẻ em chết đuối này, khiến cự ly giữa bọn họ được kéo lại gần hơn. Sau khi tiệc rượu kết thúc, mấy vị lãnh đạo thành phố, bao gồm cả Tả Viên Chiêu cũng rất xem trọng tiền cảnh đầu tư lần này của Tả Viên Chiêu, Trương Dương thấy họ lạc quan như vậy, cũng không nhẫn tâm đả kích tính tích cực của họ. Thường Lăng Phong lúc trước đã phân tích rồi, con người Kim Thượng Nguyên chia nhân tình và làm ăn ra rất rõ ràng. Y nhất định sẽ không chịu ảnh hưởng của chuyện ngày hôm nay. Kim Thượng Nguyên sau khi tham quan Hối Thông, cũng tỏ ý kinh ngạc trước quy mô của Hối Thông, y không ngờ được rằng, nội địa Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng được sản nghiệp IT với quy mô lớn như vậy. Ánh mắt của Kim Mẫn Nhi không nghi ngờ gì nữa là nhìn rất xa, căn cứ theo quy mô sơ bộ của Hối Thông hiện tại, sau khi Hối Thông chính thức đi vào sản xuất, sản lượng máy tính cá nhân sẽ xếp vào hàng đầu ở châu Á. Sáng ngày hôm đó giám đốc điều hành Hứa Gia Dũng của Hối Thông vội vã từ Bắc Kinh trở về, gã và Kim Thượng Nguyên tiến hành bàn bạc kỹ lưỡng hơn về sự hợp tác giữa hai bên. Kim Thượng Nguyên nói, Hứa tiên sinh, không biết anh vì sao lại coi trọng thị trường PC. Hứa Gia Dũng cười nói, Kim tiên sinh,
ở đây tôi có một bản báo cáo tường tận, ngài đọc xong sẽ rõ, tôi ở nước Mỹ học nhiều năm, sau khi tốt nghiệp lại công tác ở thung lũng Silicon của Mỹ, tiếp xúc với rất nhiều lý niệm tiên tiến của thế giới, tôi tin thể chế của các nước tuy khác nhau, nhưng sự phát triển xã hội, phát triển kinh tế tất nhiên sẽ trăm sông đổ về một biển, tốc độ phát triển của ngành máy tính cá nhân quốc tế cực kỳ kinh người, tôi tin 10 năm sau, sẽ là 10 năm phát triển và phổ cập của máy tính cá nhân. Chúng ta thường nói phải nắm được mạch đập của thời đại, chiếm tiên cơ, cái mà tôi làm hiện tại chính là việc này. Kim Thượng Nguyên cười nói, có thể lý giải một chút về cấu thành cổ quyền của Hối Thông các anh không? Hứa Gia Dũng nói, tài chính của Hối Thông chúng tôi đại bộ phận là tới từ các nhà đầu tư mạo hiểm của quốc tế, vì thế tôi tiến hành rất nhiều công tác ở nước Mỹ. Anh vì sao lại đả động được những nhà tư bản quốc tế đó? Hứa Gia Dũng mỉm cười, dựa vào bản kế hoạch. Gã nhìn vào bản kế hoạch được đặt trước mặt Kim Thượng Nguyên, ý vị thâm trường nói, đưa cho Kim Tiên Sinh xem bản kế hoạch này cũng là một phần dụng tâm của tôi, cho nên tôi rất có lòng tin sẽ đả động được lòng tin của Kim Tiên Sinh. Kim Thượng Nguyên bật cười ha hả, ấn tượng của y đối với Hứa Gia Dũng không tồi, tuổi trẻ nhưng trầm ổn, có tự tin, đây là người thanh niên hoàn toàn khác với Trương Dương, điểm chung duy nhất là bọn họ đều xuất sắc. Kiều Mộng Viện bổ sung, Kim Tiên Sinh. Án chiếu theo kế hoạch của Hối Thông chúng tôi còn có 200 mẫu đất ở phía chính đông, dùng để phát triển dài hạn, sau này quy mô sản xuất của Hối Thông chúng tôi sẽ là nhất lưu ở châu Á, cũng xếp hàng đầu trên thế giới. Kim Thượng Nguyên nói, tôi tin vào thực lực của công ty Hối Thông, bất kể là tôi cuối cùng đặt nơi sản xuất ở đâu, tôi cũng rất có hứng thú hợp tác với hai người. Câu này đã biểu lộ rõ thái độ của y, sự hợp tác giữa y và Hối Thông chắc không còn là vấn đề. Hứa Gia Dũng vui mừng vô cùng. Phải biết rằng, Lam Tinh của Kim Thượng Nguyên là xí nghiệp điện tử lớn nhất Hàn Quốc, màn hình mà Lam Tinh sản xuất trong phạm vi toàn cầu xếp trong năm hàng đầu, là bộ phận quan trọng tổ thành máy tính cá nhân, màn hình trước giờ là vấn đề luôn khiến gã đau đầu, đạt thành hợp tác với Lam Tinh, có nghĩa là giải quyết được vấn đề cung cấp linh kiện chủ yếu nhất, điều này khiến viễn cảnh phát triển của Hối Thông biến thành sáng sủa hơn nhiều. Kim Thượng Nguyên bổ sung, trước khi nơi sản xuất của tôi được xây, tôi có thể suy nghĩ để nhà máy Hối Thông giúp chúng tôi làm một bộ phận sản phẩm, để báo đáp, tôi sẽ dành cho các vị giá cả ưu đãi nhất. Y đứng dậy chìa tay ra, bắt tay với Hứa Gia Dũng, hy vọng chúng ta tương lai hợp tác vui vẻ. Lúc Kim Thượng Nguyên và Kim Mẫn Nhi rời khỏi tổng bộ của Hối Thông, ba chiếc xe Mercedes màu đen dừng ở trước cửa, đây là an bài của Kiều Mộng Viện, phía sau xe Mercedes còn có hai xe cảnh sát thuộc Cục Công an Giang Thành. Lần này thị lý rất coi trọng sự có mặt của Kim Thượng Nguyên, đặc biệt giao nhiệm vụ cho Cục trưởng Cục Công an Vinh Bằng Phi lại bảo Điền Bân phụ trách bảo vệ Kim Thượng Nguyên. Kim Thượng Nguyên và Kim Mẫn Nhi bước vào trong xe. Kim Thượng Nguyên nói, không ngờ quy mô của tập đoàn Hối Thông lại lớn như vậy. Kim Mẫn Nhi hỏi khẽ, bác cả nghĩ xong chưa? Nghĩ xong cái gì? Kim Mẫn Nhi bĩu môi, nói, bác rốt cuộc là muốn đặt nơi sản xuất ở đâu? Kim Thượng Nguyên cười nói, Giang Thành quả thật là không tồi, kết quả cuối cùng vẫn phải xem thái độ chính phủ thành phố đã. Nhìn chiếc xe Mercedes ở phía trước từ từ khởi động, Điền Bân cũng khởi động xe cảnh sát, Đỗ Vũ Phong ở bên cạnh không nhịn được bèn nói, đúng là phiền thật, Cục trưởng Vinh không ngờ lại bảo chúng ta làm vệ sĩ cho người Hàn Quốc. Điền Bân cười nói, hiện tại nghĩ cũng thấy mâu thuẫn thật, chúng ta làm cảnh sát là vì thích phá án, nhưng lại không hy vọng phát sinh phạm tội. Cậu nói xem. Nếu trên xã hội này đột nhiên không có tội phạm, vậy những cảnh sát chúng ta không phải là sẽ thất nghiệp sao? Đỗ Vũ Phong cười ha ha, nói, nếu thất nghiệp thì tôi sẽ lên núi Thanh Đài nuôi heo. Nuôi heo ư? Đỗ Vũ Phong gật đầu, trước đây ở xã Hắc Sơn Tử có một phó trưởng xã là Quách Đạt Lược, người ta vì thất bại trong cuộc đua giành chức trưởng xã, sau đó đại triệt đại ngộ, dẫn con mở bãi nuôi heo, không ngờ, ngành nuôi heo này lại phát đạt như vậy. Hiện tại còn lái cả xe hơi nữa cơ. Điền Bân gật đầu, vậy được, đợi trên xã hội không còn tội phạm nữa, tôi sẽ theo cậu đi nuôi heo, không bằng tôi mở hồ nuôi cả ở cạnh bãi nuôi heo của cậu, làm một nhà giàu nuôi thủy sản. Hai người vừa nói chuyện vừa cười đùa, mắt thấy đã tới nhà khách chính phủ thành phố, điện thoại của Điền Bân đột nhiên đổ chuông, bên trong vang lên giọng nói xa lạ, Điền Ban à. Là tôi. Có người muốn giết cậu, lúc cậu xuống xe phải cẩn thận đó. Nói xong đối phương gác điện thoại ngay. Điền Bân ngây ra, Đỗ Vũ Phong từ vẻ mặt của gã đã nhìn ra được dị trạng, hỏi nhỏ, sao thế? Điền Bân nói, vừa rồi có điện thoại nặc danh nói là có người muốn giết tôi. Đỗ Vũ Phong biến sắc,
hắn lớn tiếng nói, còn không mau thông chi cho cục trưởng Vinh đi. Điền Bân do dự một lát rồi nói, có lẽ là đùa giỡn thôi. Đỗ Phú Phong đã ấn điện thoại của Vinh Bằng Phi, Vinh Bằng Phi trả lời là thà tin là có chứ đừng tin là không, lập tức phái đại đội cảnh sát tới cửa chính phủ thành phố Tăng Việt, bảo Điền Bân và Đỗ Vũ Phong tạm thời án binh bất động. Đỗ Vũ Phong nói lại quyết định của Vinh Bằng Phi cho Điền Bân, nhưng Điền Bân lại nói, đây là một cơ hội. Đỗ Vũ Phong từ trong ánh mắt của Điền Bân ý thức được gã vẫn muốn đi, là muốn lợi dụng mình để dụ sát thủ ra. Đỗ Vũ Phong ra sức lắc đầu, nói, không được, cậu may mắn lắm mới nhặt lại được một cái mạng, hiện tại còn muốn làm vậy, vận khí sẽ không đứng ở bên cậu nữa đâu. Điền Bân mỉm cười nói, đừng quên tôi có áo chống đạn. Áo chống đạn thì sao? Nếu như hắn nhắm vào đầu cậu thì sao? Mạng tôi lớn lắm. Đỗ Phú Phong tức giận gầm lên, tôi không cho phép cậu đi. Vẻ mặt của Điền Bân kiên định vô cùng, lớn trước tuy bắt được Đồng Đắc Chí, nhưng vẫn chưa tìm ra được chân hung ở phía sau, lần này tôi nhất định lôi bằng được hắn ra. Cậu tỉnh lại đi, như vậy quá nguy hiểm. Điền Bân nói, Phú Phong à, chúng ta không có nhiều cơ hội đâu, từ sau khi Đồng Đắc Chí tự sát, tất cả đầu mối đều đứt rồi. Cậu tin rằng tất cả những điều này đều là Đồng Đắc Chí một tay trù hoạch ư? Tôi không tin đâu, tôi tin rằng nhất định ở người chỉ bảo hắn làm vậy. Sau lưng hắn nhất định còn có người khác. Đỗ Phú Phong trầm mặc. Điền Bân nói, lần này là cơ hội. Phú Phong, đáp ứng tôi đi. Đỗ Phú Phong cắn môi, cuối cùng cũng đành gật đầu. Điền Bân nói, chốc nữa bất kể là phát sinh chuyện gì thì cậu cũng phải nhớ ngay lập tức tìm ra sát thủ, đừng để nỗ lực của tôi trở thành vô ích. Mắt của Đỗ Vũ Phong không ngờ lại hơi đỏ lên, gã không nói gì, chỉ ra sức nắm chặt vô lăng. Đội xe lái tới nhà khách chính phủ thành phố, thần kinh khắp người Đỗ Vũ Phong lập tức căng ra, gã nhìn Điền Bân, nhưng lại thấy trên mặt Điền Bân vẫn mang theo nụ cười hờ hững, không thấy bất kỳ vẻ khẩn trương nào, trong lòng không khỏi bội phục đảm lượng của Điền Bân, có câu dù chết cũng không sờn, Điền Bân không nghi ngờ gì nữa đã làm được điểm này. Lúc Điền Bân xuống xe, Đỗ Vũ Phong tóm lấy cánh tay gã. Điền Bân cười cười, vỗ vỗ lên tay Đỗ Vũ Phong, sau đó dứt khoát đẩy cửa xe bước xuống, lịch sử lúc nào cũng giống nhau tới kinh người, khi gã đáp ứng yêu cầu của Vinh Bằng Phi, quyết định tiềm nhập vào trong trại tạm giam thì đã tùy thời chuẩn bị hy sinh rồi, hiện tại lại là như vậy, có điều lần đó hắn phải trải qua đấu tranh tinh thần vô cùng khổ sở mới đưa ra được quyết định, lần này thì căn bản là không do dự một chút nào. Gã quan sát hoàn cảnh xung quanh, suy đoán nơi mà sát thủ có thể ẩn nấp. Bởi vì đã nhận được thông chi của bọn Đỗ Vũ Phong, Kim Thượng Nguyên không lập tức xuống xe, Điền Bân nhìn xung quanh một vòng, không phát hiện chỗ nào quá khả nghi, gã bắt đầu hoài nghi cú điện thoại này có thể là một trò đùa, đang chuẩn bị ra dấu rằng không có nguy hiểm gì thì một viên đạn bắn vào ngực hắn. Thân hình khôi ngo của Điền Bân run lên một cái, sau đó thì ngã xuống đất. Đây không phải là hắn biểu diễn, mà là lực bắn của đạn quá lớn, gã căn bản không thể nào chịu được, tuy xuyên qua áo giáp. Song lực trùng kích của đạn đã khiến hắn ngã xuống đất. Đỗ Phú Phong cơ hồ là trong nháy mắt đã xác nhận là đạn bắn từ cửa sổ thứ hai ở bên trái tầng 2, gã liên tục bắn về phía cửa sổ, sau đó dùng tốc độ kinh người chạy vào trong tòa nhà, lao về phía căn phòng mà hung thủ tiềm phục. Phản ứng của Đỗ Phú Phong quá nhanh, vượt xa dự liệu của đối phương, khi Đỗ Phú Phong xông lên tầng 2, đối phương mới lao vào trong căn phòng đối diện, sau đó thì từ cửa sổ nhảy ra. Đỗ Phú Phong giơ súng lên quát, đứng lại. Sau khi đối phương nhảy xuống đất, đã dùng tốc độ kinh người chạy về cửa sau ở phía tây bắc, thấy hắn rất quen thuộc với hoàn cảnh của nhà khách chính phủ thành phố, trước chuyện đã tính kỹ đường lui, lúc trước chọn hai căn phòng đối diện này là để đề phòng vạn nhất, lưu lại cho mình một con đường lui. Đỗ Phú Phong cắn chặt răng, cũng từ cửa sổ nhảy xuống, lúc chân vừa chạm đất thì cảm thấy đau đớn vô cùng, hắn ý thức được có khả năng là lúc chạm đất cổ chân vô ý bị trật khớp rồi. Đỗ Phú Phong giơ súng lên, nhắm chuẩn vào chân phải của tên sát thủ đó rồi bắn một phát, đạn chuẩn xác bắn trúng tên sát thủ đó, thân thể sát thủ lảo đảo rồi ngã xuống đất, hắn cũng giơ súng lên ngắm vào Đỗ Vũ Phong, lúc đang chuẩn bị bắn thì có một tiếng súng vang lên, chính là Điền Bân kịp thời đi tới nơi, một súng bắn trúng tay phải của tên sát thủ, chỗ mà gã bị trúng đạn vẫn âm ỉ đau, nhưng vẫn cố nhịn đau đi tới, móc còng tay ra, bẻ quạt tay rồi còng tên sát thủ đó lại. Tiếng còi cảnh sát lúc này mới vang lên, cục trưởng cục công an Vinh Bằng Phi tự mình xuất lĩnh đội ngũ cảnh sát đi tới. Y trước tiên xác định tất cả nhân viên vẫn bình an, rồi mới đi tới chỗ Kim Thượng Nguyên, tỏ ý xin lỗi vị khách quý Hàn Quốc này. Phản ứng của Kim Thượng Nguyên vẫn khá khoan dung,
cùng Vinh Bằng phi tán gẫu vài câu rồi cáo từ đi vào khách sạn. Vụ đấu súng xảy ra ở nhà khách chính phủ thành phố làm chân kinh các cấp lãnh đạo thị ủy Giang Thành, bí thư thị ủy Giang Thành Đỗ Thiên Dã đang tiến hành cuộc họp thường ủy thị ủy lập tức kết thúc hội nghị, cùng đám lãnh đạo thị ủy đại thị trưởng Tả Viên Chiêu tới nhà khách chính phủ thành phố thăm hỏi và an ủi. Nếu như vị đấu súng này là nhắm vào Kim Thượng Nguyên, vậy thì viễn cảnh đầu tư của Giang Thành sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Đỗ Thiên Dã lúc nhìn thấy Vinh Bằng Phi thì sắc mặt không được dễ coi lắm, vào thời khắc quan trọng như thế này không ngờ lại để xảy ra đọ súng, nếu như nhìn từ một khía cạnh khác thì vấn đề trị an của Giang Thành không thể khiến người ta yên tâm được, công tác của Vinh Bắc Phi cũng có vấn đề. Vinh Bằng Phi đương nhiên hiểu được tính nghiêm trọng của sự kiện này, cùng với ảnh hưởng ác liệt do nó gây ra, sau khi y rút đội, gọi Đỗ Vũ Phong và Điền Bân tới bên cạnh, tức giận quát, làm cái gì vậy? Đã sự kiến sẽ có đọ súng, vì sao còn phải kiên trì tới tận nhà khách chính phủ, vì sao không án chiếu theo yêu cầu của tôi mà thay đổi lộ tuyến? Điền Bân nói, Cục trưởng Vinh, chuyện này không liên quan gì tới lão Đỗ cả, hoàn toàn là trách nhiệm của một mình tôi, cũng chỉ có dùng phương pháp này thì tôi mới có thể dụ được sát thủ ra, bắt lấy hắn, tìm manh mối. Vinh Bằng Phi mắng, hỗn trướng, cậu không cần mạng nữa à? Điền Bân lớn tiếng nói, đối với tôi mà nói, chuyện quan trọng nhất là kịp thời phá án. Vinh Bằng Phi lắc đầu, nói, trong mắt tôi thì bất kỳ chuyện gì cũng không quan trọng bằng tính mạng của các cậu. Y dừng lại một chút rồi nói tiếp, cảnh sát chúng ta là kỷ luật bộ đội, nếu như ai ai cũng giống như các cậu, vậy thì đội ngũ của chúng ta sẽ trở thành nằm bè bảy mảng, lát nữa về tôi sẽ tính sổ với các cậu. Y chỉ vào mũi Đỗ Vũ Phong, nói, còn cậu nữa. Điền Bân phát điên mà cậu cũng phát điên cùng cậu ta à? Cậu có đầu óc không hả? Vẻ mặt Đỗ Vũ Phong trông rất đau khổ, tôi đau chân quá. Vinh Bằng Phi thở dài, vẫy vẫy tay với bác sĩ ở đằng xa, nói, đưa cậu ta tới bệnh viện kiểm tra. Kim Thượng Nguyên thấy Đỗ Thiên Dã thì cực kỳ khách khí, y đối với chuyện này cũng không bận tâm quá nhiều, mỉm cười nói, ở Hàn Quốc, tội phạm có súng cũng rất nhiều, tôi tin rằng đây chỉ là một chuyện ngẫu nhiên mà thôi, bí thư Đỗ cứ yên tâm. Chuyện này không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tới sự hợp tác của chúng ta cả. Đỗ Thiên Dã cười nói, Kim tiên sinh hiểu rõ đại nghĩa như vậy thật là hiếm có, cảm ơn sự thông cảm của ngài, tôi ở đây xin thay mặt Giang Thành trịnh trọng hứa hẹn với Kim tiên sinh rằng, chuyện tương tự tuyệt sẽ không phát sinh nữa. Chúng tôi nhất định sẽ tận sức để Giang Thành được yên ổn, tạo điều kiện tốt nhất cho giới đầu tư. Kim Thượng Nguyên nói, tôi tin vào năng lực lãnh đạo của thành phố Giang Thành. Trong an bài nhật trình của y, vốn không có gặp mặt với bí thư thị ủy Đỗ Thiên Dã, vụ đọ súng đã tạo cơ hội cho họ gặp mặt. Đã gặp mặt thì Đỗ Thiên Dã cũng không thể không khỏi ấn tượng của Kim Thượng Nguyên đối với Giang Thành. Ấn tượng tổng thể của Kim Thượng Nguyên đối với Giang Thành là rất tốt, còn y đã có quyết định sẽ đặt nơi sản xuất ở Giang Thành hay không thì Đỗ Thiên Dã cũng không truy hỏi, sau khi hàn huyên vài câu với Kim Thượng Nguyên thì cáo từ. Vụ án đấu súng phát sinh ở nhà khách chính phủ thành phố bị phong tỏa tin tức nghiêm ngặt. Sau khi Vinh Bằng Phi đưa hung thủ tới bệnh viện, ngay lập tức tiến hành hỏi cung, sát thủ không chống đối nhiều, dưới sự tấn công tâm lý của Vinh Bằng Phi rất nhanh liền bại trận, hắn nói với Vinh Bằng Phi rằng là Phương Văn Nam ủy thác mình mưu sát Điền Bân, đáp án này đã nằm trong ý liệu, nhưng cũng lại có chút bất ngờ. Manh mối mà Vinh Bằng Phi muốn tìm tuyệt đối không phải là Phương Văn Nam. Động cơ Phương Văn Nam mưu sát Điền Bân thì rất đơn giản, gã là muốn báo thù cho con trai gã Phương Hải Đào. Trước giờ đều coi Điền Bân là kẻ thù giết con, từ ngày khởi tốt Điền Bân, gã đã bắt đầu quyết định tiến hành báo thù rồi, sau cùng càng lún càng sâu, sau khi tố lên trên bị bác bỏ, cuối cùng cũng bước ra một bước đủ để hủy diệt mình. Vinh Bằng Phi sau khi có được chứng cung, trầm mặc một phút, sau đó gọi điện thoại cho Khương Lược, phát ra lệnh chính thức bắt giữ Phương Văn Nam. Phương Văn Nam không ở trong văn phòng của tòa nhà Quốc Hoa, gã đã dự cảm thấy gì đó, chuyện lần này nếu không thành công. Gã triệt để mất đi tất cả, căn cứ theo thời gian dự định, tới hiện giờ vẫn chưa có tin tức phản hồi, Phương Văn Nam biết rõ rằng mình đã đi đến tuyệt lộ rồi. Sắc trời âm u, gió tuyệt lẫm liệt thổi vù vù, Phương Văn Nam mặc một chiếc áo khoác trơ trọi đi trên đường, gã đi một cách không có mục đích, trong đầu hồi tưởng lại các cảnh đã qua giống như một bộ phim, gã không biết vì sao mình lại luân lại tới mức này, gã từng cho rằng mình có thể nắm giữ được vận mệnh của mình có đủ tiền, có thể mua tất cả những gì mà mình muốn. Có thể có được nữ nhân mà mình muốn, có thể kết giao với quan to đủ để mang lại lợi ích cho mình, có thể dùng tài phú của mình để mang lại hạnh phúc cho đời sau. Song hiện thực làn từ từ đánh tan lòng tin của gã giống như là một con bướm dính vào lưới nhện,
bất kể là có dẫy dụa như thế nào thì cũng không thể nào thoát khỏi được sự ràng buộc của số mạng. Phương Văn Nam buồn bã nhắm mắt lại, có lẽ đây là vận mệnh của gã, mở mắt ra, phát hiện mình bất chi bất giác không ngờ đã đi tới trước cửa Hoàng gia Giả Nhật. Phương Văn Nam đứng đó một hồi lâu, nhìn biển hiệu của Hoàng gia Giả Nhật, nghĩ tới ngày trước Tô Tiểu Hồng đối với mình rất tốt, trong lòng đột nhiên có một loại cảm xúc khó nói thành lời, gã phát hiện sâu trong lòng mình thủy chung vẫn yêu Tô Tiểu Hồng, nghĩ tới mình trước đây từng tự tay tặng nữ nhân của mình cho Hồng Vĩ Cơ, gã tới giờ mới ý thức được sự tàn nhẫn và ích kỷ của mình, cho tới tận giờ gã vẫn chưa từng để ý tới cảm thụ của Tô Tiểu Hồng, thậm chí gã còn chưa từng để ý tới cảm thụ của bất kỳ ai. Gã rất muốn bước vào Hoàng gia Giả Nhật gặp Tô Tiểu Hồng, xem cô ta hiện tại như thế nào, nhìn cái má lúm đồng tiền của cô ta, nhưng chỉ gần trong gang tấc mà ở trong lòng gã lại xa cả ngàn dặm, gã không có dũng khí bước vào trong. Phương Văn Nam do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn quay người bỏ đi, lúc quay lại thì thấy Tô Tiểu Hồng đang lặng lẽ đứng sau lưng gã, đôi mắt nhìn gã với biểu tình đầy phức tạp. Tô Tiểu Hồng không dám tin rằng nam tử tiểu tụy ở trước mặt chính là Phương Văn Nam. Mái tóc hoa dâm của gã bù xù, trên trán có thêm rất nhiều nếp nhăn, cả người trông rất sa sút, thân hình vốn cao to giờ cũng còng xuống, râu ở trên miệng thì đã rất lâu rồi không cạo, miệng của Phương Văn Nam mấp máy, gã muốn mỉm cười, để cho mình trông tự nhiên hơn, nhưng lúc biểu đạt ra mặt thì lại lộ ra vẻ cứng ngắc. Tô Tiểu Hồng nhìn nam nhân đã từng làm thay đổi nhân sinh của mình, nam nhân mà mình đã từng yêu sâu đậm. Cô ta thấy kinh ngạc vì sự bình tĩnh của mình lúc này, cô ta vốn cho rằng mình sẽ hận gã. Có lẽ sẽ vẫn yêu gã, nhưng khi cô ta và Phương Văn Nam thật sự đứng đối diện nhau thì mới biết rằng, nam nhân này đã không thể nào khiến tâm tình của mình vui hay buồn nữa rồi. Những gì còn lại chỉ là sự đồng tình, có lẽ Phương Minh Nguy cho cô ta rất nhiều, có lẽ bởi vì Phương Minh Nguy thương hại cô ta rất nhiều, nhưng bộ phận ở trong tim cô ta vốn thuộc về gã giờ đã triệt để hủy diệt. Tô Tiểu Hồng cười nhạt, nói, tới tìm tôi à? Phương Văn Nam không nói là đúng mà cũng chẳng bảo là sai. Chỉ lặng lẽ nhìn Tô Tiểu Hồng, cổ họng thô to của y giật lên giật xuống, đắn đo một hồi lâu mà vẫn không biết nên nói gì. Tô Tiểu Hồng so với Phương Văn Nam thì thản nhiên hơn nhiều, cô ta mỉm cười, nói, vào uống một chén đi. Phương Văn Nam gật đầu, theo Tô Tiểu Hồng bước vào trong Hoàng gia Giả Nhật, sinh ý buổi chiều rất vắng vẻ. Tô Tiểu Hồng bảo bartender rót hai chén rượu vang, đưa một chén cho Phương Văn Nam cầm lấy chén rượu đó rồi uống cạn. Trong mắt Tô Tiểu Hồng lộ ra vẻ kinh ngạc, dẫu sao thì trước đây Phương Văn Nam rất ít uống rượu, trong khoảng thời gian ngắn, trên người gã đã nảy sinh rất nhiều biến hóa. Tô Tiểu Hồng cùng gã uống một chén rượu hồng rồi ra hiệu cho bartender rót đầy. Tay Phương Minh Nguy run rẩy, cầm chén rượu trong tay mà làm vãi ra ngoài rất nhiều. Bị run lâu chưa? Tô Tiểu Hồng hỏi nhỏ. Phương Văn Nam gật đầu, không nói gì. Vì sao không tới bệnh viện khám? Phương Văn Nam cười nói, khám để làm gì? Văn Nam, tâm tình của anh không ổn, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tô Tiểu Hồng và Phương Văn Nam ở với nhau nhiều năm, vẫn hiểu khá nhiều về gã. Phương Văn Nam lắc đầu, không có gì. Nhất định là có chuyện, hay là anh nói ra đi, có lẽ tôi sẽ giúp được anh. Tô Tiểu Hồng nói rất chân thành. Phương Minh Nguy đột nhiên cảm thấy nhục nhã, một nữ nhân từng phải dựa dẫm vào mình. Hiện tại không ngờ lại có thể nói với mình những lời như vậy, đây là nỗi bi ai như thế nào chứ, bất kể xuất phát điểm của Tô Tiểu Hồng là gì đều khiến gã cảm thấy khó chịu, tôi không sao, tôi thật sự không sao. Phương Văn Nam một hơi uống cạn chén rượu vang, sau đó nói, tôi đi đây. Văn Nam, anh đừng có như vậy, tuy chúng ta không thể quay lại như trước kia, nhưng, tôi vẫn coi anh là bạn. Phương Văn Nam dừng bước, không quay đầu lại, nói cảm ơn, cô vẫn coi tôi là bạn. Nhưng tôi không xứng, tôi thật sự không xứng, Tiểu Hồng. Tôi không biết vì sao lại đi tới đây, có lẽ là muốn nói xin lỗi với cô, tôi trước đây thật sự đã làm những chuyện không phải với cô. Phương Văn Nam nói xong câu này, vội vã bước ra ngoài. Tô Tiểu Hồng đuổi theo, khi Phương Văn Nam đi ra ngoài Hoàng gia Giả Nhật thì nhìn thấy bốn chiếc xe cảnh sát hú còi đi tới trước cửa Hoàng gia Giả Nhật. Người dẫn đầu chính là Khương Lượng, vẻ mặt của gã rất trang trọng và nghiêm túc, đi tới trước mặt Phương Minh Nguy. Cao giọng nói, Phương Văn Nam tiên sinh, chúng tôi có lý do hoài nghi anh liên quan tới một vụ án mưu sát, anh đã bị bắt. Phương Văn Nam chậm rãi chìa hai tay ra, còng tay lạnh lẽo bập vào cổ tay gã. Văn Nam, Tô Tiểu Hồng ở phía sau hét lên. Phương Văn Nam quay người lại, nở một cười nhẹ nhõm với Tô Tiểu Hồng, anh nghĩ, anh cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Chương 268, Trung Dung Chi Đạo. Rất nhiều người,
bao gồm cả Trương Dương đều cảm thấy kinh ngạc vì chuyện Phương Văn Nam bị bắt, thì ra khoảng cách từ thân phân giàu nhất Giang Thành được mọi người tôn sùng đọa lạc tới mức phải vào tù lại gần như vậy. Điền Bân cũng nghĩ không thông vì sao Phương Văn Nam lại hận mình như vậy, mình không sát hại Phương Hải Đào, cũng không dồn Phương Hải Đào đến cái chết, vì sao Phương Văn Nam lại ghi món nợ này lên đầu mình. Ôi trời ơi, tiếng kêu của Đỗ Vũ Phong cắt đứt sự trầm tư của Điền Bân, là Trương Dương chạm vào chỗ đau của gã, chụp X quang cho thấy, lúc Đỗ Vũ Phong từ trên tầng 2 nhảy xuống đã bị nứt xương, cái này đối với Trương Đại Quan Nhân mà nói thì không tính là gì, Trương Dương trêu tao bảo này anh Đỗ, cậu cũng mong manh thật đấy. Đau một tí thế này thì tính là gì? Cao dược mà tôi cho cậu, cậu cứ thật thà dán lên đi, rất nhanh sẽ khỏi thôi. Đỗ Vũ Phong nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, được không đó? Bí phương tổ truyền của nhà tôi, cậu tin thì tin, không tin thì ném đi. Tôi tin, Đỗ Vũ Phong cảm thấy chỗ được dán cao nóng rực lên, chắc là có chút hiệu quả. Điền Bân thì không nghi ngờ gì về y thuật của Trương Dương cả, gã vỗ vai Đỗ Vũ Phong, nói yên tâm đi. Bí phương tổ truyền của Trương Dương rất linh, không phải là người của mình thì cậu ấy không phí sức chữa cho đâu. Trương Dương cười nói, vẫn là Điền Bân nói dễ nghe nhất. Đỗ Vũ Phong nghe rằng nói, tôi con mẹ nó sao mà xui xẻo thế, sát thủ nhảy từ tầng 2 xuống mà không sao, tôi thì nhảy một cái bị nứt xương luôn. Điền Bân cười nói, không sao đâu, sếp khẳng định sẽ trả tiền tai nạn lao động cho cậu. Không khéo lần này còn ghi công cho cậu ấy chứ. Ghi công cái rắm. Ông ấy bảo chúng ta ở nguyên đợi lệnh, thằng Ôn cậu lại cứ kiên trì mạo hiểm, hai chúng ta là kháng lệnh đó, cảnh sát là kỷ luật bộ đội. Cậu cho rằng thoát được à, đừng có nói được ghi công, tôi đoán chắc lần này chúng ta sẽ bị xử phạt không nhẹ đâu. Điền Bân nói, cậu yên tâm đi, tôi một mình làm thì một mình chịu, không liên quan gì tới cậu. Cậu nói gì vậy, tôi là loại người không giảng nghĩa khí như vậy à. Hai người đang nói chuyện thì Khương Lượng bước vào, gã trước tiên hỏi tình hình của Đỗ Vũ Phong. Xác định Đỗ Vũ Phong không sao thì mới yên tâm. Điền Bân và Đỗ Vũ Phong quan tâm nhất là Phương Văn Nam đã xa lưới hay chưa, Điền Bân nói, bắt được Phương Văn Nam chưa? Khương Lượng gật đầu, nói, bắt được rồi, bắt ở Hoàng gia giả Nhật. Trương Dương không khỏi nhíu mày, hắn biết rõ nhất về tình cũ của Phương Văn Nam và Tô Tiểu Hồng, sợ chuyện này liên quan tới Tô Tiểu Hồng, bèn hỏi nhỏ có liên quan tới Tô Tiểu Hồng không? Khương Lượng lắc đầu, không liên quan gì tới cô ta cả. Phương Văn Nam chỉ tới uống rượu, Tô Tiểu Hồng không biết gã làm gì. Phương Văn Nam sao rồi? Gã đã thú nhận hành vi phạm tội của mình rồi, lần này phiền phức sẽ rất lớn, thuê sát thủ giết người, chính trọng tội. Trương Dương cảm thấy bi ai, Phương Văn Nam luân lạc tới nước này là điều mà hắn không muốn nhìn thấy, nhưng tất cả đã thành sự thực rồi. Hắn cũng không thể nào xoay chuyển được. Khương Lượng nói, Phương Văn Nam xa lưới là gieo gió gặt bão. Cái chết của con trai gã không có liên quan gì tới Điền Bân cả, gã chọn sai mục tiêu mà thôi. Đỗ Vũ Phong nói, Đồng Đắc Chí mới là kẻ đứng sau, gã nên hận Đồng Đắc Chí chứ. Trương Dương nói, nhưng Đồng Đắc Chí đã chết rồi, cừu hận trong lòng gã không có chỗ để phát tiết, cho nên mới lựa chọn Điền Bân, gã muốn đòi lại công đạo cho con trai, nhưng không ngờ suy nghĩ này khiến gã càng lún càng sâu, sau cùng thì đi tới tuyệt lộ. Mấy người đều trầm mặc. Một lúc sau Điền Bân mới nói, tôi rất kỳ quái, cú điện thoại nặc danh đó rốt cuộc là ai gọi tới, rốt cuộc là ai đã giúp tôi. Khương Lượng nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, Cục trưởng Vinh tối nay mời chúng ta ăn cơm ở Thủy Thượng Nhân gia. Điền Bân kinh ngạc nói, chắc không phải là Hồng Môn Yến chứ. Khương Lượng cười nói, đừng nghĩ nhiều, Cục trưởng Vinh ngoài miệng thì mắng các cậu, nhưng trong lòng thì chỉ lo các cậu xảy ra chuyện, bữa cơm tối nay khẳng định là để an ủi các cậu. Trương Dương. Cùng đi đi, Cục trưởng Vinh chỉ đích danh cậu rồi. Trương Dương tuy đáp ứng, nhưng trước bữa cơm tối lại bị một cú điện thoại của Kim Mẫn Nhi khiến cho bể kế hoạch, Kim Thượng Nguyên muốn gặp hắn. Hiện tại Kim Thượng Nguyên là vị khách quan trọng nhất của Giang Thành, Trương Dương luôn lấy công tác làm trọng, gọi điện thoại cho Vinh Bằng Phi rồi dẫn Thường Lăng Phong tới chỗ ở của Kim Thượng Nguyên. Lúc hai người tới khách sạn Nam Hồ thì Kim Thượng Nguyên đang chơi cơ vây với một kỳ thủ của kỳ viện Giang Thành, tuy ván cờ mới tiến hành được một nửa. Nhưng Kim Thượng Nguyên lại không chuẩn bị hạ cờ, y lịch sự tỏ ý với vị kỳ thủ đó rằng mình nhận thua. Kim Mẫn Nhi mặc trang phục Hàn Quốc truyền thống, ở bên cạnh pha trà, tư thái của ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô ta đẹp như một đóa hoa lan, từ động tác thành thạo có thể đoán ra cô ta là một cao thủ trà đạo. Trương Dương nhìn với vẻ hiếu kỳ, Kim Mẫn Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp như nước lướt qua mặt hắn một cái, lộ ra cái lúm đồng tiền kinh tâm động phách.
Kim Thượng Nguyên mời Trương Dương và Thường Lăng Phong ngồi xuống bàn uống trà, Trương Dương nói, xem ra chúng tôi tới không đúng lúc rồi, làm phiền Kim tiên sinh lúc đang đánh cờ. Kim Thượng Nguyên nói, kỳ nghệ của tôi chỉ ở trình độ nghiệp sư bậc 5, đánh với kỳ thủ chuyên nghiệp bậc 5 thì thua là chắc rồi, từ thế cờ vừa rồi tôi đã có thể nhìn ra, ông ấy đang cố ý nhường tôi nghĩ đây chính là đạo đãi khách của người Trung Quốc, kỳ thực tôi trước khi đánh cờ đã biết mình bại chắc rồi, ông ấy làm vậy chỉ càng khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Thường Lăng Phong không đợi Kim Mẫn Nhi phiên dịch, dùng tiếng Hàn thành thạo nói, Kim tiên sinh, đây chính là sự khiêm tốn và hiếu khách của người Trung Quốc chúng tôi. Tuy ông vì vậy mà cảm thấy không vui, nhưng ông không thể phủ nhận, xuất phát điểm của vị kỳ thủ đó là thiện ý. Kim Thượng Nguyên cười nói, có lẽ là vì duyên cớ văn hóa hai nước khác nhau. Thường Lăng Phong mỉm cười, tôi lại không cho rằng văn hóa Trang Hàn có khác biệt quá lớn, cùng là văn hóa phương Đông, văn hóa Hàn Quốc lại chịu ảnh hưởng sâu sắc của Trung Quốc. Tôi tin, nếu như chúng ta thay đổi vị trí, Kim tiên sinh cũng sẽ suy nghĩ rất chu đáo cho khách. Kim Thượng Nguyên nói, Thường tiên sinh rất hiểu về văn hóa Hàn Quốc ư. Thường Lăng Phong lắc đầu, nói, không dám nói là hiểu, nhưng tôi biết văn hóa Trung Hàn là nhất mạch tương thừa. Câu nói này nói rất huyền chuyển, nhưng kỳ thực lại là rất không khách khí, ở ngay trước mặt cây gậy già chỉ ra rằng văn hóa Hàn Quốc kỳ thực chính là thoát thai từ văn hóa Trung Quốc. Trương Dương nghe bọn họ líu la líu lo, căn bản một câu cũng không hiểu, Kim Mẫn Nhi lâm thời làm phiên dịch cho hắn, nhỏ giọng giải thích một chút. Trương Dương thầm kêu thống khoái, Thường Lăng Phong quả nhiên là lão làng, ở trước mặt cây gậy già không làm mất mặt người Trung Quốc. Kim Thượng Nguyên nói, theo tôi thấy, người Trung Quốc chú trọng trung dung chi đạo hơn, mà người Hàn Quốc thì thích cực tiến thủ hơn một chút. Thường Lăng Phong cười nói, trung dung chi đạo quả thật là một bộ phận tổ thành quan trọng của văn hóa Trung Quốc, thứ cho tôi trực ngôn, sự hiểu biết về văn hóa Trung Quốc của Kim tiên sinh cũng như tôi đối với văn hóa Hàn Quốc vậy, chỉ mới ở bề ngoài thôi. Người Trung Quốc chú trọng trung dung chi đạo, không phải có nghĩa là chúng tôi không tiến thủ, không nỗ lực, mà là chúng tôi biết hàm xúc, biết khiêm hư. Người Hàn Quốc cũng biết thế. Thường Lăng Phong mỉm cười, lịch sử và văn hóa cần kết tủa. Loại kết tủa này cần phải trả giá bằng thời gian, không có bất kỳ lối tắt nào cả, nước Mỹ tuy phát đạt, nhưng bọn họ ở phương diện nội hàm của văn hóa thì căn bản lại không thể nào so sánh được với Trung Quốc. Kim tiên sinh có đồng ý với cách nói của tôi không? Kim Thượng Nguyên hiểu rõ Thường Lăng Phong ngoài mặt thì là lấy nước Mỹ và Trung Quốc ra để so sánh, nhưng trên thực tế lại so sánh Trang Hàn, ý tức là nội hàm văn hóa của người Hàn Quốc không thể nào bằng Trung Quốc. Kim Thượng Nguyên tuy trong lòng không vui, nhưng y cũng không thể không thừa nhận những gì mà Thường Lăng Phong nói là sự thực. Kim Mẫn Nhi đã pha trà xong, cô ta và Trương Dương giống như đều đóng vai người bàng quan, tiếng Hàn của Thường Lăng Phong rất khá, lại nói rất hay, nếu như không biết thân phận của y. Thậm chí còn cho rằng gã là một người Hàn Quốc chính cống. Kim Thượng Nguyên cầm chén trà lên uống một ngụm, tôi hôm nay hẹn hai vị tới là để bàn chuyện làm ăn chứ không phải là văn hóa. Thường Lăng Phong cười nói, chúng ta làm sinh ý cũng là một loại văn hóa giao lưu, người Trung Quốc gọi vừa kinh doanh làm ăn đồng thời giao lưu văn hóa là nho thương, tôi thấy trên người Kim tiên sinh vừa hay có khí chất của nho thương. Kim Thượng Nguyên cười nói, tôi có thể lý giải câu nói này của Thường tiên sinh là một loại nịnh hót không? Thường Lăng Phong nói, tôi mong Kim tiên sinh sẽ dùng từ trung dung chi đạo. Hai người đồng thời bật cười. Thường Lăng Phong uống một ngụm trà, nói, không biết Kim tiên sinh tìm chúng tôi là có điều gì muốn chỉ giáo. Kim Thượng Nguyên nói, tôi đã suy nghĩ rồi, tôi chuẩn bị xây dựng cơ sở sản xuất ở khu phát triển Giang Thành, nơi này sẽ là cơ sở sản xuất lớn nhất của Lam Tinh tại châu Á. Thường Lăng Phong không lộ ra bất kỳ vẻ kích động nào, vẻ mặt của gã vẫn thản nhiên. Tựa hồ như không cảm thấy đây là tin tức to lớn gì, thậm chí ngay cả một chút hưng phấn và vui mừng cũng không có. Kim Thượng Nguyên bội phục sự trầm ổn của gã, lại không khỏi cảm thấy có chút thất vọng, đây không phải là phản ứng mà y muốn nhìn thấy, y vốn cho rằng Thường Lăng Phong sẽ vui mừng ra mặt, nhưng người ta lại không như vậy. Thường Lăng Phong ý thức được rằng ở trước mặt mình là một lão tướng nhiều năm chinh chiến trên thương trường, y lúc trước làm ra nhiều chuyện như vậy tuyệt không phải là vô duyên vô cớ. Đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất nhất định còn có điều kiện tiền đề. Tất cả quả nhiên không nằm ngoài sở liệu của Thường Lăng Phong, Kim Thượng Nguyên lấy ra một bản văn kiện đã chuẩn bị trước, đây là mấy điều kiện để tôi đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất ở Giang Thành, tôi hy vọng các anh có thể suy nghĩ một chút. Thường Lăng Phong cầm văn kiện đó lên xem, gã cười cười, sau đó rất nhanh liền đẩy lại trước mặt Kim Thượng Nguyên, xin lỗi Kim tiên sinh, điều kiện như vậy chúng tôi không thể đáp ứng.
Kim Thượng Nguyên cảm thấy có chút kinh ngạc, không thể đáp ứng. Thường Lăng Phong nói, những chính sách và điều kiện mà chính phủ thành phố Giang Thành dành cho Kim Tiên Sinh chúng tôi đã thận trọng suy nghĩ và ước định rõ ràng, chúng tôi cho rằng đã cấp cho Kim Tiên Sinh điều kiện ưu đãi nhất rồi, mà điều kiện này cũng được xây dựng trên cơ sở giữ gìn lợi ích chung cho cả hai bên, mấy điều kiện mà Kim Tiên Sinh đòi thêm đã vượt quá giới hạn của phía chúng tôi. Kim Thượng Nguyên trầm giọng nói, anh chắc chứ? Thường Lăng Phong gật đầu. Kim Thượng Nguyên nói, cậu không cần trưng cầu ý kiến của lãnh đạo thượng cấp ư. Thường Lăng Phong mỉm cười nhìn Trương Dương, lãnh đạo thượng cấp của tôi ngồi ngay đây, tôi tin anh ấy sẽ đứng ở phía tôi. Kim Thượng Nguyên nhíu mày, nói với Kim Mẫn Nhi, dịch lại cho chủ nhiệm Trương nghe đi. Kim Mẫn Nhi gật đầu, chuyển cáo lại chuyện vừa phát sinh cho Trương Dương. Khiến Kim Thượng Nguyên thất vọng là Trương Dương không chút do dự gật đầu, ý kiến của anh ta đại biểu cho ý kiến của tôi, điều kiện của Kim Tiên Sinh chúng tôi không thể tiếp nhận. Kim Thượng Nguyên nói, anh có thể đảm bảo chính phủ thành phố của các anh cũng sẽ không đáp ứng chứ. Tôi sở dĩ thông chi trước cho các anh là muốn tỏ lòng tôn trọng với các anh. Trương Dương nghe Kim Mẫn Nhi nói xong, hắn rất kiên quyết nói, ý kiến của tôi cũng đại biểu cho ý kiến cuối cùng của chính phủ thành phố, nếu tôi không thể tiếp nhận, chính phủ thành phố càng không thể tiếp nhận điều kiện của Kim Tiên Sinh, xin lỗi, khiến ông thất vọng rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Dương và Thường Lăng Phong đồng thời đứng dậy, hai người rất lịch sự cáo từ Kim Thượng Nguyên, rời khỏi khách sạn Nam Hồ, Trương Dương và Thường Lăng Phong nhìn nhau cười, Thường Lăng Phong nói, cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn sự tín nhiệm của anh đối với tôi. Không tin anh thì tôi việc gì phải mời anh làm. Trương đại quan nhân hiểu rõ đạo lý dừng người thì đừng nghi ngờ, đã nghi ngờ thì đứng dùng. Thường Lăng Phong trong lòng cảm thấy ấm áp, gã gật đầu, nói nhỏ với Trương Dương, tôi đi trước, có người tìm anh kìa. Trương Dương quay người lại, thấy Kim Mẫn Nhi từ trong khách sạn bước ra, trên mặt không hề có vui vẻ, Trương Dương lần đầu tiên thấy cô ta như vậy, cười hì hì nói, sao vậy? Ai chọc giận Kim đại tiểu thư thế? Kim Mẫn Nhi nói, các anh chẳng lịch sự gì cả, bác tôi chỉ cho các anh xem một hợp đồng, các anh cho dù không đồng ý thì cũng cầm về suy nghĩ kỹ càng một chút, cự tuyệt ngay lập tức, có suy nghĩ tới cảm thụ của người khác không? Cô bé, làm ăn là làm ăn, nhân tình là nhân tình, tôi thân là quan viên chính phủ, trên nguyên tắc cần phải không nhường một bước. Quan hệ giữa hai chúng ta là việc của hai chúng ta, không liên quan gì tới làm ăn cả. Kim Mẫn Nhi đỏ mặt gắt, ai quan hệ gì với anh chứ? Lúc này Vinh Bằng Phi gọi tới, y là gọi Trương Dương tới uống rượu, Trương Dương mời Kim Mẫn Nhi cùng đi đi. Coi như tôi tẩy trần cho cô. Kim Mẫn Nhi gật đầu, cô ta quay lại nói với Kim Thượng Nguyên một tiếng rồi cùng Trương Dương tới Thủy Thượng Nhân gia. Nghe nói Trương Dương dẫn cả Kim Mẫn Nhi tới, Vinh Bằng Phi lại bảo nhà hàng mang thêm thức ăn. Nhìn thấy thức ăn trên bàn vẫn chưa được động đũa. Trương Dương nói với Kim Mẫn Nhi, thấy chưa, đây chính là sự khiêm hư và hàm súc của người Trung Quốc. Kim Mẫn Nhi cười nói, tôi biết Trung Quốc là nước rất chú trọng lễ nghi, trước giờ tôi luôn rất thích văn hóa Trung Quốc. Vinh Bằng Phi bảo hai người họ ngồi xuống, thầm nghĩ thằng ôn này chẳng bao giờ chú ý tới ảnh hưởng ca, cả ngày sánh đôi với cô bé Hàn Quốc, nếu để Tống Hoài Minh biết thì khẳng định sẽ không vui. Trương Dương nhìn thấy Đỗ Vũ Phong cũng có mặt. Không khỏi cười nói, đúng là vết thương nhẹ không thấm vào đâu, cậu bị nứt xương mà vẫn còn ra ngoài uống rượu à? Đỗ Vũ Phong nói, tôi là liều mạng tiếp cục trưởng đại nhân nếu không cao hứng, tôi sau này khó mà lăn lộn lắm. Vinh Bằng Phi cười nói, tôi không bảo cậu uống rượu, cậu không quản được cái miệng của mình, đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi. Trương Dương bới vì tới muộn cho nên tự phạt ba chén. Vinh Bằng Phi nói, Phương Văn Nam thừa nhận tất cả mọi việc rồi. Khẳng định phải vào tù. Trương Dương thở dài, cục trưởng Vinh thấy lúc nào tiện thì cho tôi vào gặp gã một chút. Vinh Bằng Phi gật đầu, nói, không vấn đề gì, tôi sẽ an bài cho cậu, Phương Văn Nam quả thật là khiến người ta phải thương tiếc. Điền Bân nói, cục trưởng Vinh, lần này là tôi không đúng, tôi tự tác chủ trương, cho rằng có thể bắt được sát thủ đó, từ trên người hắn moi ra được đầu mối phía sau. Vinh Bằng Phi nói, nhớ là sau này đừng có mạo hiểm như vậy nữa. Mang sinh mạng đi mạo hiểm, cái giá phải trả quá lớn, chúng ta không sợ chết, nhưng tuyệt không thể làm một chuyện không cần thiết. Điền Bân và Đỗ Vũ Phong đồng thời gật đầu. Khương Lượng nói, cục trưởng Vinh, phía sau Đồng Đắc Chí khẳng định còn có một đường dây. Vinh Bằng Phi nói, bất kể đường dây này là gì, theo cái chết của Đồng Đắc Chí, tất cả đều đã đứt đoạn rồi.
Đỗ Vũ Phong nói, thế chẳng phải có nghĩa là chúng ta vĩnh viễn không thể tìm ra được manh mối gì nữa ư? Vinh Bằng Phi nói với vẻ đầy tự tin, bất kỳ tên tội phạm nào cũng sẽ lưu lại dấu vết, trên thế giới này tuyệt đối không có tội phạm hoàn mỹ. Kim Mẫn Nhi không có hứng thú với đề tài của bọn họ, ánh mắt của cô ta phần lớn thời gian là hướng vào Trương Dương, Trương Dương ngẫu nhiên nhìn sang Trương Dương lại khiến Kim Mẫn Nhi tim đập thình thịch, cô ta đột nhiên ý thức được rằng cảm giác của mình đối với Trương Dương đã khác lúc ban đầu rồi, hôm nay lúc Trương Dương nhảy vào trong hồ nước cứ bọn nhỏ bị chết đuối, sự lo lắng và khẩn trương của cô ta đối với Trương Dương đã vượt qua phạm trù bạn bè bình thường rồi, Kim Mẫn Nhi ý thức đây là điều không đúng, thậm chí còn nguy hiểm. Vinh Bằng Phi cũng nghe nói chuyện Trương Dương và Kim Thượng Nguyên hôm nay liên thủ cứu bọn trẻ, y nâng chén rượu lên nói với Trương Dương, Trương Dương, chén này tôi kính cậu, vào thời tiết như thế này mà có dũng khí nhảy xuống nước, không phải là ai cũng có thể làm được, cậu là một đảng viên chân chính. Trương Dương cười nói, Kim tiên sinh người ta hôm nay cũng nhảy xuống, nhưng ông ấy không phải là đảng viên. Kim Mẫn Nhi nói, các anh không phải nói bác ấy là chiến sĩ chủ nghĩa quốc tế ư. Trương Dương nói, à. Sức khỏe của Kim tiên sinh khá thật. Bác ấy trước giờ luôn kiên trì rèn luyện mà. Trương Dương nói, ghê gớm thật, đến mấy cậu thanh niên kia còn không chịu được. Kim Mẫn Nhi nói, bác cả tôi rất khỏe, hơn nữa rất kiên trì nguyên tắc của mình, thậm chí còn có chút độc đoán chuyên quyền nữa, tôi nghĩ anh nên suy nghĩ lại điều kiện của bác ấy đi. Trương Dương người nói, cô từ lúc nào lại quan tâm tới việc làm ăn thế? Kim Mẫn Nhi nói, một bên là bác cả của tôi. Một bên là bạn của tôi. Tôi đương nhiên hy vọng các người có thể hợp tác vui vẻ, đừng bởi vì một vấn đề nho nhỏ mà làm ảnh hưởng tới sự hợp tác cuối cùng. Bởi vì chuyện đấu súng này hôm nay cho nên Vinh Bằng Phi cũng đặc biệt quan tâm tới vấn đề đầu tư của Kim Thượng Nguyên. Nếu Kim Thượng Nguyên bỏ đầu tư ở Giang Thành, hệ thống công an của bọn họ cũng vì chuyện này mà phải chịu trách nhiệm nhất định. Vinh Bằng Phi nói, nhắc tới Kim tiên sinh, xin Kim tiểu thư truyền đạt lời xin lỗi của tôi tới ông ấy. Chuyện này hôm nay thực sự là nằm ngoài ý muốn. Kim Mẫn Nhi nói, bác tôi không để ý đâu. Lúc này điện thoại của Kim Mẫn Nhi đổ chuông, cô ta lấy điện thoại ra, là Kim Thượng Nguyên gọi tới. Kim Thượng Nguyên nói, Mẫn Nhi, cháu ngồi cùng với chủ nhiệm Trương à? Vâng, giúp bác nói với cậu ấy, bác bỏ những điều kiện đó, kế hoạch đầu tư xây cơ sở sản xuất của bác tại Giang Thành sẽ không thay đổi, ngày mai có thể bố trí ký hợp đồng. Kim Mẫn Nhi cơ hồ là không thể tin vào tai mình, cô ta gác điện thoại, vui mừng báo tin tức này lại cho Trương Dương. Trương Dương cũng mặt mày hớn hở, cầm chén rượu lên chạm cốc với Kim Mẫn Nhi, chúc tình hữu nghị trăng hàn của chúng ta sẽ mãi mãi vững bền. Phương Văn Nam mặt áo tù lặng lẽ ngồi ở đó, em trai Phương Văn Đông của gã thì ngồi cách một cái bàn, ánh mắt của Phương Văn Nam không nhìn gã, Thủy Chung nhìn chằm chằm lên bàn. Đại ca, vẫn ổn chứ? Phương Văn Nam nói nhỏ, vẫn ổn. Làm sao mà ổn được? Đại ca, anh đừng lừa em đã trải qua rồi, em biết tình hình trong đây. Phương Minh Nguy ngẩng đầu lên, thật sự rất ổn mà, anh ở bên ngoài không có một ngày nào được ngủ ngon, mỗi ngày cứ nhắm mắt là lại nghĩ tới hải đảo, vào trong đây, rất yên ổn, trong lòng rất kiên định, có lẽ anh vốn thuộc về nơi này. Phương Văn Đông nói anh vốn không cần phải rơi vào tình cảnh này. Phương Văn Nam cười cười, giấy nhượng quyền của công ty anh đã viết xong trước lúc xảy ra chuyện rồi, cất ở trong két bảo hiểm trong phòng làm việc của anh, mật mã thì anh đã gửi cho em rồi, chắc em nhận được rồi chứ. Phương Văn Đông cắn môi, gật đầu, mắt lại có chút đỏ lên, anh. Phương Văn Nam nói, muốn nói gì với anh à? Có phải muốn nói với anh rằng là em thông báo cho phía cảnh sát ư? Phương Văn Đông biến sắc, gã đột nhiên đứng dậy kéo băng ghế ra rồi quỳ xuống trước mặt Phương Văn Nam, anh. Em xin lỗi, là em sai. Phương Văn Nam nói, anh không trách em, chuyện anh tìm người giết Điền Bân chỉ có em biết, cho nên, đoán ra là không cũng không có gì là khó cả. Anh, em không có lương tâm, em bán đứng anh. Phương Văn Đông tát mạnh vào mặt mình. Phương Văn Nam nói, em làm rất đúng, nếu như em không báo cảnh sát, sát thủ có lẽ đã giết Điền Bân rồi. Tội của anh hiện tại càng nặng hơn, anh không trách em, thật sự là không trách em, anh chỉ biết nghĩ tới mình. Trước giờ không nghĩ tới cảm thụ của người khác. Tập đoàn Thịnh Thế có thể có được quy mô như ngày hôm nay là nhờ mọi người cùng nhau nỗ lực làm ra. Em, Tô Tiểu Hồng, mỗi người đều ra sức không ít, mà anh thì lại bỏ qua sự cống hiến của các em. Anh, đừng nói nữa. Phương Văn Đông đã mắt lệ chứa chan. Phương Văn Nam nói, Văn Đông, đáp ứng anh, bất kể là kết quả tuyên phán của anh cuối cùng thế nào,
em cũng phải tiếp tục kinh doanh tập đoàn Thịnh Thế cho tốt, đừng để nó đi xuống, đây không những là tâm huyết của một mình em, cũng là tâm huyết của tất cả chúng ta. Phương Văn Đông đã khóc không thành tiếng rồi. Phương Văn Nam nói, anh không hận Điền Bân, một chút cũng không, khi anh nhìn thấy Tô Tiểu Hồng, anh đột nhiên hiểu rồi, thì ra cừu hận cũng có thể bỏ xuống, thật sự là có thể bỏ xuống. Gã nhìn Phương Văn Đông, nói cừu hận thường thường là hủy diệt chính mình trước tiên, nhớ lời anh nhé. Tô Tiểu Hồng lắc lắc rượu vang trong chén, mái tóc quăn rối tung trên vai, cảm giác tạo cho người ta là rất quyến rũ, nhưng lại mất đi vài phần vũ mị trong quá khứ. Trương Dương phát hiện Tô Tiểu Hồng từ sau khi trải qua chuyện của Hồng Vĩ Cơ, cả người cô ta phát sinh thay đổi rất lớn. Trương Dương hôm nay sở dĩ tới gặp cô ta, là lo lắng chuyện của Phương Văn Nam sẽ tạo thành đả kích đối với cô ta, nhưng khi nhìn thấy TH, phát hiện Tô Tiểu Hồng so với tưởng tượng của hắn thì còn bình tĩnh hơn nhiều. Tô Tiểu Hồng và Trương Dương chạm cốc, nói cảm ơn cậu đã tới thăm tôi. Trương Dương mỉm cười, nói tôi vốn cho rằng chị sẽ rất không vui, thậm chí còn có chút trầm uất. Có điều hiện tại xem ra sự lo lắng của tôi là thừa rồi. Tô Tiểu Hồng nói, tôi quả thật có chút không vui, nhưng sẽ không bởi vì vậy mà trầm uất. Giữa tôi và Phương Văn Nam đã là quá khứ rồi, tôi từng rất yêu anh ta, cũng từng hận anh ta. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, tôi đột nhiên phát hiện mình đã không còn bất kỳ cảm giác gì với anh ta nữa rồi, không hận cũng không yêu, có phải là rất kỳ quái không? Trương Dương gật đầu, nói có thể là chị thật sự đã nghĩ thông rồi. Cũng có lẽ là đã hiểu rõ Hồng Trần, hoặc có thể là di tình biệt luyến. Tô Tiểu Hồng cười cười, cô ta nhấp một ngụm rượu vang, tôi là một nữ nhân tham hư vinh, bảo tôi hiểu rõ Hồng Trần thì căn bản là chuyện không thể. Vậy thì là cái sau rồi. Tô Tiểu Hồng nói, tình cảm đối với tôi mà nói là một chuyện rất xa xỉ, tôi nghĩ, tôi đã xa rời với tình cảm rồi. Trương Dương cười nói, thật sự là có thể làm được vậy ư. Tô Tiểu Hồng, cậu không sợ thôi sẽ thích cậu à? Trương Dương nói, chị Hồng, vậy thì cũng phải hai bên tình nguyện chứ. Tô Tiểu Hồng trợn mắt lườm hắn, nói thằng nhóc thối tha, cậu tuy rất xuất sắc, nhưng lại không phải là kiểu mẫu trong lòng tôi. Vậy chị thích loại nào? Thành thục, ổn trọng, rộng rãi, đội lượng. Hình như chị đang nói tôi đấy. Tô Tiểu Hồng cười khúc khích, Trương Dương à Trương Dương, trên thế giới này nếu cậu nhận mặt dày số 2 thì không ai dám nhận số 1 đâu. Trương Dương nói, có loại bạn bè mặt dày như tôi cũng là chuyện tốt, ít nhất thì lúc phiền não có thể nghe chị dốc bầu tâm sự. Tô Tiểu Hồng nói, cậu rất biết nói chuyện, rất hiểu lòng người ta, cho nên mới có nhiều cô gái thật lòng với cậu như vậy. Đâu phải nhiều như vậy đâu, tôi là một cán bộ quốc gia, chị Hồng, chị nói chuyện chú ý tới ảnh hưởng chút có được không? Tô Tiểu Hồng nói, nếu muốn người ta không biết thì trừ phi không làm, có muốn nghe truyền thuyết của Trương Đại Quan Nhân ở Giang Thành không? Tôi không nghe đâu, cái đó, không có chuyện gì làm thì nghe tin tức Giang Thành đi, xem dư luận đánh giá thế nào về tôi. Một đảng viên ưu tú, một cán bộ quốc gia can đảm, một thanh niên tốt xả thân cứu người, trong tin tức mà đài truyền Giang Thành phát ra chính là đánh giá như vậy về Trương Dương. Trương Dương một mình ngồi trong nhà gỗ xem TV, nghe thấy đoạn này lẽ ra phải rất vui, nhưng càng nghe càng thấy nhàm, bèn lẩm bẩm, mình sao nghe thấy cái này giống Điếu Văn thế nhỉ? Con mẹ nó! Tin tức do ai viết vậy? Cố Giai Đồng và Hồ Nhân Như đều ra ngoài công tác, bên cạnh Trương Dương đột nhiên vắng bóng người, hắn tắt TV, cầm điện thoại lên gọi Hải Lan đang ở Macau, đang làm tiết mục về du lịch, nhận được điện thoại của Trương Dương thì vui mừng vô cùng, Trương Dương, em đang ở Macau. Ở Sòng Bạc à, chơi vui không? Lúc nào thì dẫn anh tới đó tham quan? Hải Lan cười nói, với tính khí không chịu ngồi yên của anh thì quên đi, anh tới Macau chỉ tổ gây thêm chuyện. Tết năm nay có về không? Sao, nhớ em à? Giọng nói của Hải Lan đột nhiên hạ thấp xuống. Đương nhiên. Hải Lan nói, chắc là không thể về đón Tết đâu. Có điều, em sẽ về nước trước thời hạn để làm chuyên đề phong tục tập quán dân tộc. Em và nhà bội sẽ về cùng nhau. Trương Dương nói, được, em về thì tốt, anh đang có chuyện muốn bàn với em. Hải Lan nói, anh cũng có chuyện muốn bàn với em ư. Hai người thủ thì nói chuyện tình yêu. Trương Dương không biết lúc nào thì mơ màng ngủ mất, lúc tỉnh lại thì phát hiện đã sáng rồi, hắn nhớ hôm nay Kim Thượng Nguyên muốn tới khu phát triển ký hợp đồng chính thức với chính phủ, nhìn đồng hồ thì không ngờ đã 9 giờ rồi, hắn vội vàng tắm rửa rồi lái xe tới khu phát triển, khi tới nơi thì hợp đồng đã ký xong rồi, để tỏ ý coi trọng hợp tác lần này, đại thị trưởng Tả Viên Chiêu đặc biệt tới nơi đại biểu Giang Thành ký hợp đồng.
Phó thị trưởng chủ quản công nghiệp Nghiêm Tân Kiến cười nói với Trương Dương, sao giờ mới tới? Trương Dương cười cười xấu hổ, tôi không cẩn thận ngủ quên mất. Tới hiện tại hắn mới nhớ ra, mình sở dĩ ngủ quên là bởi vì hôm qua tốn quá nhiều nội lực để cứu Thời Duy, người ta dẫu sao cũng không phải là sắt. Lúc Tả Viên Chiêu và Kim Thượng Nguyên bắt tay nhau thì hiện trường vang lên tiếng vỗ tay, tiểu thư Lễ Nghi cầm rượu lên, hai người cầm chén rượu định chạm cốc thì hiện trường đột nhiên mất điện, cả phòng hội nghị lập tức chìm vào bóng tối, sắc trời bên ngoài vốn âm u, ánh sáng bên trong rất ít, sắc mặt của Kim Thượng Nguyên lập tức biến thành khó coi, đám lãnh đạo Giang Thành lấy Tả Viên Chiêu làm chủ cũng tỏ vẻ xấu hổ, cục cung cấp điện làm cái trò gì vậy? Vào thời khắc quan trọng như thế này không ngờ lại mất điện. Có điều hợp đồng hôm nay dẫu sao cũng ký xong rồi, Tả Viên Chiêu tràn đầy phong độ đại tướng chạm cốc với Kim Thượng Nguyên, mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Cùng nhau phát triển. Kim Thượng Nguyên hờ hững nói, điện của khu phát triển hình như không được tốt lắm. Đúng lúc nói chuyện thì lại có điện. Chủ nhiệm quản ủy hội khu phát triển Tiếu Minh chán đầy mồ hôi, y cười cười giải thích đứt cầu giao ấy mà. Vừa dứt lời thì đèn lại tắt. Tả Viên Chiêu trừng mắt lườm Tiếu Minh một cái, Tiếu Minh cũng dở khóc dở cười. Cục điện lực ăn hại. Kim Thượng Nguyên nhấp một ngụm rượu, mỉm cười nói, hy vọng sau này hợp tác vui vẻ. Có điều hy vọng thị trưởng đại nhân có thể quản lý tốt tình huống cung cấp điện. Tiễn khách thương Hàn Quốc đi xong, nộ hỏa kìm nén một hồi lâu của Tả Viên Chiêu cuối cùng cũng được phát tiết, ông ta gầm lên tức giận, làm cái gì? Sớm không mất muộn không mất, lại mất đúng vào lúc này. Chủ nhiệm quản ủy hội khu phát triển Tiếu Minh ở trước mặt nhiều người như vậy bị Tả Viên Chiêu mắng. Mặt mày quẫn bước tới đỏ bừng, y giải thích tôi lát nữa sẽ hỏi cục cung cấp điện. Tả Viên Chiêu nói, tôi mặc kệ, khu phát triển có nhiều xí nghiệp công nghiệp như vậy, nhà ai mất điện cũng sẽ chịu tổn thất, cục cung cấp điện bọn họ có phụ trách bồi thường không? Anh lập tức đi giải quyết chuyện này cho tôi. Thị trưởng Tả, hệ thống điện lực là đơn vị đặc thù. Tả Viên Chiêu thực sự bị chọc giận rồi, đơn vị đặc thù thì sao? Đúng là bọn họ thuộc cục điện lực tỉnh. Nhưng bọn họ không phải là ở trên địa bàn Giang Thành của chúng ta ư. Ở trên địa bàn của chúng ta thì phải phục tùng sự quản lý của chúng ta. Tả Viên Chiêu nói xong những lời này thì giận dữ rời khỏi hội trường. Tiếu Minh đứng ngây ra đó, Trương Dương và Nghiêm Tân Kiến nhìn y với ánh mắt đồng tình. Tiếu Minh ngây ngốc cả nửa ngày, mới thở dài nói, mâu thuẫn giữa chúng ta và bộ môn điện lực trước giờ vẫn chưa được giải quyết. Cục điện lực tỉnh lúc khởi công ở khu phát triển. Lại bảo chính phủ thành phố Giang Thành chúng ta bỏ vốn khai phá nhà máy điện và lưới phát điện mới ở khu phát triển, nếu không thì sẽ không đưa khu phát triển chúng ta vào trong kế hoạch cung ứng điện lực, về sau chính phủ tỉnh gây áp lực họ mới chịu phối hợp với chính phủ thành phố chúng ta. Chuyện này mới không được nhắc đến nữa. Nhưng gần đây sau khi đổi cục trưởng, điện của khu phát triển lại bắt đầu biến thành không bình thường, bọn họ 3 ngày thì 2 lần kéo cầu giao, cái đám đó cho rằng có tỉnh lý che chở thì họ căn bản không để chúng ta vào mắt. Thậm chí còn quên cả đang ở trên đất nhà ai. Nghiêm Tân Kiến nói, thế đi nói chuyện tử tế với họ đi, liên quan tới sản xuất của khu phát triển thì không nói chơi được đâu, ít nhất thì bọn họ cũng không được ngang nhiên cắt điện của xí nghiệp nhà máy, nếu không tổn thất sẽ lớn lắm. Tiếu Minh cười khổ lắc đầu, nói thì dễ nhưng khi thật sự bàn bạc thì không biết phải đối diện với bao nhiêu vấn đề. Tuy vấn đề của Giang Thành rất nhiều, nhưng không làm lay động quyết tâm đặt cơ sở sản xuất của tập đoàn Lam Tinh ở Giang Thành của Kim Thượng Nguyên, điều kiện của chính phủ thành phố Giang Thành rất có thành ý. Hơn nữa Kim Thượng Nguyên đã tính toán giá thành, sự mạo hiểm khi đặt cơ sở sản xuất ở Giang Thành là ít nhất. Kim Thượng Nguyên trong lòng rất mãn ý, nhưng vẻ ngoài thì lại không để lộ ra nhiều, còn đặc biệt liệt ra 5 ý kiến thông qua Trương Dương trình lên chính phủ thành phố Giang Thành. Trương Dương và Phó Thị trưởng Chủ quản Công nghiệp Nghiêm Tân Kiến cùng nhau tiễn Kim Thượng Nguyên ra sân bay. Kim Thượng Nguyên phải bay tới Bắc Kinh, sau đó vòng tới Hán Thành, Kim Thượng Nguyên nói, một thành phố lớn như Giang Thành, mà sân bay và vị trí nội thành lại quá xa nhau, tuyến quốc tế cũng ít. Trương Dương nói, vấn đề mà Kim Tiên Sinh đề xuất đang được cải thiện, kế hoạch xây sân bay mới của thành phố Giang Thành đã được đề xuất, chỉ cần bộ môn bên trên phê chuẩn là có thể khởi công. Nghiêm Tân Kiến hơi ngây ra, sao mình chưa nghe tới chuyện này nhỉ? Chẳng lẽ Trương Dương có tin tức bên trong? Y không biết Trương Dương ăn nói ba hoa, công trình xây sân bay mới đến chữ bát còn chưa phẩy, cũng chỉ có hắn mới dám nói những lời như vậy. Trương Dương trong lòng vốn chỉ muốn để cho cây gậy già này an tâm, còn sân bay mới dẫu sao cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai là xây xong. Kim Mẫn Nhi nhận lấy túi ra từ trong tay Trương Dương, mỉm cười nói, có cơ hội thì tới Hàn Quốc chơi né, tôi dẫn anh đi trượt tuyết. Công việc bề bộn, có lẽ là khó mà dứt ra được,
đợi năm sau đi. Kim Mẫn Nhi gật đầu. Trương Dương nói, ở Hàn Quốc chán thì tới đây chơi nhé, Giang Thành còn có nhiều chỗ đáng để du ngoạn lắm. Núi Thanh Đài tôi cũng chưa được đi, lần sau lúc tôi tới, anh nhất định phải dẫn tôi đi tham quan núi Thanh Đài đó. Không có vấn đề gì. Kim Thượng Nguyên cũng chủ động bắt tay Trương Dương, y cười nói, chủ nhiệm Trương tuổi trẻ đầy hứa hẹn, Trung Quốc có dạng cán bộ như các anh, cải cách mở cửa nhất định sẽ giành được đại thành công. Trương Dương nói, tôi giờ cũng không cần phải khách khí với Kim Tiên Sinh nữa, dẫu sao thì chúng ta cũng đã ký hợp đồng rồi, sau này khẳng định sẽ thường qua lại. Kim Thượng Nguyên gật đầu, đoàn người đi vào trong sân bay, Kim Mẫn Nhi đi được mấy bước lại quay đầu lại, vẫy vẫy tay với Trương Dương, trong mắt lộ ra vẻ quyến luyến không nỡ rời xa. Chương 269, Huệ Mỹ đồng hành. Trương Dương dũng cảm cứu đứa nhỏ bị rơi xuống nước trở thành một sự kiện được lên khắp các mặt báo ở Giang Thành. Người nhà của đám nhỏ tới tận phòng chiêu thương để biểu thị lòng biết ơn đối với hắn, Trương Đại Quan Nhân tự nhiên lại phải nhận vinh quang thêm một lần nữa. Thời Duy cũng đi tới phòng chiêu thương, ngày hôm nay, cô ta mặc một bộ quân phục, mang giày dã chiến, đội mũ lưỡi chai. Lúc đi vào phòng làm việc của Trương Dương thì hắn đang làm việc cùng Thường Lăng Phong, Thường Lăng Phong thấy Thời Duy tới liền đứng dậy cáo từ. Thời Duy ngồi đối diện với Trương Dương, phát hiện ánh mắt hắn có chút quái dị. Cô ta không nhìn được bèn hỏi, sao lại nhìn tôi như vậy? Trương Dương cười nói, mũ đẹp quá nhỉ? Thời Duy trừng mắt liếc hắn. Trương Dương nói, lần sau mặc thế này đứng có đứng trước xe tôi nhé. Vì sao? Mắt tôi kém, sợ rằng tưởng nhìn thấy đèn xanh là cứ thế đi tới. Hỗn đản! Tôi bảo này cô bé, đừng có thô tục thế chứ. Thời Duy đáp lại, anh mới thô tục, cái gì qua miệng anh cũng đều sặc mùi thối cả. Trương Dương vui vẻ hớn hở nói, cái gì? Mọi chuyện tôi nói đều rõ ràng trong sáng mà. Hôm nay tới tìm tôi có việc gì vậy? Thời Duy nói, tuy rằng anh cũng chẳng giúp gì được cho tôi, nhưng tôi lại chẳng thích thiếu nhân tình của ai bao giờ. Tôi tới mời anh đi ăn cơm. Trương Dương tủm tỉm cười, thực sự là chẳng có sáng tạo gì, muốn cảm tạ thì thiếu gì cách. Ánh mắt của hắn bắt đầu có chút đen tối. Thời Duy lập tức ý thức được nói, đừng mơ tưởng chiếm tiện nghi tôi. Trương Đại Quan Nhân không khỏi nhức đầu, trong những nữ nhân mà hắn tiếp xúc, Thời Duy đúng là người thẳng thắn nhất, đó là nói dễ nghe, còn không thì là cứng nhắc, bất quá đây cũng vẫn là ưu điểm của cô ta, nói cái gì cũng đều thể hiện qua nét mặt cả. Trương Dương nói, tôi vừa mới nói cô thô tục xong, y như rằng không có sai mà. Đầu óc cô lại bắt đầu suy nghĩ bậy bạ rồi, tôi mà như vậy sao? Tôi là một cán bộ quốc gia, một đảng viên, một thanh niên ưu tú của tỉnh Bình Hải. Tôi là loại người THC chiếm tiện nghi của cô sao? Thời Duy không ngờ lại nói, làm sao biết được, họa hổ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Vẽ hổ chỉ vẽ được da chứ sao vẽ được xương, biết người chỉ biết mặt sao biết được lòng. Trương Dương cười nói, cô đối với chân diện mục của tôi nhận thức đúng là rõ ràng thật. Đó là đương nhiên. Trương Dương nói, cô nói đúng, kỳ thực tôi đúng là có chút thích cô nên tránh xa một chút. Cẩn thận có ngày thú tính của tôi lại nổi lên, không kiềm chế được bản thân, làm ra cái việc táng tận lương tâm, đến lúc đó, hối hận cũng đã muộn đó. Đôi mắt của Thời Duy trừng lên nhìn hắn, tôi sợ anh chắc. Tôi là sắc lang, tôi là lưu manh đó. Thời Duy cười, chẳng phải anh vừa nói anh là cán bộ quốc gia, anh là đảng viên ư. Vì thế nên tôi không cần phải sợ. Nhà đầu này, tôi thực không biết nên khen cô thông minh hay chê cô ngu xuẩn đây. Thời Duy nói, đi thôi, tôi mời anh ăn cơm. Trương Dương nói, hôm nay không được rồi. Này anh đừng có lên mặt thế chứ, có phải tôi cất công tới đây mời nên anh làm hàng không? Trương Dương nói, thực sự là không phải, tôi có việc phải làm, công trình đường vòng tròn 3 thông xe. Lãnh đạo giao cho tôi phải tới Đông Giang mời Tống Chủ tịch xuống tham dự lễ cắt băng khánh thành. Nếu như không phải bận tiếp đãi Kim Thượng Nguyên, giờ này tôi đã ở Đông Giang rồi. Có cần phải phiền phức như thế không? Gọi điện là được rồi mà. Trương Dương bật cười, tiểu thư ơi, người ta là chủ tịch tỉnh Bình Hải đó. Cô gọi một cuộc điện thoại mời được người ta sao? Với lại tôi đi cùng phó thị trưởng Viên. Thời Duy nói, tôi đưa anh đi. Trương Dương nói, người thật thà thì đợi tôi quay về thì mở tiệc tẩy trần cho tôi vậy. Thời Duy gật đầu, sau đó cáo từ rồi ly khai. Trương Dương không có lừa cô ta. Công trình đường vòng tròn 3 của Giang Thành sắp thông xe, thường ủy thông qua thảo luận quyết định mời Chủ tịch tỉnh Bình Hải Tống Hoài Minh tới tham dự lễ cắt băng khánh thành. Thượng cấp cần hạ cấp làm chuyện gì, chỉ cần một cuộc điện thoại là đủ,
nhưng hạ cấp thì ngược lại. Muốn đưa ra lời mời, cần phải tới tận nơi mời mọc chính thức. Phụ trách nhiệm vụ lần này là Trương Dương, bằng vào quan hệ giữa hắn và Tống Hoài Minh, mời tới Cát Băng Khánh Thành hẳn là không việc gì. Thế nhưng dù sao cũng là mời chủ tịch một tỉnh, trên danh nghĩa mà để một cán bộ cấp phó ban thực hiện hết thì có phần hơi không phải phép, chính vì thế nên Viên Thành Tích được tới làm nền. Ngoài ra bí thư tỉnh ủy Cố Duẫn Chi dù biết chắc chắn là không tới nhưng vẫn phải mời. Trương Dương và Viên Thành Tích quá khứ quan hệ vốn không tốt lắm, xuất phát là từ mâu thuẫn của Trương Dương và nhi tử của hắn là Viên Lập Ba. Viên Thành Tích trước giờ vẫn không nói gì, biểu hiện đối với Trương Dương thậm chí còn khách khí. Nhưng trong nội tâm thì cũng không dễ chịu gì, bất quá y cũng không có ý định trả thù, y đối với bối cảnh của Trương Dương rất rõ ràng, cho dù là có bất mãn thì cũng chỉ có thể để dưới đáy lòng. Trương Dương cũng không ưa Viên Thành Tích, Viên Thành Tích là phó thị trưởng chủ quản về nông nghiệp, Trương Dương phụ trách phòng chiều thương, nên không có nhiều khi giáp mặt nhau lúc công tác. Nhưng Trương Dương đối với hai đứa con trai của Viên Thành Tích thì rất phản cảm. Viên Thành Tích sống cũng không phải là cường thế gì, tuy rằng là trong thường ủy, thế nhưng y trước giờ vẫn không hề có thành tích công tác gì. Trương Dương cũng không dự định đồng hành cùng Viên Thành Tích, cho nên Trương Dương không có đi xe công mà nói có việc riêng sẽ tới sau. Hai người hẹn sáng hôm sau gặp mặt ở Đông Giang cùng đi tới chỗ Tống Hoài Minh. Trương Dương ngồi ăn ở quán đối diện tòa nhà thị chính, sau khi ăn xong, hắn lên xe chuẩn bị rời đi. Lúc này nhận được điện thoại của Thời Duy, không đợi cô ta lên tiếng, hắn nói luôn, tôi ăn xong rồi, chờ tôi từ Đông Giang về đi. Thời Duy nói, anh đang ở đâu rồi? Tôi và chị họ tôi muốn đi nhờ xe anh. Trương Dương mỉm cười, thật hả? Thời Duy nói, vốn là chị tôi ngày mai định tới Đông Giang, nhưng nghe nói anh cũng đi, nên quyết định đi cùng anh luôn, đỡ phải lái xe. Trương Dương suy nghĩ một chút, trên đường đi có hai mỹ nữ đồng hành thì không cần phải bàn, hắn hỏi địa điểm Thời Duy và Kiều Mộng Viện đang đứng, sau đó chạy xe tới đón hai chị em họ, lúc ra khỏi thành phố thì cũng là lúc màn đêm buông xuống. Kiều Mộng Viện và Thời Duy ngồi phía sau, Kiều Mộng Viện nói, không gian xe Jeep rộng thật, ngồi rất thoải mái. Trương Dương hỏi, cô hình như mới từ Đông Giang về mà. Sao đã đi ngay rồi? Kiều Mộng Viện nói, một trong những nhà đầu tư của Hối Thông là Ngũ Đức Tiên Sinh ngày mai sẽ tới Đông Giang, Gia Dũng lại đi Bắc Kinh rồi, cho nên tôi phải tới gặp Ngũ Đức Tiên Sinh, thuận tiện hội báo tình hình cho ông ấy. Sao ông ấy không trực tiếp tới? Kiều Mộng Viện nói, việc làm ăn nào có dễ thế, người ta đã chi tiền, chúng tôi tự nhiên phải nỗ lực một chút để phụ trách chứ. Thời Duy nói, anh rể cũng có bản lĩnh thật, có thể khiến nhiều người ngoài nghề như thế tình nguyện bỏ tiền. Trương Dương cười, người ta bỏ tiền là bởi người ta nhìn chúng kết quả, trong thiên hạ không có kẻ nhiều tiền mà lại ngu si đâu. Kiều Mộng Viện nói, cũng không hẳn là thế, chúng ta trước giờ vẫn để sướng tinh thần lôi phong. Hơn nữa, lúc anh nhảy xuống hồ nước cứu mấy đứa trẻ cùng Thời Duy thì anh có nghĩ tới sự hồi báo hay không? Trương Dương ra bộ suy nghĩ rồi nói, bọn trẻ thì không, nhưng với Thời Duy thì thực sự là động cơ tôi không đơn thuần như thế. Tuy rằng biết hắn nói đùa nhưng Thời Duy vẫn không khỏi ngượng đỏ cả mặt, xuất thủ đánh Trương Dương một cái rõ mạnh vào gáy. Kiều Mộng Viện nói, Trương Dương, sao anh cứ hay cợt nhả thế nhỉ, so với lúc anh làm việc cứ như hai người khác nhau vậy. Trương Dương nói, hay nói như vậy chưa chắc đã là xấu, những kẻ miệng đầy nhân nghĩa chắc gì đã là người tốt. Trên đời này bất luận sự tình gì cũng không thể nhìn mặt ngoài, vừa nói tới đây, bỗng nhiên cảm giác được xe trầm xuống, sau đó là sóc nảy kịch liệt. Trương Dương biết là lốp xe bị hỏng, hắn giữ chắc tay lái, giảm tốc độ và đạp phanh, chiếc xe kéo lê gần 100 mét mới dừng hẳn lại được. Trương Dương bảo hai cô ta ngồi lại trên xe, rồi xuống xe xem tình hình. Cả hai lốp xe trước sau phía bên trái đều bị hỏng, đều là do đinh dài đâm vào, hơn nữa không phải một cái. Kiều Mộng Viện cũng xuống dưới nhìn nói, nghiêm trọng rồi. Thời Duy nhìn chung quanh đều là một màu tối đen cả, vào cái khoảng thời gian này mà bị thủng lốp xe thì quả thực là một điều rất không may mắn. Phát hiện trên mặt đường có không ít đinh sắt, cô ta xoay người nói với Trương Dương A, hình như là có người cố ý giải đinh trên đường. Trương Dương đá cái lốp xe một cái. Trong lòng không khỏi cảm thấy một trận tức tối. Thật không hiểu có kẻ nào lại thiếu đạo đức như thế, không ngờ có thể làm ra cái việc như thế nào, giả như người khác phóng nhanh, không làm chủ được tay lái thì có phải là xảy ra tai nạn thương tâm rồi không? Kiều Mộng Viện lãnh tĩnh nói, mấy cái đinh này không thể vô duyên vô cớ ở chỗ này. Không lâu sau có một chiếc ô tô từ phía sau đi tới, ba gã nam tử nhảy ra hỏi, hỏng lốp hả? Trương Dương gật đầu, bao nhiêu tiền?
100 một lốp. Cướp tiền a, Thời Duy cả giận, cô ta cũng đoán gần như chắc chắn những kẻ này là kẻ giải đinh. Trương Dương lãnh tĩnh nói, cả xăm lẫn lốp, hai bánh 200. Lấy thủ lao trước. Trương Dương cũng không có do dự, mở ví rút ra 200 đưa ra. Kiều Mộng Viện nhìn Trương Dương, cô ta tuy rằng tiếp xúc với Trương Dương không nhiều, nhưng cô ta cũng biết hắn không đơn giản. 200 tệ chỉ là trước hết để sửa lốp xe. Ba gã nam tử bắt đầu công việc, rất nhanh đã sửa xong cả hai lốp xe. Đếch chuẩn bị ly khai thì Trương Dương nói, mấy cái đinh này là của các anh. Ba gã nam tử lạnh lùng liếc mắt, biết đây là nơi nào không? Không, đây là huyện Phong Trạch. Trương Dương đương nhiên biết đây là nơi nào, huyện Phong Trạch, một trong những huyện lớn của Giang Thành, cũng là huyện có diện tích lớn nhất, thu nhập kinh tế khá cao. Trương Dương nói, Phong Trạch thì sao? Tới Phong Trạch thì thành thật một chút, cẩn thận cái mồm, ít gây sự đi. Trương Dương mỉm cười, người Phong Trạch thế nào lại vênh váo thế? Nếu dám làm lại không dám nhận sao? Một kẻ vênh váo lên nói, không sai, đinh là tao trải đó, thì làm sao? Trương Dương nhấc chân đạp một cái, tên tiểu tử vừa nói bay xa hơn 5 thước, hai tên khác thấy tình thế như vậy, cũng vội vàng chạy tới cầm đồ dụng cụ sửa xe, định tấn công Trương Dương. Trương đại quan nhân lại tiếp tục xuất hai cước khiến cho hai gã ngã lăn ra trên mặt đất. Thời Duy cũng tiến lên hỗ trợ, cô ta xuất thân gia đình quân nhân, học qua không ít võ công, đối phó với mấy tên lưu manh này hẳn không vấn đề. Ba gã ngã lăn lộn trên mặt đất bị Thời Duy bồi thêm cho mấy cước. Trương Dương lạnh lùng nói, tôi thật chẳng muốn dây dưa với các anh, nhưng mà các anh cũng quá vênh váo. Đã làm ra cái chuyện thất đức như vậy, lại còn hung hăng. Các anh kiếm tiền bằng cách hại người khác như thế không sợ giảm thọ sao? Kiều Mộng Viện nói, quên đi, người như thế không nên quan tâm tới làm gì. Trương Dương nói, vẫn chưa xong. Hắn chỉ vào mặt một trong ba tên, trả lại tiền cho tôi, và dọn sạch tất cả đinh các anh trải trên đoạn đường này. Nhớ cho kỹ, các ngươi còn dám làm như vậy nữa, nếu để tôi bắt được thì tôi tuyệt sẽ không bỏ qua đâu. Mấy tên bị Trương Dương đánh cho rõ đau, khúm núm sợ hãi, trong quan niệm vốn có của Trương đại quan nhân, nắm tay cũng là một công cụ tối ưu để xử lý rất nhiều việc. Trương Dương còn lấy chứng minh thư của bọn chúng, chuyện này cũng là một vấn đề phải đề phòng trước. Công đường vòng tròn ba sắp thông xe, không ngờ ở Phong Trạch lại có sự tình như thế này. Nếu như trong chuyến đi của các vị quan chức tỉnh mà gặp phải sự tình như thế chẳng phải là sẽ vô cùng nghiêm trọng sao? Mất một thời gian dài như thế, bọn họ tới Đông Giang đã là hơn 10 giờ, Kiều Mộng Viện ở Đông Giang cũng có một căn biệt thự ở gần công viên Hoa Hồng thuộc khu vực Hồ Huyền Thanh. Lại nói tiếp, chỗ này là do Lương Thành Long mua giúp, bởi vì trang bị đã hoàn thành nên có thể ở luôn được. Trương Dương đưa hai chị em tới đó rồi mỉm cười nói, tôi đi đây, còn phải tìm chỗ nghỉ. Kỳ thực thì hắn đã liên lạc với Cố Giai Đồng, hiện tại có lẽ Giai Đồng đã đang chờ hắn rồi. Thời Duy nói, hay là người cứ ở lại đi cũng được, dù sao cũng nhiều phòng mà, cô ta nói rất thiếu suy nghĩ, bị Kiều Mộng Viện nhẹ đẩy một cái. Trương Dương cười nói, thôi, cô đừng có dẫn sói vào nhà. Nói xong hắn lái xe rời đi. Kiều Mộng Viện nhìn xe Trương Dương rời đi rồi nói với Thời Duy, em cũng thật là thiếu suy nghĩ, chúng ta là hai nữ nhân, thế nào lại để hắn ở lại được. Thời Duy nói, cũng chẳng phải là ở cùng nhau, lo cái gì. Kiều Mông Viên đối với cô em họ này thực sự là không còn gì để nói. Cô ta đang định gọi điện cho Hứa Gia Dũng thì không thấy điện thoại đâu, nghĩ một chút thì 10 phần là đã để quên trên xe của Trương Dương. Điện thoại vang lên tiếng chuông, Trương Dương cầm điện thoại nghe máy, alo. Đối phương trầm mặc không nói gì, Trương Dương lại alo một tiếng, nhưng vẫn không hề có đáp lại, hắn nhịn không được mắng một tiếng, có bệnh à. Gọi điện tới lại không nói là sao. Đối phương thẳng thắn cúp máy. Trương Dương cất điện thoại đi, lúc này tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này là Kiều Mộng Viện gọi tới. Trương Dương lúc này mới minh bạch là mình đang cầm điện thoại của Kiều Mộng Viện, vì điện thoại hai người giống nhau, hơn nữa trời lại tối nên vừa rồi hắn không có nhận ra là đã nghe máy của Kiều Mộng Viện. Nhớ tới cuộc gọi vừa nãy, Trương Dương đoán chắc là do Hứa Gia Dũng gọi tới. Trương Dương quay xe trở lại đưa trả điện thoại cho Kiều Mộng Viện. Đồng thời đem sự tình vừa rồi nói lại cho Kiều Mộng Viện, hắn không muốn để cho người khác nghĩ rằng bản thân mình bụng dạ khó lường. Nếu như vừa rồi hắn biết là điện thoại của Kiều Mộng Viện thì nhất định hắn sẽ không nghe máy. Kiều Mộng Viện chờ Trương Dương đi rồi mới nhìn điện thoại một chút, vừa rồi đúng là Hứa Gia Dũng gọi tới, cô ta liền lập tức gọi lại cho hắn. Thanh âm của Hứa Gia Dũng lạnh lùng, em và Trương Dương ở chung một chỗ à?
đã nói với anh từ trước rồi, em và Thời Duy đi nhờ xe hắn từ Giang Thành tới Đông Giang. Xe đâu không đi, sao lại phải đi xe hắn làm gì? Kiều Mộng Viện nói, Gia Dũng, chỉ là vừa rồi tôi để quên điện thoại trên xe hắn mà thôi. Trùng hợp thật à? Ngươi có ý tứ gì? Kiều Mộng Viện cũng không khỏi có chút tức giận. Chẳng có ý gì, hắn biết đó là điện thoại của cô nhưng vẫn cố ý nghe máy là để cho tôi biết rằng cô đang ở cùng một chỗ với hắn. Kiều Mộng Viện cả giận, Gia Dũng, anh hoài nghi em. Hứa Gia Dũng nói, không dám, tôi làm sao mà dám hoài nghi cô. Kiều Mộng Viện giận dữ cúp máy, Thời Duy thấy sắc mặt cô ta bất thiện liền cẩn thận hỏi, chị họ, sao thế? Không có gì cả. Cố Giai Đồng ôm thân thể của Trương Dương, hai người đang ngầm mình trong làn nước ấm áp, Cố Giai Đồng ôn nhu nói, có mệt hay không? Trương Dương lắc đầu nói, cha em có thật là không muốn đi không? Trương Dương suy nghĩ rất chu đáo, lần này công trình đường vòng tròn 3 thông xe, mời Chủ tịch tỉnh Tống Hoài Minh tới cắt băng Khánh Thành, không biết trong nội tâm Cố Duẫn Chi có khó chịu hay không. Cố Giai Đồng nói, em đã nói qua chuyện này với cha, ông không có ý tứ gì, có điều anh cứ tới gặp cha em là hay nhất. Trương Dương nói thật, hiện tại anh hơi sợ cha em. Cố Giai Đồng cười nói, sao mà sợ? Dù sao cha em cũng biết mối quan hệ của chúng ta, anh sợ cha có ý kiến. Cố Giai Đồng nói, chúng ta rất ít khi công khai gặp mặt, cha không biết, hơn nữa gần đây cha cũng không hề hỏi gì. Trương Dương lại nói, cha em quá lợi hại, anh ở trước mặt ông ấy luôn có cảm giác mất tự tin. Cố Giai Đồng bật cười khanh khách. Trương Dương xoay người lại nói, anh phải trả thù, dồn hết lên người con gái của ông ấy. Cố Giai Đồng đỏ mặt nói, đã sớm biết anh sẽ thế mà. Trương Dương hôn lên đôi môi non mềm một cái. Cố Giai Đồng chủ động mở miệng. Dâng lên cái lưỡi thơm tho. Hai người triền miên ân ái trong bồn tắm một hồi lâu mới tách rời nhau ra, Cố Giai Đồng thở hổn hển nói, ngày mai em không thể đi với anh được, em phải đi Bắc Kinh, ngày mai tòa tuyên án vụ của Minh Kiện. Trương Dương quan tâm hỏi, thế nào? Không có vấn đề gì lớn, một năm thôi, cha em nói không cần phải kháng án. Cố Duẫn Chi ngồi trong phòng làm việc ở nhà tiếp Trương Dương lần này tới mang theo biếu Cố Duẫn Chi một bộ trà cụ. Cũng không phải là thứ gì cao sang, bất quá tạo hình rất đặc biệt. Cố Doãn Chi cũng không khách khí với hắn, ở ngay trước mặt hắn bóc vỏ ra, dám thưởng bộ đồ trà một lát, lúc nhìn chữ ở đáy chén, bí thư Cố không thể không đeo kính lão, lúc nhìn xong thì bỏ bộ đồ trà xuống, ông ta không khỏi cảm thán, già rồi. Trương Dương cười nói, bí thư Cố thân thể thân tốt, từ già thật sự là không đúng với ông. Cố Doãn Chi chỉ mũi Trương Dương, nói, thôi đừng có vỗ mông ngựa tôi nữa. Lần này tới Đông Giang để làm gì? Trương Dương lúc này mới nói ra chuyện mời ông ta và Tống Hoài Minh tới cắt băng Khánh Thành, tuy biết rằng Cố Doãn Chi chắc chắn sẽ không đi, nhưng vẫn ở trước mặt ông ta đề xuất lời mời. Cố Doãn Chi nói, không có thời gian, hai người chúng tôi không thể đồng thời đi được, vả lại, tôi lúc trước đã tới Giang Thành vào lễ phục Dương rồi, lần này để tỉnh trưởng Tống đi đi. Trương Dương cũng không tiếp tục miễn cưỡng. Cố Doãn Chi nói, Trương Dương, tôi nghe nói cơ sở sản xuất của tập đoàn Lam Tinh Hàn Quốc sẽ đặt ở Giang Thành phải không? Sức ảnh hưởng của tập đoàn Lam Tinh vẫn rất lớn, ngay cả Cố Doãn Chi cũng biết đến chuyện này. Trương Dương gật đầu, nói, không sai, bọn họ khảo sát mấy nơi, sau khi so sánh tổng hợp vẫn cho rằng xây dựng cơ sở sản xuất ở Giang Thành là thích hợp nhất. Cố Doãn Chi nói, tôi sao nghe nói chuyện này có sự tham gia của Kiều Mộng Viện? Trương Dương không nói gì, dẫu sao Cố Doãn Chi cũng là sự thật. Nếu không có Kiều Mộng Viện giúp đỡ, Kim Thượng Nguyên sẽ không đáp ứng đầu tư ở Giang Thành một cách thống khoái như vậy. Cố Doãn Chi nói, cơ sở sản xuất của Lam Tinh đặt ở Giang Thành là một chuyện tốt, nhưng các cậu lần này cạnh tranh với Đông Giang thật sự là không được hay lắm. Trương Dương nói rất trực tiếp, bí thư Cố, đại cục quan của chúng tôi đương nhiên không thể bằng được ông, cái mà ông nhìn là cả tỉnh Bình Hải này, còn chúng tôi thì là lợi ích của thành thị của mình, kỳ thực trong quá trình chúng tôi giao thiệp với tập đoàn Lam Tinh đều công khai minh bạch. Chúng tôi không sợ Đông Giang cạnh tranh, mà Kim Thượng Nguyên vốn không phải là kẻ ngốc, y biết cân nhắc lợi hại, sở dĩ sau cùng lựa chọn Giang Thành là bởi vì hoàn cảnh đầu tư của Giang Thành chúng tôi tốt hơn Đông Giang nhiều. Cố Doãn Chi cười nhạt, nói, một thời gian không gặp, miệng của cậu cũng lợi hại hơn rồi. Trương Dương nói, tôi là gặp chuyện thì luận chuyện thôi. Cố Doãn Chi cũng không tiếp tục đề tài này nữa, đứng dậy đặt bộ đồ trà vào trong giá đựng đồ cổ. Nói khẽ quan hệ giữa cậu và Đỗ Thiên Dã tốt lắm nhỉ.
Trương Dương nói, tôi lúc ở ban chú kinh Xuân Dương đã quen anh ta. Là bạn bè cũ. Ừ, bạn bè thì bạn bè, nhưng thượng cấp hạ cấp vẫn phải phân rõ ràng, nếu không sẽ khiến người ta dị nghị đó. Trương Dương từ trong câu này của Cố Doãn Chi đã nhạy cảm nắm được gì đó, xem ra nhất định là có người ở trước mặt Cố Doãn Chi nói xấu mình rồi. Hắn cũng không sợ người khác nói linh tinh, nhưng nếu như vì chuyện này mà mang tới phiền phức cho Đỗ Thiên Dã thì thật sự là không tốt. Cố Doãn Chi lại hỏi tới tình hình cải cách mới nhất của Giang Thành, kỳ thực những ngày này khi Tả Viên Chiêu tới tỉnh Lý, đặc biệt tới văn phòng của ông ta báo cáo, nhưng Cố Doãn Chi thích nghe Trương Dương nói hơn, dẫu sao Trương Dương sẽ không bao giờ nói những lời thừa thãi. Trương Dương lúc ban đầu khi đối diện với Cố Doãn Chi còn sợ ông tôi hỏi về tình cảm giữa hắn và Cố Giai Đồng, nhưng rất nhanh liền phát hiện ra, Cố Doãn Chi trừ công tác ra thì không đàm luận gì về những đề tài khác. Dưới bầu không khí này, Trương Dương cũng dần dần thả lỏng. Trương Dương có một phát hiện, cảm giác rằng thái độ của Cố Doãn Chi lần này đối với hắn đã ôn hòa hơn nhiều, có lẽ là chuyện của Cố Minh Kiện đã khiến ông ta phát sinh biến hóa này. Bất chi bất giác hai người nói chuyện tới hơn 5 giờ, Cố Giai Đồng đã đi Bắc Kinh, Cố Dưỡng Dưỡng thì vẫn chưa được nghỉ, trong nhà chỉ có một mình Cố Doãn Chi, ông tôi nói với Trương Dương, tôi bảo vú em đi chuẩn bị bữa tối, ở lại ăn cơm với tôi đi. Trương Dương được yêu quá mà kinh sợ, gật gật đầu. Việc ăn uống bình thường của Cố Doãn Chi rất đơn giản, lấy đồ chay làm chủ, vì nghĩ tới Trương Dương nên ông tôi bảo vú em luộc một con gà trống và hấp cá pét ca. Trong nhà bí thư Cố không thiếu rượu, bình thường Cố Giai Đồng cũng lấy không ít của nhà mang đi, mà đa số đều tiến vào bụng của Trương Dương. Cố Giai Đồng lấy ra một bình mao đài, Trương Dương mở ra rồi rót một chén cho ông ta, sau đó thì ngồi xuống cạnh Cố Doãn Chi, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Có thể ngồi cùng ăn tối với bí thư Cố là tâm nguyện của tất cả mọi người ở trong thể chế Bình Hải, ở trong mắt người khác là chuyện xa vời không thể với tới được, nhưng đối với mình mà nói lại là rất bình thường. Cố Doãn Chi không biết trong lòng Trương Dương hiện tại đang nghĩ gì, ông tôi nhấp một chén rượu, tôi nghe rất nhiều người sau khi cai nghiện thì rất dễ nghiện trở lại. Trương Dương biết ông tôi lại nghĩ tới chuyện của Cố Minh Kiện, bèn nói, bí thư Cố cứ yên tâm, đợi Minh Kiện ra ngoài. Tôi sẽ nghĩ biện pháp khiến cậu ấy thấy thứ này là phải tránh xa ngay. Cố Doãn Chi rất có lòng tin đối với y thuật của Trương Dương. Ông tôi nói nhỏ, mỗi người đều mong con cái của mình thành rồng. Nhưng một khi con mình xảy ra chuyện, trong lòng chỉ muốn chúng được bình an là tốt rồi. Thành tựu gì thì chẳng qua cũng chỉ là mây khói thoáng qua mà thôi. Trương Dương có thể hiểu tâm lý của Cố Doãn Chi hiện tại. Chuyện Cố Minh Kiện nghiện ma túy đã tạo thành đả kích rất lớn đối với Cố Doãn Chi. Nếu như không phải là mình giúp đỡ cha ra chân tướng đằng sau, Cố Minh Kiện cũng không thể nào thoát khỏi phải ngồi tù lâu ngày, thái độ của Cố Doãn Chi đối với mình phát sinh chuyển biến cũng là bởi vì chuyện này. Trương Dương nói, tôi tin Minh Kiện sau khi xảy ra chuyện này sẽ thành thục hơn và hiểu được nỗi khổ tâm của người nhà. Cố Doãn Chi nói, xuất thân con nhà quan chưa chắc đã phải là chuyện may mắn. Ông tôi đột nhiên nhớ tới Hứa Thường Đức, nghe nói con trai của Hứa Thường Đức ở Giang Thành làm ăn khá lắm hả? Trương Dương nói, quy mô rất lớn, anh ta từ nước ngoài kêu gọi được không ít nhà đầu tư mạo hiểm, lần này tập đoàn Lam Tinh cũng đạt thành hợp tới với họ, tựa hồ như viễn cảnh phát triển rất tốt. Cố Doãn Chi gật đầu, chuyển đề tài, lợi nhuận từ nhà máy chế thuốc của Giai Đông không tồi, cậu giúp đỡ nó phải không? Trương Dương giật thót, Cố Doãn Chi vòng một vòng, cuối cùng cũng quay lại chuyện của mình và Cố Giai Đồng, hắn trong lòng tuy có quỷ, nhưng vẻ mặt vẫn giả vờ tỉnh bơ. Mỉm cười nói, tôi chỉ viết cho cô ấy mấy phương thuốc, cái này không tính là đút lót phải không? Cố Doãn Chi cầm chén rượu lên uống cạn, nói một câu khiến Trương Dương nghĩ mãi cũng không hiểu, người trẻ cậu yêu đường lằng nhằng thế nào thì cứ thế đi. Trương Đại Quan Nhân rời khỏi căn nhà số 9, trong đầu vẫn nhớ lại câu nói đó, câu này của Cố Doãn Chi là có ý gì? Ông ta rốt cuộc là ám chỉ sự nghiệp của Cố Giai Đồng hay là chuyện tình cảm giữa mình và Cố Giai Đồng? Cố Doãn Chi rõ ràng không thể nào nghĩ thoáng như vậy được, để con gái phải theo hắn cả đời một cách không rõ ràng. Trương Dương không rời khỏi viện gia thuộc tỉnh ủy ngay, mà đi bộ tới nhà đại tỉnh trưởng Tống Hoài Minh, ban ngày hắn đã cùng với Viên Thành Thích tới chính phủ tỉnh gặp Tống Hoài Minh, Tống Hoài Minh cũng rất thống khoái đáp ứng sẽ tới tham gia nghi thức cắt băng khánh thành đường vòng tròn 3. Buổi tối Trương Dương là lấy danh nghĩa vãn bối tới thăm hỏi, giống như lần trước, lần này Trương Dương cũng không đi tay không. Mang theo một ít đặc sản của núi Thanh Đài. Bởi vì Trương Dương không báo trước, cho nên vợ chồng Tống Hoài Minh không chuẩn bị gì, Liễu Ngọc Oánh không khỏi trách Trương Dương, Trương Dương, cậu sao không báo trước lấy một tiếng để tôi làm thêm chút thức ăn cho cậu và chú Tống uống vài chén.
Trương Dương cười nói, vừa rồi tới thăm bí thư Cố, ở nhà ông ấy ăn trực một bữa rồi. Ở trước mặt Tống Hoài Minh hắn không muốn giấu gì cả, hắn tới giờ vẫn chưa rõ quan hệ giữa Tống Hoài Minh và Cố Doãn Chi rốt cuộc là như thế nào, trên tình cảm hắn không có bất kỳ thiên vị nào. Tống Hoài Minh nói, thế mà không gọi tôi tới ăn cùng. Trương Dương cười cười, đi tới ngồi xuống cạnh Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh nói chuyện gì với bí thư Cố thế? Nói về việc cải cách của Giang Thành. Tống Hoài Minh cũng không hỏi tường tận, y nói với Trương Dương, ban ngày có chuyện tôi quên mất không dặn cậu, lần này nghi thức cắt băng khách thành của đường vòn tròn 3 phải thật đơn giản, đừng có phô trương lãng phí, ý nghĩa của công trình thông xe tuy rất lớn, nhưng cũng không cần phải dùng tiền để chứng tỏ. Chương 270, Hồng Nhan Bạc Mệnh. Trương Dương gật đầu, nói, chú Tống yên tâm, bí thư Đỗ và thị trưởng Tả cũng có ý này. Tống Hoài Minh nói, ngày 28 tôi sẽ tới Giang Thành, sau nghi thức cắt băng khánh thành thì định tới khu phát triển của các cậu xem thử, ngày hôm đó sẽ quay lại Đông Giang, cho nên các cậu đừng ban bài chỗ ở cho tôi. Trương Dương ngạc nhiên nói, gấp vậy ư, không định ở Giang Thành thăm thú à? Tống Hoài Minh nói, sắp năm mới rồi, việc của tỉnh Lý rất bận rộn, tôi cũng muốn tới Giang Thành thăm thú, nhưng công tác thật sự là quá bận, không bớt đâu ra được thời gian. Liễu Ngọc Oánh bưng hai chén trà đến, đặt ở trước mặt họ. Cảm ơn gì Liễu, miệng lưỡi Trương Dương rất ngọt ngào. Liễu Ngọc Oánh cười nói, đừng khách khí như vậy, Trương Dương, gần đây có liên lạc với Yên Nhiên không? Trương Dương nói, cô ấy cùng Lão Thái Thái tới phương Nam du ngoạn rồi, cũng thường gọi điện thoại về, nói là Tết âm lịch năm nay nhất định sẽ về Tĩnh An. Tống Hoài Minh gật đầu, tôi cũng chuẩn bị về Tĩnh An đón năm mới. Liễu Ngọc Oánh nói, Trương Dương, tôi định vào năm mới mời Lão Thái Thái tới cùng ăn bữa cơm, cả nhà đoàn tụ với nhau, tới lúc đó cậu cũng tới nhé. Trương Dương đáp ứng rất sảng khoái, loại đoàn tụ gia đình này hắn tất nhiên phải tham gia, tỉnh trưởng phu nhân sở dĩ mời mình, không chỉ coi mình là người nhà mà hơn nữa còn muốn lợi dụng hắn để tu bổ quan hệ giữa hai cha con Tống Hoài Minh. Di động của Trương Dương lúc này đổ chuông, là Lâm Thanh Hồng gọi điện thoại tới, giọng nói của Lâm Thanh Hồng rất tức giận, cô ta lớn tiếng chỉ trích Trương Dương, Giang Thành các anh làm cái gì vậy? Chúng tôi đầu tư ở Giang Thành, không phải là để cùng phát triển kinh tế Giang Thành ư, hiện tại 3 ngày thì cắt điện của chúng tôi 2 lần, tạo thành tổn thất rất lớn cho chúng tôi. Trương Dương nghe xong đầu to ra, chuyện của cục điện lực vẫn chưa giải quyết được à? Hắn cười bồi, nói, Dương Tổng, đừng tức giận, chuyện này tôi sẽ phản ánh với thị lý. Phản ánh, khu phát triển, thị lý tôi đều phản ánh rồi, chỉ nói là sẽ giải quyết cho tôi, đợi bọn họ giải quyết được thì hoa cỏ thức ăn đều lạnh rồi. Trương Dương nói, Lâm Tổng, tôi đang ở Đông Giang, ngày mai tôi tới cục điện lực của tỉnh, chuyện này tôi nhất định sẽ giải quyết nhanh chóng. Lâm Thanh Hồng lại cằn nhằn thêm một câu rồi mới gác điện thoại. Tống Hoài Minh ở bên cạnh nghe ra được manh mối, chậm rãi nói, sao thế? Có chuyện gì mà muốn tìm cục điện lực của tỉnh vậy? Trương Dương vốn không định nói, nhưng tỉnh trưởng Tống đã hỏi, hắn dứt khoát tố cáo cục điện lực luôn. Hắn kể lại một lượt những hành vi đáng ghét của cục điện lực. Tống Hoài Minh nghe xong liền nhíu mày, y nói khẽ, hệ thống điện lực là đơn vị đặc thù, cung ứng điện lực của tỉnh Bình Hải chúng ta vốn rất eo hẹp, gần đây theo sự cải cách mở cửa, lượng điện dùng cũng tăng hơn ngày xưa, tiết kiệm điện cũng là chuyện bất đắc dĩ. Vấn đề là bọn họ căn phải không phải là tiết kiệm điện mà là cố ý giở trò. Tống Hoài Minh cười cười, y gật đầu, nói, ngày mai tôi sẽ qua hỏi chuyện này. Có được câu này của Tống Hoài Minh, Trương Dương chẳng khác nào được ăn một viên định tâm hoàn. Đi ra khỏi viện gia thuộc tỉnh ủy, nhận được điện thoại của Lương Thành Long, gã nghe Lâm Thanh Hồng nói Trương Dương đang ở Đông Giang, liền lập tức gọi điện thoại tới, hẹn Trương Dương tới quán Ba Âu Thượng uống rượu. Trương Dương tới quán Ba Âu Thượng, phát hiện Lương Thành Long không đi một mình, bên cạnh còn có Bạch Yến và Trần Thiệu Bân. Không ngờ mấy ngày không gặp, Lương Thành Long và Bạch Yến lại tình cũ không rủ cũng tới. Lương Thành Long gọi cho Trương Dương một cốc bia đen, Trần Thiệu Bân đấm một cú lên vai Trương Dương, nói, đúng là chẳng ra làm sao cả. Tới Đông Giang không ngờ lại không thông chi cho chúng tôi một tiếng. Trương Dương nói, lần này tới thuần túy là vì công việc, mời tỉnh trưởng Tống tới Giang Thành cắt băng thông xe cho đường vòng tròn 3, cũng không có nhiều thời gian cho nên không quấy rầy các anh. Lương Thành Long nói gì thế, chúng ta là anh em sao phải nói những lời khách sáo như vậy. Trương Dương mỉm cười nhìn bí thư, nói, sao, các người lại gian díu với nhau rồi à? Bạch Yến cầm chén rượu lên làm tư thế muốn đập hắn,
Trương Dương vội vàng né ra sau Trần Thiệu Bân. Lương Thành Long cười ha ha, nói, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, chúng tôi gọi thế này là hoạn nạn thấy chân tình. Trần Thiệu Bân uống một ngụm rượu, nói, đừng chọc cho tôi buồn nôn. Chuyện giữa hai người chẳng ai muốn quản cả, tôi dẫu sao chỉ là coi như không thấy. Trương Dương cũng mang tâm lý giống như Trần Thiệu Bân, hắn ngồi xuống cạnh Lương Thành Long, nói, công ty của các anh gần đây nhận được không ít việc. Lương Thành Long nói, Phong Dụ gần đây quả thật nhận không ít công trình ở khu phát triển Giang Thành. Nhưng lợi nhuận rất thấp, trên cơ bản cũng kiếm được không ít tiền. Nhưng so với hối thông của Kiều Mộng Viện thì những nhà máy của tôi trên cơ bản đều là giá thành phẩm, toàn bộ đều là nhờ mặt mũi của Lâm Thanh Hồng. Trương Dương biết thằng nhóc này không thấy lợi thì không làm, nói kiếm ít một chút thì hắn còn tin, nói giá thành phẩm thì có quỷ mới tin. Bạch Yến nhìn đồng hồng, cầm túi của cô ta lên rồi cáo từ Trương Dương. Cô ta biết lúc nam nhân nói những đề tài này thì tốt nhất nên lựa chọn né tránh. Trần Thiệu Bân nhìn bóng lưng của bí thư, nói, Bạch Yến gần đây biết ngoan ngoãn rồi à? Lương Thành Long nói, đấy là tôi dạy dỗ tốt. Trương Dương cười nói, tâm lý hay là sinh lý? Đương nhiên là hai bút cùng vẽ rồi. Trần Thiệu Bân quay mặt đi phun ra một ngụm rượu, hắn bị sắc đến nỗi ho liên tục, một lúc sau mới hít thở lại bình thường, nói, thôi đẹp đi. Anh mà hai bút cùng vẽ, tôi sao thấy bí thư vẫn có chút không được thỏa mãn. Lương Thành Long có chút đắc ý nói, tôi gần đây thường rèn luyện, phương diện này rất lợi hại. Trương Đại Quan Nhân cũng nhìn Lương Thành Long với ánh mắt khinh thường, trong lòng thầm nghĩ anh lợi hại bằng tôi không. Lương Thành Long bị ánh mắt của hai người đả kích, gã vẫy tay với bartender, nói, tôi cũng bia đen. Sau đó lại nói, không thể có tiếng nói chung với loại nhân sĩ năng lực thấp như các cậu. Kỳ thực tôi thật sự không muốn nói ra lại sợ đả kích các cậu. Trương Dương cố ý nói, người sắp làm cha không được như vậy đâu. Lương Thành Long cười khổ, nói, đó là cô ta lừa tôi thôi, cô ta căn bản không mang thai. Trần Thiệu Bân cảm thán, nói, loại động vật như nữ nhân đúng là hung mãnh. Lương Thành Long nói, đám người như chúng ta đều là dạng hám của lạ, biết rõ nữ nhân là độc được, nhưng lại vẫn khăng khăng muốn tử. Trương Dương nói, hám của lạ là bản thân anh, đừng có kéo chúng tôi vào. Lương Thành Long nói, Trần Thiệu Bân, cậu không đáng bị coi thường thì sao ngày nào cũng theo đít Lê San San làm gì? Trần Thiệu Bân trừng mắt lườm gã, anh không thể nói dễ nghe một chút à? Lương Thành Long bảo, Trương Dương, cậu không hám của lạ sao tự dưng lại chạy tới Bắc Kinh bận rộn vì chuyện của Cố Minh Kiện làm gì? Trương Dương và Trần Thiệu Bân nhìn nhau, hai người đồng thời nói, chẳng có gì thú vị. Lương Thành Long nói, tôi cũng thấy vậy, nhưng nếu như cứ ngoan ngoãn mà sống thì chẳng phải càng vô vị hơn ư, nhân lúc chúng ta còn có tiền, còn trẻ, tội gì mà không ăn chơi. Đợi khi già rồi, cho dù muốn ăn chơi cũng chẳng được. Trương Dương chỉ vào mũi Lương Thành Long, nói chán trường, cho nên anh mới không thể nào sánh bằng đảng viên chúng tôi, giác ngộ quá kém. Lương Thành Long nói, tôi cũng là đảng viên. Trần Thiệu Bân cũng gật đầu, tôi cũng vậy. Đảng viên cũng có nhiều loại. Loại đảng viên như các anh thuộc loại vết nhơ trên cờ đảng. Trần Thiệu Bân đang muốn tranh luận thì điện thoại của gã đổ chuông, nhìn số thì là của Âu Dương Như Hạ. Gã nhận điện thoại, nói, bạn học cũ, muộn như vậy rồi còn gọi điện thoại, có phải là nhớ tôi không? Âu Dương Như Hạ không nói gì, chỉ khóc. Trần Thiệu Bân ngây ra, Lương Thành Long và Trương Dương đều mặt mày kinh dị nhìn gã. Âu Dương Như Hạ là tình nhân của Phó Tỉnh trưởng Thường vụ Triệu Quý Đình. Trần Thiệu Bân không thể nào là không sáng suốt tới mức ăn ở với y rồi chứ. Một lúc sau Âu Dương Như Hạ mới khống chế được tâm tình, tôi đang ở núi Quan Âm. Trong buồng điện thoại công cộng, phiền cậu tới đón tôi. Alo, cô sao vậy? Âu Dương Như Hạ đã gác điện thoại rồi. Trần Thiệu Bân nhìn Lương Thành Long và Trương Dương, cô ấy hình như xảy ra chuyện rồi. Quan hệ giữa Trương Dương và Âu Dương Như Hạ không tồi, nghe nói cô ta gặp phiền phức. Lập tức tỏ ý muốn đi cùng, ba người cùng nhau leo lên xe jeep của Trương Dương, nửa tiếng sau thì tới núi Quan Âm ở ngoài thành phía bắc Đông Giang. Núi Quan Âm ở Đông Giang cũng không được tính là địa phương nổi danh gì, bởi vì trên núi có tòa Quan Âm viện nên lấy để đặt tên, bình thường có rất ít du khách tới đây. Tới buổi tối thì càng vắng vẻ. Bọn họ đi tới bốt điện thoại công cộng mà Âu Dương Như Hạ đã nói, thấy tối mịt một mảng, trong bốt điện thoại lờ mờ truyền tới tiếng khóc, Trần Thiệu Bân và Lương Thành Long nhìn nhau. Hai người trong lòng đều sợ hãi, Âu Dương Như Hạ chạy tới đây làm gì? Trương Dương bước tới đầu tiên, mượn vào ánh trăng nhìn vào bên trong bốt điện thoại, có một nữ nhân đang ngồi co ro ở bên trong,
nghĩ chắc là Âu Dương Như Hạ rồi. Trương Dương nhẹ nhàng gõ vào bốt điện thoại, Âu Dương Như Hạ ngẩng đầu lên, mặt đầy là nước mắt, Trương Dương thị lực siêu mạnh, phát hiện quần áo trên người cô ta bị xé rách, trong lòng lập tức ý thức được chuyện chẳng lành, hắn cởi áo khoác ngoài của mình xuống, kéo cửa bốt điện thoại, dùng áo khoác che cho Âu Dương Như Hạ. Thân hình của Âu Dương Như Hạ không ngừng run rẩy. Trần Thiệu Bân và Lương Thành Long cũng chạy tới, chuyện gì vậy? Âu Dương Như Hạ trong mắt đầy vẻ sợ hãi, đừng hỏi tôi không biết. Lương Thành Long vỗ vai Trần Thiệu Bân, tỏ ý bảo gã đừng truy hỏi. Lương Thành Long cũng nhìn ra tình tự của Âu Dương Như Hạ có chút không đúng. Lúc này, lại có một chiếc xe đi tới, là Đinh Triệu Dũng, gã và Âu Dương Như Hạ là bạn học cũ, hơn nữa quan hệ trước giờ luôn rất tốt. Đinh Triệu Dũng vừa tới đã lớn tiếng hỏi, sao vậy? Lương Thành Long đánh mắt ra hiệu cho gã, trước tiên về đã rồi hắn nói. Bốn người hộ tống Âu Dương Như Hạ về biệt thự của Lương Thành Long ở gần đó, Âu Dương Như Hạ ngồi trong phòng khách, tóc tai rối loạn, trên mặt còn có mấy vết thâm tím, Trần Thiệu Bân rót một tách cà phê cho cô ta, lúc cô ta nhận lấy, hai tay không ngừng run rẩy. Lương Thành Long, Trương Dương và Đinh Triệu Dũng đi ra bên ngoài, Trương Dương nói nhỏ, hình như có vẻ không ổn. Lương Thành Long hạ thấp giọng nói, cô ta có phải là bị người ta? Đinh Triệu Dũng trừng mắt lườm gã, nhưng trong lòng cũng hoài nghi là vậy, hạ thấp giọng, nói, có cần báo cảnh sát không? Lương Thành Long nói, cô ta là nhân vật công chúng, hơn nữa. Nói tới đây gã dừng lại, mọi người đều hiểu ý của gã, Lương Thành Long là ám chỉ quan hệ giữa Âu Dương Như Hạ và Triệu Quý Đình. Đinh Triệu Dũng thở dài, nói, chuyện này phiền phức rồi. Trương Dương nói, cũng không có gì là phiền cả, nhưng phải xem ý tứ của cô ta như thế nào. Âu Dương Như Hạ sau khi uống xong tách cà phê, tỉnh tự tựa hồ như ổn định hơn một chút. Trần Thiệu Bân quan tâm hỏi, sao thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Như Hạ vừa nghe thấy gã hỏi vậy, nước mắt lại tuôn rơi, Trần Thiệu Bân lúng túng nói, cô không muốn nói thì bỏ đi, coi như tôi chưa hỏi. Âu Dương Như Hạ run giọng nói, Triệu Hải Vệ dẫn theo một đám người, bọn chúng bắt cóc tôi. Tới đó, cởi y phục của tôi ra, bức tôi chụp rất nhiều ảnh. Trương Dương không biết Triệu Hải Vệ là ai, ba người bọn Lương Thành Long thì biết rất rõ, Triệu Hải Vệ là con trai của Phó Thị trưởng Thường vụ Triệu Quý Đình. Mục đích hắn làm vậy thì không cần hỏi cũng biết, khẳng định là thằng ôn này nghe thấy chuyện của Âu Dương Như Hạ và cha mình, cho nên mới sinh lòng báo thù. Đinh Triệu Dũng nói, có muốn báo cảnh sát không? Âu Dương Như Hạ kinh hoàng thất thố lắc lắc đầu, bọn họ cũng không làm gì tôi. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn mấy người họ, xin các anh hãy giúp tôi lấy lại những tấm ảnh đó. Lương Thành Long nói, cô trước tiên cứ nghỉ ngơi đi, chuyện này chúng tôi sẽ thương lượng xem nên làm như thế nào. Lúc Âu Dương Như Hạ đi tắm rửa, bốn người thảo luận chuyện này, Đinh Triệu Dũng nói, thằng ôn Triệu Hải Vệ là hạng tâm cao khí ngạo, chuyện này khó giải quyết đấy. Lương Thành Long gật đầu, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, chúng ta nếu như đi tìm hắn, chứng tỏ chúng ta biết chuyện của Triệu Quý Đình và Âu Dương Như Hạ, chuyện này sẽ biến thành các khó giải quyết. Trần Thiệu Bân nói, vậy chúng ta nên làm thế nào? Âu Dương Như Hạ nói sao cũng là bạn học của chúng ta, cô ta lâm vào cảnh này, về tình về lý chúng ta đều nên giúp đỡ. Trương Dương nói, loại chuyện này để Âu Dương Như Hạ mở miệng nói với Triệu Quý Đình có thể tốt hơn không? Lương Thành Long nói, cô ta không mở miệng, được đâu, người khi phụ cô ta là con trai của Triệu Quý Đình, cho dù là lão Triệu biết cũng không thể làm gì. Tôi thấy chuyện này vẫn là bọn họ giải quyết nội bộ là hay nhất. Triệu Hải Vệ tuy chụp ảnh cô ta, nhưng tôi chắc hắn cũng chẳng dám tung ra đâu, các cậu thử nghĩ xem, nếu vạch trần tất cả, mặt mũi ai sẽ khó coi nhất. Ý của Lương Thành Long rất rõ ràng, nếu thật sự vạch trần việc này thì người mất mặt nhất chính là Triệu Quý Đình. Triệu Hải Vệ cho rằng chụp ảnh là có thể bức Âu Dương Như Hạ rời khỏi cha hắn, nhưng Âu Dương Như Hạ theo Triệu Quý Đình lâu như vậy, trong tay cũng chưa chắc đã không có chứng cứ sự thực gì. Mấy người đồng ý với ý kiến của Lương Thành Long. Âu Dương Như Hạ tắm rửa hết 2 tiếng đồng hồ mới xong, bởi vì thời gian quá lâu, bọn họ suýt chút nữa thì cử đại biểu xông vào xem tình hình thế nào. Lúc Âu Dương Như Hạ quay lại phòng khách, tình tự rõ ràng đã khôi phục lại rất nhiều, cô ta nói khẽ tôi đã nghĩ kỹ rồi. Chuyện này tốt nhất đừng để lộ ra. Mấy người đều gật đầu, Lương Thành Long nói, cô tối nay nghỉ lại đây đi, dẫu sao thì chỗ tôi cũng có nhiều phòng lắm. Âu Dương Như Hạ lắc đầu, nói thôi, tôi về. Lương Thành Long cũng không giữ lại, trong mắt hắn chuyện này rất phiền phức, dẫu sao thì Âu Dương Như Hạ cũng là nữ nhân của Triệu Quý Đình,
Mình chen vào sau này nếu để Triệu Quý Đình biết, khẳng định sẽ dẫn tới phiền phức không đáng có. Mấy người cùng nhau đưa Âu Dương Như Hạ về nhà, lúc rời đi thì đã là hơn 2 giờ sáng. Ninh Triệu Dũng kiến nghị, tới đường Hoành Đạt ăn đồ nướng đi, chạy cả nửa ngày, bụng trống rỗng rồi. Đề nghị của hắn nhận được sự tán đồng của mấy người. Ngồi trong một quán ăn ở phía tây bắc đường Hoàng Đạt, Đinh Triệu Dũng từ khoang sau lấy ra 2 bình rượu ngũ lương, những người làm ăn trên thương trường trên xe thường chuẩn bị những đồ này. Trần Thiệu Bân nhìn chai rượu nói, lấy của ông già cậu à? Đinh Triệu Dũng cười ha ha, nói, cha tôi không uống rượu, tôi tiêu hóa giúp ông ấy. Lương Thành Long mở một chai, rót đầy 4 chén, gã cầm chén lên, nói, nào, anh em, chúng ta nâng cốc để an ủi chính mình. Trần Thiệu Bân nói, chúng tôi không có gì phải an ủi cả, người cần an ủi là Âu Dương Như Hạ, các anh nói xem, cô ta ở một mình, buổi tối sẽ không xảy ra chuyện gì. Lương Thành Long cười nói, cậu lo cô anh xảy ra chuyện thì tới ngủ cùng cô ấy đi. Trần Thiệu Bân nghe vậy liền gắt lên, anh con mẹ nó ăn nó tích chút đức có được không, dẫu sao cũng là bạn cũ mà. Lương Thành Long nói, tôi cũng không có ý tứ khác, sao cậu chưa gì đã nhảy lên thế? Đinh Triệu Dũng vội vàng hòa giải, bỏ đi, dẫu sao chúng ta cũng không có ác ý gì cả, uống rượu đi, tôi thấy tâm tình của cô ta rất ổn định, chẳng sẽ không có chuyện gì đâu. Trương Dương nâng chén rượu lên, hắn lúc này biến thành có chút trầm mặc, không biết vì sao, tình huống của Âu Dương Như Hạ khiến hắn không khỏi nhớ tới Hải Lan trong quá khứ. Hải Lan có nỗi khổ của cô ấy, còn Âu Dương Như Hạ thì sao? Chẳng lẽ chỉ vì quyền thế của Triệu Quý Đình ư? Lương Thành Long uống xong chén rượu đó, không khỏi cả thán, gần vua như gần hổ, có một số chuyện không phải là dễ chơi. Bởi vì chuyện của Âu Dương Như Hạ, hứng chí của mấy người đều không được cao, sau khi uống 2 chén thì ai về nhà nấy. Ăn chiếu theo kế hoạch của Trương Dương, hôm đó hắn phải về Đông Giang, nhưng buổi sáng nhận được điện thoại của Trần Thiệu Bân, Trương Dương, cậu đang ở đâu? Trương Dương thật thà nói chỗ ở của mình hiện tại. Trần Thiệu Bân trầm giọng nói, Âu Dương Như Hạ tự sát rồi, cậu mau tới đi. Đầu Trương Dương ong một tiếng, hắn ngàn vạn lần không ngờ rằng chuyện lại phát triển tới mức này, tối qua còn thấy tình tự của Âu Dương Như Hạ rất ổn định, sao đột nhiên lại lựa chọn tuyệt lộ. Trương Dương nghĩ không thông, biết rằng chuyện này mấy người khác cũng nghĩ không thông, Âu Dương Như Hạ là tự sát trong bồn tắm, sau khi cắt mạch máu, máu tươi nhiễm đỏ cả bồn tắm, hiện trường vô cùng đáng sợ, chuyện này xảy ra ở khu Bạch Sa. Người phụ trách là Phó Cục trưởng Loan Thắng Văn, căn cứ theo điều tra của họ, Âu Dương Như Hạ trước khi chết từng bị xâm phạm tình dục, từ trong điện thoại của Âu Dương Như Hạ, tra ra được Đinh Triệu Dũng và Trần Thiệu Bân, tố chất tâm lý của Trần Thiệu Bân rõ ràng vượt qua được kiểm tra. Lập tức lôi cả Lương Thành Long và Trương Dương ra. Mấy người bị dẫn tới phân cục khu Bạch Sa hiệp trợ điều tra, kế hoạch quay về Giang Thành của Trương Dương hoàn toàn thất bại. Bởi vì vụ án quá trọng đại. Mấy người bị liên quan không có ai là không có bối cảnh thâm hậu, cho nên phía phân cục công an khu Bạch Sa quyết định để cục trưởng Tằng Vũ Hành, phó cục trưởng Loan Thắng Văn tự tiến hành thẩm vấn mấy người này. Người phụ trách điều tra Trương Dương là cục trưởng Tằng Vũ Hành vẫn tính là khách khí với Trương Dương. Y điềm nhiên rút một điếu thuốc, rít một hơi rồi hỏi, nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trương Dương thật thà kể lại chuyện đã xảy ra tối qua, chỉ không nhắc tới chi tiết của Triệu Hải Vệ. Ở trong thể chế lâu như vậy, quan hệ lợi hại hắn cũng biết, nói ra Triệu Hải Vệ, chẳng khác nào kéo cả Triệu Quý Đình vào, chuyện sẽ biến thành phiền phức, đương nhiên Trương Dương hiện tại vẫn không biết Âu Dương Như Hạ tối qua từng bị xâm phạm tình dục. Tằng Vũ Hành nói, cậu nói rằng các cậu tối qua đón Âu Dương Như Hạ về biệt thự của Lương Thành Long. Trương Dương gật đầu. Sau đó xảy ra chuyện gì? Giữa các cậu và cô ta có phát sinh quan hệ hữu nghị gì không? Mắt Trương Dương híp lại, cục trưởng Tằng. Ý ngài là gì? Có gì thì cứ nói thẳng ra, đừng có quanh co. Tằng Vũ Hành gật đầu, cậu có phát sinh quan hệ tình dục với Âu Dương Như Hạ không? Trương Dương lắc đầu, tôi và cô ta chỉ là bạn bè bình thường, lời nói của ngài đang vũ nhục tôi đó. Tằng Vũ Hành lạnh lùng nói, căn cứ theo báo cáo sơ bộ của pháp y, Âu Dương Như Hạ trước khi chết từng bị xâm phạm tình dục, trong cơ thể của cô ta phát hiện tinh dịch còn sát lại, kết quả đang được phân tích. Tin tức này khiến Trương Dương triệt để chấn kinh, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, đồ chó má. Tằng Vũ Hành nói, cậu tốt nhất hãy nói ra toàn bộ đầu đuôi câu chuyện đi, nếu không tình huống sẽ rất bất lợi với cậu. Trương Dương không chút sợ hãi nhìn Tằng Vũ Hành, cục trưởng Tằng, nghe khẩu khí của ngài hình như coi tôi là nghi phạm, tôi khuyên ngài, trước khi chưa có chứng cứ xác thực,
tốt nhất đừng có chụp mũ tôi hoàn toàn trong sạch, bọn Lương Thành Long cũng vậy, chúng tôi tối qua sở dĩ đi đón Âu Dương Như Hạ là bởi vì chúng tôi là bạn bè. Chỉ vậy mà thôi. Tăng Vũ Hành gật đầu, tôi cũng hy vọng các cậu trong sạch, có điều trước khi chưa kết quả phân tích cụ thể. Tôi khuyên cậu hãy thật thà phối hợp với cơ quan công an chúng tôi. Lợi ích của cách ly thẩm tra là giữa bọn Trương Dương không thể trao đổi tin tức với nhau, có điều chứng cung của họ trên cơ bản đều phù hợp, trừ Trần Thiệu Bân dưới sự tra hỏi khéo léo của Loan Thắng Văn khai ra Triệu Hải Vệ, ba người còn lại căn bản không nhắc tới chuyện này. Bốn người họ, một là con rể tương lai của tỉnh trưởng Tống, một người là con trai thứ hai của bí thư chính pháp ủy tỉnh, một người là cháu trai bảo bối của bí thư thị ủy Đông Giang, phó tỉnh trưởng tỉnh Bình Hải, còn có một người là con trai của bộ trưởng tuyên truyền tỉnh ủy, bất kỳ ai Tăng Vũ Hành cũng không trêu vào được. Tăng Vũ Hành nghiêm lệnh phong tỏa tin tức, lúc gặp Loan Thắng Văn, y đau đầu không thôi, nói, sao? Loan Thắng Văn nói, tôi cũng không biết làm thế nào bây giờ, Âu Dương Như Hạ trước lúc trước từng vệ sinh phần dưới, xóa đi chứng cứ, khiến công tác tìm chứng cứ của chúng biến thành khó khăn. Y dừng lại một chút rồi nói, có điều tôi cảm thấy mấy người họ chắc là không xâm phạm Âu Dương Như Hạ đâu, thân phận bối cảnh của họ đều sờ sờ ra đó, huống chi chuyện của Âu Dương Như Hạ, bọn họ đều biết rất rõ. Tăng Vũ Hành nói, nhưng sự hiềm nghi của họ không thể nào xóa bỏ được. Loan Thắng Văn nói, Trần Thiệu Bân có nhắc tới Triệu Hải Vệ, nói là Triệu Hải Vệ ép Âu Dương Như Hạ đi chụp ảnh khỏa thân. Tăng Vũ Hành cũng biết rõ quan hệ của Âu Dương Như Hạ và Triệu Quý Đình, y nói khẽ, nhưng, trong chứng cung của ba người còn lại không nhắc tới chuyện này. Có lẽ là họ cảm thấy chuyện này quá phức tạp, nói ra Triệu Hải Vệ sẽ có thể dẫn tới phiền phức. Tăng Vũ Hành nói, giờ làm sao đây? Y đã hỏi Loan Thắng Văn tới lần thứ hai rồi. Loan Thắng Văn từ tận đáy lòng luôn coi thường vị thượng ti tầm thường này. Bình thường y rất ít làm việc với Tăng Vũ Hành, nhưng vụ án ngày hôm nay đó trói hai người họ lại với nhau. Tăng Vũ Hành thấy Loan Thắng Văn rất lâu không có phản ứng gì, y nói khẽ, đã xác nhận là tự sát rồi. Loan Văn Thắng hiểu rõ ý của Tăng Vũ Hành, Tăng Vũ Hành định kết án như vậy, xấu sao Âu Dương Như Hạ là tự sát mà chết. Hơn nữa không có bất kỳ chứng cứ gì là bởi vì cô ta bị xâm phạm mà dẫn tới tinh thần sụp đổ rồi tự sát, kết án như vậy đối với tất cả mọi người đều có lợi, cũng tránh dính phải phiền phức lớn hơn. Loan Thắng Văn nói, nếu lời Trần Thiệu Bân nói là thật, vậy thì bọn Triệu Hải Vệ rất có khả năng đã xâm phạm Âu Dương Như Hạ. Tăng Vũ Hành nói, có phải xâm phạm hay không thì rất khó nói, chúng ta tra tiếp chỉ tổ dính thêm phiền phức. Loan Thắng Văn nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng gật đầu, theo ý của ngài đi. Trước tiên cứ thả bọn Trương Dương ra đã chứ. Thả đi. Lúc bọn Trương Dương, Lương Thành Long bước ra khỏi phân cục công an khu Bạch Sa, vẻ mặt của mấy người đều đầy vẻ bi phẫn, Đinh Triệu Dũng nói là Triệu Hải Vệ bức tử Âu Dương Như Hạ. Lương Thành Long tức giận nói, đờ tê con mẹ nó, thằng chó đó đúng là không có nhân tính. Lúc này Loan Thắng Văn bước tới, y gật đầu với mấy người, chuyện đã điều tra xong rồi, còn ở lại phân cục làm gì? Có phải là không nỡ rời đi không? Lương Thành Long nói, cục trưởng Loan, Âu Dương Như Hạ rốt cuộc làm sao mà chết? Tự sát, Loan Thắng Văn nói. Đinh Triệu Dũng đầy vẻ nghi hoặc hỏi, ông không phải nói trước khi cô ta chết bị xâm phạm tình dục ư? Loan Thắng Văn nói, tôi không nói vậy, tôi chỉ nói là phát hiện tinh dịch trong cơ thể của cô ấy. Trương Dương mẫn cảm phát giác ra gì đó, thái độ xử lý của phân cục Bạch Sa có thay đổi. Chẳng lẽ họ cũng ý thức được chuyện này sẽ gây ra phiền phức lớn, cho nên không muốn điều tra tiếp. Trương Dương nói, cục trưởng Loan có ý gì vậy? Cũng chính là nói các ông sẽ không tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của Âu Dương Như Hạ ư. Loan Thắng Văn nói, đương nhiên phải điều tra rồi, có điều kết quả sơ bộ đã có rồi, cô ta là tự sát, điểm này là chắc chắn, nếu không tôi cũng sẽ không thả các cậu đi đâu. Trần Thiệu Bân lúc này có chút phản ứng quá khích, gã lớn tiếng nói, tự sát thì không truy cứu ư. Nếu không phải là Triệu Hải Vệ bức cô ta chụp ảnh, cô ta căn bản sẽ không chết. Loan Thắng Văn nhắc nhở họ, không có chứng cứ thì đừng nói linh tinh, hơn nữa bất kể lúc trước anh ta có làm gì thì cũng không liên quan tới cái chết của Âu Dương Như Hạ. Trần Thiệu Bân còn muốn nói tiếp thì Lương Thành Long đã kéo gã rời khỏi cửa lớn phân cục Bạch Sa. Trương Dương và Đinh Triệu Dũng cũng bước ra ngoài. Bọn họ bước ra khỏi phân cục công can khu Bạch Sa. Trần Thiệu Bân tức giận nói, cái chết của Âu Dương Như Hạ khẳng định có liên quan tới Triệu Hải Vệ, bọn họ vì sao không bắt Triệu Hải Vệ? Lương Thành Long nói, Âu Dương Như Hạ khẳng định là tự sát. Cục trưởng Loan vừa nói rõ ràng rồi còn gì?
Trương Dương nói, nghe họ nói hình như tối qua Âu Dương Như Hạ bị xâm phạm tình dục, tôi nghĩ đây mới là nguyên nhân căn bản khiến cô ta tự sát. Đinh Triệu Dũng nói, nhưng Âu Dương Như Hạ chết rồi, cho dù là phát sinh chuyện gì thì cũng chết rồi không có đối chứng, tôi thấy phân cục khu Bạch Sa muốn ém chuyện này xuống. Lương Thành Long nói, các cậu còn hiềm chuyện chưa đủ phiền phức à? Hay là cứ giao tất cả cho cục công an xử lý đi, chúng ta có thể rũ được quan hệ là tốt lắm rồi. Trần Thiệu Bân nói, anh là một thương nhân thuần túy, luôn coi lợi ích của mình là quan trọng hơn hết, Âu Dương Như Hạ là bạn của chúng ta chẳng lẽ cứ để cô ấy phải hàm oan mà chết ư? Lương Thành Long nói, cậu dựa vào gì mà nói tôi như vậy? Kẻ nhu nhược nhất chính là cậu đó. Anh nói ai? Trần Thiệu Bân mắt đỏ bừng xông về phía Lương Thành Long. Nói cậu đấy, Lương Thành Long cũng nổi giận. Trương Dương và Đinh Triệu Dũng vội vàng giữ hai người họ lại. Kỳ thực trong lòng họ giờ cũng không dễ chịu gì. Đinh Triệu Dũng nói, đừng làm loạn nữa, có phóng viên tới kìa. Mấy người ngẩng đầu lên, quả nhiên, có mấy phóng viên của đài truyền hình Đông Giang đang ùa về phía họ. Âu Dương Như Hạ là át chủ bài của đài truyền hình Đông Giang, tuy trong đời sống riêng tư của cô ta tồn tại một số vấn đề, nhưng bình thường làm người vẫn rất tốt, nhân duyên trong ngành không tồi, cái chết của cô ta khiến đồng sự bi thương không thôi. Có không ít người tự phát chạy tới phân cục Bạch Sa đòi công đạo. Mấy người bọn Trương Dương đều kính nhì viễn chi đối với phóng viên, đặc biệt là lúc mẫn cảm như thế này, vạn nhất bị phóng viên viết lung tung, sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức. Bọn họ nhanh chóng đi ra xa, mấy phóng viên thấy họ muốn đi, vội vàng đuổi theo, cuối cùng ở một chỗ rẽ thành công cản được họ, phóng viên dẫn đầu hỏi, xin hỏi, các anh có liên quan tới cái chết của Âu Dương Như Hạ không? Lương Thành Long nói, chúng tôi chỉ hiệp trợ điều tra, không liên quan gì tới chuyện này. Đinh Triệu Dũng nói, xin lỗi, làm ơn nhường đường, mọi người hay là kiên nhẫn đợi kết quả điều tra của cơ quan công an đi. Có một người nói, xin hỏi Âu Dương Như Hạ là chết vì tình, xin hỏi là có quan hệ với ai trong các anh? Tàng thư viện chỉ vào tên phóng viên nó, mày con mẹ nó bước ra đây cho tao, có tin tao nhổ răng mày không? Nói cho các người biết, ai con mẹ nó dám viết linh tinh, tôi sẽ đập vỡ chén cơm của các người. Trong mấy ký giả có người biết thân phận của Trần Thiệu Bân, ai ai quả nhiên cũng bị khí thế của hắn dọa cho sợ hãi. Bốn người bọn Trương Dương nhanh chóng rời khỏi hiện trường, mắt của Trần Thiệu Bân đã đỏ lên, mắng tôi con mẹ nó không nuốt được cục tức này. Vừa dứt lời, điện thoại của gã đổ chuông, là ông già Trần Bình Triều của gã gọi, nói rất đơn giản, bảo gã lập tức về nhà. Lương Thành Long và Đinh Triệu Dũng sau đó nhận được điện thoại của người nhà, sau khi họ chia tay. Trương Dương một mực đứng ở quảng trường cổ lâu, mặt trời hôm nay rất đẹp, nhưng hắn lại không cảm thấy ấm áp chút nào, quan hệ giữa hắn và Âu Dương Như Hạ chỉ có thể nói là rất bình thường, nhưng sự ra đi đột ngột của Âu Dương Như Hạ khiến trong lòng hắn chấn động không thôi, tối qua còn là một sinh mạng tươi trẻ, hôm nay đã biến thành một cỗ thi thể lạnh toát, Trương Dương rất tôn trọng sinh mạng, hắn cho rằng bất cứ ai cũng không được coi rẻ sinh mạng của mình. Bất kể là Âu Dương Như Hạ có lý do gì, cô ta cũng không nên vứt bỏ quyền lợi được sống của mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 270.